Chương 991, chúc Tết. Trương Huyền xoay người, duỗi tay ôm Lâm Thanh Hạm eo nhỏ. Đang ở ngủ say chung nữ nhân, một chút liền cảm nhận được bên hông kia chỉ bàn tay to, nàng khi nào trong lúc ngủ mơ bị người đụng vào quá, phá lệ mẫn cảm, phát ra một tiếng nhẹ ninh. Ân tương đương. Nữ nhân nhẹ ninh thanh truyền vào Trương Huyền trong tai, phảng phất một liều mãnh dược. Lão bà, Trương Huyền ghé vào Lâm Thanh Hạm bên tai, nhẹ giọng kêu lên. Rất nhỏ hô hấp ở Lâm Thanh Hạm vành tai chỗ nhẹ phẩy, cái loại này ngứa cảm, làm Lâm Thanh Hạm không tự giác bốc lên một tầng nổi da gà, nam nhân đặc có hơi thở, làm nàng thân thể đều có chút nhũn ra. Trương Huyền dùng sức ôm nữ nhân eo nhỏ, làm chính mình cùng nàng dán càng gần một ít, đây là một cái vưu vật, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân vì này điên cuồng vưu vật, nàng ở công ty giữa, chính là cao cao tại thượng nữ vương, nhưng giờ phút này, liền giống như một con ngoan ngoãn mèo con giống nhau. Tỷ phu, một đạo tràn ngập sức sống thanh âm, đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, vừa nghe chính là Tử Huyền, này đều vài giờ, như thế nào còn ngủ đâu, thật nhiều người tới chúc Tết a, đều không thấy được hai ngươi. Trương Huyền vừa nghe thanh âm này, đột nhiên thở dài, hảo hảo, đừng xảo, này liền đi ra ngoài. Lâm Thanh Hạm tuy rằng không có ra tiếng, nhưng cũng có thể từ ánh mắt của nàng chung, nhìn đến mất mát thần sắc. Kết hôn lâu như vậy, thân thể còn đều khỏe mạnh. Lại đến bây giờ còn không có cùng phòng, như vậy phu thê, nhìn chung toàn hè oi bức, cũng tìm không ra mấy cái đến đây đi. Về cùng Trương Huyền chuyện này thượng, Lâm Thanh Hạm vẫn luôn có cái khúc mắc, nàng luôn có một loại Trương Huyền không thuộc về chính mình cảm giác, lần trước ở thần nông giá huyệt mộ cái kia nữ cảnh, thậm chí bao gồm chính mình khuê mật Milan, đều cùng hắn từng có cái loại này nói không rõ cảm tình, mà chính mình rõ ràng là cùng hắn lãnh quá chứng phu thê, lại luôn là có như vậy một tầng giấy không có đâm thủng. Hai người đứng dậy, mặc tốt quần áo, kéo ra cửa phòng, liền thấy Tử Huyền ăn mặc một thân màu đỏ quá đầu gối áo lông vũ, phá lệ vui mừng, toái phát đáp trên vai chỗ, một đôi mắt mị thành trăng non chạng, đáng yêu bộ dáng, liền cùng những cái đó mẫu bảo bán ra tú hình ảnh giống nhau, vẫn là không có pê quá. Tử Huyền vừa thấy hai người, liền mở miệng nói, tỷ phu, ta nói hai người này tết nhất đến kiềm chế điểm A, tỷ phu là thân cường thể tráng, bất quá có chút hao tổn, là từ nội bộ bắt đầu. Vừa nói, Tử Huyền dùng một loại ái muội ánh mắt đánh giá Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm. Người cái cô gái, một ngày ý tưởng không đứng đắn thực. Trương Huyền vươn ngón trỏ, dùng sức cho Tử Huyền một cái bạo lật. Nga, Tử Huyền che lại trơn bóng cái trán, kinh hô một tiếng, sáng ngời mắt to trung tràn ngập ủy khuất nói, tỷ phu, ta nói chính là sự thật sao, này đều mau 10 giờ, hai người còn không dậy nổi giường, chúc Tết người đều tới 7-8 sóng, tất cả đều chưa thấy được tỷ của ta. Ta cho ngươi nói, ta và ngươi tỷ, chính là trên thế giới thuần khiết nhất yêu say đắm. Trương Huyền vỗ bộ ngực, vẻ mặt đứng đắn đánh cam đoan, đây là hắn nói tự tin nhất đủ một câu. Tử Huyền bĩu môi, dùng mắt nhìn từ trên xuống dưới Trương Huyền, thôi đi tỷ phu, tỷ của ta như vậy một cái đại mỹ nhân, hai ngươi nếu là cái gì thuần khiết yêu say đắm, ta đã có thể hoài nghi ngươi lạc. Ngươi cái cô gái nói cái gì đâu, Lâm Thanh Hạm vội vàng ra tiếng răn dậy, ngươi vào đại học thời điểm. Mỗi ngày liền không học giỏi đúng không? Hi hi, Tử Huyền che miệng cười, tỷ, ngươi cũng từng học đại học, còn đương sinh viên đều là tiểu bạch hoa a, ha ha. Tử Huyền quay người lại, mang theo một trận làn gió thơm, nhanh như chớp chạy. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lâm ra đại viện trước cửa, đỗ vô số siêu xe. Dĩ vãng mấy năm, mỗi đến ăn Tết thời điểm, cũng sẽ có rất nhiều người tới Lâm ra chúc Tết. Rốt cuộc Lâm chính nam thân phận, chính là Ngân Châu thương giới đi đầu đại ca, nhưng năm nay tiến đến chúc Tết người, lại là viễn siêu mấy năm trước Tổng Hòa. Lâm thị ở trong một đêm, trở thành hè oi bức thương giới bên ngoài thượng nhà giàu số một, này vốn chính là một cái địa vị siêu nhiên tăng lên, hơn nữa Lâm thị ở năm trước lại tuyên bố mấy cái kế hoạch lớn, tỉ như cùng đô thành hai đại xí nghiệp hợp tác, còn có một ít nói xuống dưới mặt khác con đường, không chút nào khoa trương nói, Lâm thị dùng này 5.000 triệu vốn lưu động. Lập tức liền hoàn thành vượt qua tính chuyển hình, từ một cái quốc nội xí nghiệp, nháy mắt biến thành vượt quốc xí nghiệp, bao gồm Pháp quốc bên kia hợp tác công ty cũng phát biểu thanh minh. Đem ở hợp tác thượng cùng Lâm Thị lấy được tiến thêm một bước tiến triển. Cứ như vậy, Lâm Thị tức khắc trở thành toàn hè oi bức đứng đầu xí nghiệp, tuy rằng hiện tại Lâm Thị nội tình không đủ thâm, nhưng có thể đoán trước đến, không ra một năm thời gian, Lâm Thị tất nhiên có thể cùng những cái đó hè oi bức nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp tề bình. Nhiều cấp Lâm thị một chút thời gian, bằng vào Lâm thị hiện tại trên tay vốn lưu động,
chẳng sợ Lâm Thị hiện tại nhân mạch cùng con đường không bằng những cái đó nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp, siêu việt cũng là chuyện sớm hay muộn. Như thế, năm nay tới Lâm gia chúc Tết người, phá lệ nhiều, không riêng có Tây Hạ tỉnh bản thổ xí nghiệp, bao gồm tỉnh bên xí nghiệp, tất cả đều ở hôm nay chạy tới. Lâm gia chủ thính giữa, vô số lễ vật đã bày biện không dưới, nhỏ đến cực phẩm vòng ngọc, lớn đến sơn hải bình phong, tất cả đều là có tiền đều mua không được hảo bảo bối. Lâm Chính Nam sở ngồi chủ trước bàn, tấm danh thiếp kia đều mau chồng chất thành tiểu sơn. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đi vào Lâm thị chủ trong phòng. Những cái đó còn ở Lâm thị chủ trong phòng ngồi khách khứa, vừa thấy Lâm Thanh Hạm, tất cả đều đứng dậy, sôi nổi ra tiếng chào hỏi, nói ra tân niên lời chúc mừng. Lâm Thanh Hạm cũng nhất nhất cười đáp lại. Trương Huyền lắc lắc đầu, hắn không thích như vậy trường hợp, ứng phó tới ứng phó đi phiền toái thực, đơn giản tìm cái góc đợi. Lâm Thanh Hạm đối trường hợp như vậy cũng thấy được nhiều, ứng phó lên xem như thuận buồm xuôi gió. Lâm gia đại viện ngoài cửa, một chiếc xa hoa Rolls Royce ngừng ở Lâm gia đại viện trước cửa. Cửa xe mở ra, thân xuyên màu đen Âu phục Tổ Hiển từ trên xe đi xuống tới, Tổ Hiển đầu tóc bối ở sau đầu, cả người có vẻ phi thường tinh thần. Bốn gã thân xuyên hắc y bảo tiêu đi theo Tổ Hiển phía sau, toàn bộ đều là địa ngục hành giả. Tổ Hiển nhìn mắt trước mặt Lâm gia đại môn, trong miệng lẩm bẩm nói, Lâm gia. Dứt lời, Tổ Hiển cất bước, đi vào Lâm gia đại môn, bốn gã bảo tiêu đi theo Tổ Hiển phía sau. Tổ Hiển đi nhanh mà đi, thẳng đến Lâm thị đại sảnh mà đi. Đi vào trong đại sảnh, mãn phòng người, Tổ Hiển ánh mắt nhìn chung quanh, cuối cùng dừng hình ảnh ở ngồi ở góc Trương Huyền trên người. Nhìn đến Trương Huyền sau, Tổ Hiển bước đi qua đi, trực tiếp làm lơ trong đại sảnh mọi người, bao gồm Lâm Thanh Hạm. Trương Huyền nhìn thu thập giỏi giang, mang theo bảo tiêu Tổ Hiển, cũng không có nói cái gì, chỉ là Tổ Hiển trên người trong lúc vô ý toát ra một tia hơi thở, làm Trương Huyền hơi hơi lộ ra một mặt ngoài ý muốn thần sắc. Làm một cái ở thây sơn biển máu chung bò ra tới người, Trương Huyền liếc mắt một cái là có thể nhìn ra một người ở một mức độ nào đó biến hóa, chỉ là này liếc mắt một cái, Trương Huyền liền xác định, Tổ Hiển trên tay, chết người. Tổ Hiển đi nhanh đi vào Trương Huyền trước người, quỳ một gối xuống đất. Môn đồ Tổ Hiển, gặp qua sư phụ. Chương 992, Ninh Châu. Trương Huyền nhìn trước mặt Tổ Hiển. Đi theo Tổ Hiển phía sau bốn người, theo bản năng liền chuẩn bị tùy Tổ Hiển cùng nhau quỳ xuống, khi bọn hắn đầu gối uốn lượn khi, đột nhiên sửng sốt, sinh sôi ngừng chính mình động tác, bọn họ là địa ngục hành giả, nhưng trước mắt người, đã không phải địa ngục quân vương, đương nhiệm địa ngục quân vương không nói gì, bọn họ không thể quỳ. Tổ Hiển đôi tay chắp tay thi lễ. Môn đồ Tổ Hiển, cấp sư phụ chúc Tết. Không cần, Trương Huyền lắc lắc đầu, đứng lên đi, người phi chúng ta đồ. Tổ Hiển thần sắc sửng sốt. Trương Huyền lại lần nữa mở miệng nói, chú ý người hiện tại thân phận, người nhất cử nhất động, đều đại biểu quá nhiều, ta thân phận, không đáng giá người quỳ. Trương Huyền nói như vậy, chính là tính toán cùng Quang Minh Đảo dần dần kéo ra quan hệ. Rốt cuộc Quang Minh Đảo lúc trước thành lập ước nguyện ban đầu, chính là bất mãn vương sẽ thống trị. Cấp thế giới ngầm sáng tạo một cái nhạc viên. Hiện giờ, Trương Huyền muốn đối mặt địch nhân quá mức thần bí, cũng quá mức khủng bố đến liền Trương Huyền, đều chỉ có thể nhìn đến đối phương băng sơn một góc. Hiện tại Trương Huyền, không bao giờ tưởng đem Quang Minh Đảo liên lụy đi vào, chính hắn bên ngoài, cô độc một mình, cái gì đều không sợ, ở hè oi bước lại cùng cửu cục đạt thành hiệp nghị, cũng tạm thời không cần lo lắng người nhà, hắn duy nhất không yên lòng, chính là kia Quang Minh Đảo. Tổ Hiển nghe được Trương Huyền nói, ánh mắt lộ ra một tia mê võng, theo sau dần dần đứng dậy. Tại đây đồng thời, Trương Huyền di động đột nhiên vang lên, Trương Huyền nhìn thoáng qua, khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, hắn đưa điện thoại di động phóng tới một bên, hướng Tổ Hiển phất phất tay, đi vội đi, hôm nay ngươi hẳn là có tương đối chuyện quan trọng. Tổ Hiển gật gật đầu, theo sau xoay người, từ đầu tới đuôi, hắn trừ bỏ nhìn thẳng vào quá Trương Huyền bên ngoài, còn lại người trong nhà. Hắn liền xem cũng chưa con mắt coi trọng một chút, trừ bỏ ánh mắt ở Lâm Thanh Hạm trên người hơi có tạm dừng bên ngoài. Đúng rồi. Trương Huyền ở Tổ Hiển chuẩn bị cất bước hết sức, đột nhiên ra tiếng, có một số việc, ta cho ngươi đưa ra một chút kiến nghị, đương nhiên, chỉ là kiến nghị mà thôi, thải không tiếp thu tùy ngươi. Tổ Hiển một lần nữa xoay người lại, hướng Trương Huyền thâm cúc một cung, Trương tiên sinh ngài giảng. Ngươi hiện tại thân phận đặc thù, làm khởi sự tới, muốn nắm chắc chừng mực. Ngươi phải biết rằng, ngươi nhất cử nhất động, đều có vô số đôi mắt nhìn, ngươi mỗi một cái quyết định, đều quan trọng nhất. Tổ Hiển đột nhiên ngẩn ra,
theo sau cung kính nói, Trương tiên sinh, ta hiểu được, lần này sự là ta khiếm khuyết suy xét. Không, Trương Huyền lắc lắc đầu, ngươi không phải khiếm khuyết suy xét, ngươi chỉ là không có làm ra tốt nhất quyết định mà thôi, ngươi phải biết rằng, ngươi sợ có được, cùng ngươi trách nhiệm, là có quan hệ trực tiếp, có được càng nhiều, trách nhiệm liền càng lớn. Thụ giáo, Tổ Huyền lại lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Trương Huyền khái một cái vang đầu, Trương tiên sinh, ta Tổ Huyền có thể có hôm nay, tất cả đều là nhờ ngài phúc, ta từ hôm nay trở đi đem rời đi Ngân Châu, về sau định sẽ không làm ngài thất vọng. Trương Huyền thở dài, chỉ hy vọng như thế đi. Đông, đông, Tổ Huyền lại liên tục khái hai cái vang đầu sau, lúc này mới đứng dậy, đi nhanh chiều Lâm gia đại sảnh ngoại đi đến. Trương Huyền nhìn Tổ Huyền bóng dáng, cũng không có lộ ra cái gì còn lại biểu tình, tùy tay từ bên cạnh trên bàn bắt một cái quả táo phóng tới trong miệng. Tới Lâm gia chúc Tết người, cũng không có bởi vì Tổ Huyền đã đến mà đã chịu ảnh hưởng, bọn họ muốn giao hảo, chỉ là Lâm Thanh Hạm mà thôi, đến nỗi Tổ Huyền là ai, bọn họ không để bụng. Lâm gia ngoài đại viện, Tổ Huyền đi lên kia chiếc Rolls Royce, chiếc xe phát động, vừa mới khai ra một cái giao lộ, liền nhìn đến một người tuổi trẻ nữ nhân lập tức đứng ở con đường trung gian, một đôi mắt phượng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tổ Huyền ngồi này chiếc Rolls Royce, hiển nhiên mục tiêu minh xác. Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, hai gã địa ngục hành giả tự bên trong xe đi ra, ánh mắt nhìn thẳng này tuổi trẻ nữ nhân. Hai vị hành giả đại nhân không cần như vậy căm thù, ta tới cũng không có cái gì ác ý. Tuổi trẻ nữ nhân lấy thác bàn tay, bất quá là tưởng lưu hai câu. Nói đi, tưởng lưu cái gì? Tổ Huyền thanh âm từ bên trong xe truyền ra, hắn bản nhân cũng từ bên trong xe đi ra. Tuổi trẻ nữ nhân dạo bước lại đây, hai gã địa ngục hành giả vừa muốn ngăn trở, bị Tổ Huyền phất tay ngăn lại. Nữ nhân đi đến Tổ Huyền trước mặt. Tổ Huyền đang xem thanh nữ nhân bộ dáng thời điểm, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nữ nhân này bộ dáng, cùng tối hôm qua chết đi Chu Ninh, có 7 phần giống nhau. Chẳng qua so với Chu Ninh mà nói, nữ nhân này, càng thêm vũ mị. Loại này vũ mị, đối với Tổ Huyền tới nói, có chút vô pháp kháng cự, thật giống như là Tổ Huyền vừa mới bị Chu Ninh đá rớt khi như vậy, rõ ràng là chính mình quen thuộc nhất nữ nhân, lại cho chính mình một loại xa lạ cảm, trên người nàng đột nhiên sinh ra cái loại này khí chất, là Tổ Huyền trùng hợp không chiếm được, này sẽ làm Tổ Huyền sinh ra một loại mãnh liệt ham muốn chinh phục vọng. Nữ nhân nhìn Tổ Huyền, nhẹ nhàng mở miệng, quang minh đảo chủ người nối nghiệp. Nga, hẳn là tân nhiệm quang minh đảo chủ, địa ngục tân vương các hạ, thực xin lỗi, tiền nhiệm quang minh đảo chủ uy danh quá thịnh, chẳng sợ hắn đã thoái vị, ta còn là không tự giác sẽ đem hắn coi như quang minh đảo chân chính chủ nhân, đem ngươi trở thành một cái con rối, đây là ta sai lầm. Tổ Huyền mày nhăn lại, trong mắt xuất hiện một mạt bực bội, nữ nhân này, chẳng những cùng Chu Ninh lớn lên có 7 phần giống nhau, ngay cả nói chuyện ẩn chứa ý tứ, cũng kém không lớn. Tổ Huyền không kiên nhẫn nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, ta không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Nữ nhân che miệng cười, khanh khách, nhìn dáng vẻ, địa ngục tân vương thật là một cái hỏa bạo tính tình đâu, bằng không cũng không có khả năng một câu không hài lòng, liền thân thủ làm thịt làm bạn chính mình mấy năm nữ nhân. Tổ Huyền sắc mặt cả kinh. Tân vương các hạ không cần kinh ngạc, chúng ta nhãn tuyến, vượt qua tưởng tượng của ngươi, tự giới thiệu một chút, ta kêu Ninh Châu, đến từ Phản Tổ Minh. Ninh Châu, Phản Tổ Minh, Tổ Huyền trong miệng lẩm bẩm này hai cái xưng hô, Ninh Châu tên này, ở đọc Pháp Thượng, vừa vặn chính là Chu Ninh trái lại, mà Phản Tổ Minh, Tổ Huyền không có nghe nói qua. Ở tiếp nhận chức vụ quang minh đảo chủ lúc sau, Tổ Huyền có thể nói là bù lại về thế giới ngầm tri thức, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua Phản Tổ Minh cái này thế lực, nàng có thể nói ra tối hôm qua phát sinh sự, liền chứng minh nàng thế lực tuyệt đối sẽ không nhỏ đến nào đi. Tổ Huyền mày nhăn càng ngày càng gấp, nữ nhân này biết tối hôm qua sự, nàng nếu báo toàn bộ sẽ thế nào? Ninh Châu trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, tân vương các hạ, người sắc mặt có chút khó coi. Nói thẳng đi, người nghĩ muốn cái gì? Tổ Huyền mở miệng, tối hôm qua sự, ta hy vọng ngươi quên mất. Khanh khách, Ninh Châu che miệng, phát ra chuông bạc tiếng cười, tân vương các hạ, ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ lấy tối hôm qua uy hiếp ngươi, báo toàn bộ linh tinh đi. Ngươi chính là địa ngục quân vương A, ngươi tối hôm qua làm, bất quá là một kiện lại bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ thôi. Tổ Huyền lại lần nữa sừng sốt, cho tới nay, hắn đều là một người bình thường, chẳng sợ hiện tại thân phận có điều chuyển biến, hắn tư tưởng cũng nhất thời không có chuyển biến lại đây, hắn đáy lòng, vẫn là thực lo lắng tối hôm qua sự bị tuần bộ bên kia tra được trên đầu của hắn tới. Lần này,
Ninh Châu này vừa nhắc nhở, làm Tổ Huyền đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại căn bản không cần để ý ý tưởng. Chương 993, hắn sẽ không. Ninh Châu nhìn chằm chằm vào Tổ Huyền, đương nhìn đến Tổ Huyền mặt bộ biểu tình phát sinh thay đổi thời điểm, hơi hơi mỉm cười, Tân Vương các hạ, giết một cái không quan trọng gì nữ nhân mà thôi, đối với Quang Minh đảo tới nói, giống như giẫm chết một con kiến, gì đủ nói đến, ta tưởng cùng ngươi liêu, là mặt khác một sự kiện. Tổ Huyền trầm ngâm một phen, ngươi nói. Ninh Châu xinh đẹp cười, duỗi tay chiều Tổ Huyền cánh tay thượng vãn đi. Tổ Huyền theo bản năng né tránh một chút, theo sau tùy ý Ninh Châu vãn thượng chính mình cánh tay. Ninh Châu tiến đến Tổ Huyền bên tai, thấp giọng nói, Tân Vương các hạ, tuy rằng hiện giờ, là ngươi quản lý Quang Minh đảo đại cục, nhưng thế giới ngầm người, chỉ nhận Cũ Vương một người, không cần xem ngươi hiện tại vạn người phía trên, chỉ cần Cũ Vương một câu, ngươi sở có được hết thảy, đều sẽ hôi phi yên diệt, nói trắng ra là, hiện tại hết thảy, bất quá là có người bố thí cho ngươi mà thôi. Bố thí, Tổ Huyền gắt gao niết quyền, cắn ra này hai chữ. Tối hôm qua, Chu Ninh cũng nói ra này hai chữ mắt. Ninh Châu đột nhiên buông ra Tổ Huyền cánh tay, lui về phía sau một bước, này một động tác, làm Tổ Huyền trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác mất mát. Ninh Châu mặt mang mỉm cười, Tân Vương các hạ, người có biết, này Quang Minh đảo, tất cả đều là Cũ Vương bằng vào song quyền đánh ra tới, có thể nói, hắn giết quá người, so Quang Minh đảo người còn muốn nhiều, hắn có hiện tại địa vị, là từ Thây Sơn biển máu giữa đoạt tới, thế giới ngầm, là một cái không có pháp thế giới, là một người ăn người thế giới, là một cái dựa nắm tay nói chuyện thế giới, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi một cái người nối nghiệp thân phận, có thể ở Quang Minh đảo dừng bước sao? Không nói Cũ Vương uy thế, chỉ là Quang Minh đảo còn lại vương giả, nói chuyện cũng so ngươi dùng được nhiều. Tổ Huyền trầm mặc, không có ra tiếng, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này, tuy rằng chính mình bị người ngoài gọi quân vương, tuy rằng những cái đó ngầm thế lực lãnh tụ đối chính mình cung kính có thêm, nhưng này hết thảy đều nguyên với Quang Minh đảo, nếu không có Quang Minh đảo, chính mình cái gì đều không phải, mà ở Quang Minh đảo thượng đâu. Chính mình thật sự chính là cái gọi là quân vương. Đương Tổ Huyền biết Quang Minh đảo còn lại vương giả tồn tại khi, những cái đó vương giả, liền giống như một cây thứ, làm Tổ Huyền như ngạnh ở hầu. Lúc này lại bị Ninh Châu nhắc tới. Ninh Châu lại lần nữa mở miệng, Tân Vương các hạ, kỳ thật, người đại nhưng củng cố chính mình địa vị, một khi địa vị của ngươi chứng thực, những cái đó Quang Minh đảo vương giả, giống nhau muốn ở ngươi trước mặt cúi đầu xưng thần, chẳng sợ về sau không có Quang Minh đảo, người đi ra ngoài, cũng như cũ sẽ bị người tôn thượng một tiếng quân vương. Tổ Huyền ánh mắt trung lộ ra một mặt nghi hoặc, như thế nào củng cố? Rất đơn giản, Ninh Châu búng tay một cái, Cũ Vương có hiện tại địa vị, là từng bước một sát ra tới, người đồng dạng cũng có thể. Ha ha, Tổ Huyền tự giễu cười, người cho rằng, bằng vào ta, có thể. Tổ Huyền là đang nói hắn khối này so với người thường tới nói đều là gầy yếu thân hình. Đây là ta muốn cùng ngươi nói hợp tác rồi. Ninh Châu lại lần nữa tiến đến Tổ Huyền trước người, ở Tổ Huyền bên tai nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi chịu làm Quang Minh đảo giúp ta làm tam sự kiện, ta liền có thể làm ngươi trở thành trên thế giới này đỉnh cấp cường giả. Đến lúc đó, cho dù là Cũ Vương, ngươi cũng không cần đặt ở trong mắt, chẳng sợ muốn đem hắn làm thịt, đều tùy ngươi tâm ý. Ngươi đánh giám. Tổ Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, nộ mục chờ Ninh Châu. Ninh Châu bị Tổ Huyền này đột nhiên phản ứng kinh ngạc một chút. Tổ Huyền dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm, cắn răng nói, Trương Tiên Sinh là ta ân nhân, không có hắn, ta cái gì đều không phải, người nói làm ta phản bội hắn. Nằm mơ. Tổ Huyền nói xong, trực tiếp xoay người, chui vào bên trong xe. Hai gã địa ngục hành giả đuổi kịp, đem cửa xe một quan, Rolls-Royce chạy nhanh mà đi. Ninh Châu đứng ở tại chỗ, nhìn Rolls-Royce đuôi xe đèn, lấy ra di động, bắt thông một chiếc điện thoại, hắn cự tuyệt, hảo, ta minh bạch, yên tâm đi. Lâm ra trong đại viện. Lão đại, tân niên vui sướng a. Đại tẩu, ăn Tết hảo. Một chúng thân ảnh dũng mãnh vào Lâm ra chính sảnh, trong đó một đạo lửa đỏ tóc thân ảnh nhất chói mắt, đúng là tóc đỏ, tương lai, bạch chỉ đám người. Lâm lão đệ thân thể kiện thạc, đầy mặt hồng quang. Nhìn dáng vẻ là thực vừa lòng Tiểu Huyền cái này tôn nữ tế a, ha ha. Lão Pis cười lớn một tiếng, hắn số tuổi, so Lâm Chính Nam còn muốn lớn một chút đâu. Lâm Chính Nam tươi cười đầy mặt, tới, chư vị, mau mời ngồi, ta Lâm Chính Nam đời này lớn nhất phúc phận, chính là Tiểu Huyền tới cấp ta đương tôn nữ tế, chẳng sợ làm ta hiện tại chết, ta đều thấy đủ a. Ha ha ha,
Ra ra, ngươi nói cái gì đâu? Lâm Thanh hạ mắt trợn trắng, ngươi này thân thể còn ngạnh lãng đâu? Đúng vậy Lâm lão đệ, Peace cũng ra tiếng, về sau còn chờ ngươi ôm chắt trai đâu. Nhắc tới đề tài này, phòng trong, mặc kệ có phải hay không Lâm ra người, tất cả đều chiều Lâm Thanh Hạm nhìn lại, cũng ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lâm Thanh Hạm bụng nhỏ chỗ, nếu Lâm Thanh Hạm sinh hạ một tử, kia tất nhiên là thiên chi kiêu tử. Người ngoài, chỉ biết kia hài tử về sau ở thương giới địa vị, mà biết Trương Huyền thân phận thật sự người, chính là thực minh bạch, Trương Huyền thật muốn có hậu đại, kia đại biểu, có thể to lắm. Vương sẽ thừa kế thống trị thế giới ngầm mấy trăm năm, Quang Minh đảo nếu muốn làm, giống nhau có thể. Lâm Thanh Hạm bị mọi người nhìn chằm chằm. Náo loạn cái đỏ thẫm mặt, vội vàng buông trong tay ly nước, một quay đầu chạy chậm đến thiên thính đi. Phòng trong vang lên một trận tiếng cười. Bạch Chỉ đi đến Trương Huyền trước người, nhỏ giọng nói, lão đại, vừa mới tin tức người thấy được đi. Ân, Trương Huyền gật gật đầu. Bạch Chỉ vẻ mặt lo lắng nói, cái kia tổ hiền, thân thủ làm thịt chính mình bạn gái cũ, lão đại, hắn tính cách thay đổi quá nhanh, ở đối đãi nào đó sự tình thái độ thượng, có thể nói so với lúc trước ngươi còn muốn tàn bạo. Đem Quang Minh đảo giao cho hắn, rất nguy hiểm a. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, Bạch Trì, ngươi cảm thấy, Quang Minh đảo là cái địa phương nào? Là một cái hài hòa an tường địa phương sao? Đương nhiên không phải, Bạch Trì không hề nghĩ ngợi liền trả lời, ở trong mắt người ngoài, Quang Minh đảo chính là chân chính địa ngục, chỉ có chúng ta mới biết được Quang Minh đảo tồn tại ước nguyện ban đầu. Kia chẳng phải là, Trương Huyền ra tiếng, nếu Quang Minh đảo ở người khác trong mắt là địa ngục, vậy làm cái này địa ngục tiếp tục liên tục đi xuống hảo, tổ hiền tính cách là chuyển biến mau, nhưng hắn cách cục quá tiểu, hắn lại thế nào, cũng làm không ra cái gì kinh thiên động địa đại sự tới, khiến cho hắn lăn lộn đi thôi, người phải nhớ kỹ, chúng ta sắp đối mặt địch nhân, không phải những cái đó tiểu ngư tiểu tôm, chỉ cần chúng ta có thể bảo hộ trên đảo người, vậy không thẹn với lương tâm, đến nỗi thanh danh, a à, chúng ta để ý quá sao. Nhưng lão đại, chính là bởi vì cái này tổ hiền cách cục quá tiểu, mới càng nguy hiểm a. Hắn làm việc bất kể hậu quả, thực dễ dàng bị người theo dõi, cũng thực dễ dàng bị người lợi dụng. Bạch Trì có vẻ phi thường nôn nóng. Sẽ không, Trương Huyền tự tin nói, hắn cùng ta là một loại người, ở trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ bành trướng, nhưng tuyệt đối sẽ không bị người lợi dụng. Nếu cấp đủ hắn thời gian, hắn như cũ thay đổi không được chính mình cách cục nói, ta sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Chương 994, ta chờ ngươi. Tân niên đối với hẻ oi bức người mà nói, là một năm giữa quan trọng nhất ngày hội, ở cái này thời gian điểm, mọi người đều sẽ tạm thời buông trong tay công tác, đắm chìm ở một mảnh tường hòa sung sướng không khí giữa. Một cái đầu năm một, không chút nào khoa trương nói, Lâm thị ngạch cửa thiếu chút nữa bị người cấp đạp vỡ, tiến đến chúc Tết người thật sự là quá nhiều, ngay cả Lâm ra nhà cửa phụ cận khách sạn, đều bởi vì việc này mà chướng ba lần giới, như cũ là không có trống không phòng. Chẳng sợ kinh nghiệm thương trường Lâm Thanh Hạm, cũng bởi vì không ngừng giao thiệp làm đến thể xác và tinh thần mỏi mệt, cuối cùng cơ hồ là đem Lâm ra chia làm mấy khối, mỗi một người Lâm ra thành viên, đều phụ trách tiếp đãi một đám khách thăm. Tân niên thời gian từng ngày qua đi, bổn hẳn là tiết ngày nghỉ thời gian điểm, bởi vì Lâm thị đặc thù tính, Lâm ra mọi người, so dĩ vãng đều phải vội. Đại niên sơ bảy, một đạo đặc thù thân ảnh xuất hiện ở Lâm ra đại viện trước mặt. Ở cái này mỗi người đều ăn mặc đại áo bông nhị quần bông mùa, người này thân xuyên áo tang, đầu đội đỉnh đầu đấu lạp, như thế giả dạng, dẫn tới ra vào Lâm ra người sôi nổi ghé mắt. Uy, người muốn hay không như vậy đặc thù a? Trương Huyền ăn mặc một kiện rắn chắc áo lông vũ, lảo đảo lắc lư đi đến đối phương trước người. Áo tang duỗi tay nâng hạ đấu lạp tuyến đầu, người ta trong lòng biết sẽ không chịu này độ ấm ảnh hưởng. Dựa, Trương Huyền bĩu môi, ảnh hưởng không ảnh hưởng là một chuyện. Dù sao cũng phải để ý một chút người khác ý tưởng đi, ở người khác trong mắt, người giống như là một cái thiểu năng trí tuệ. Ha ha, áo tang không sao cả cười cười, người càng là cố tình để ý cái nhìn của người khác, liền càng nói minh ngươi lòng đang xa cách thế giới này, đã sơ bẩy, nên khởi hành. Trương Huyền đôi tay ôm ngực, cười cười, nhìn dáng vẻ, bên kia thúc giục rất cấp bách ha. Là rất cấp bách, áo tang gật gật đầu, người biết đến, người nước ngoài bất quá Tết âm lịch. Người người mang ra vào địa ngục 18 tầng bí mật, người một ngày không đem bí mật này nhổ ra, Andre bọn họ đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, người phải biết rằng, một khi làm địa ngục 18 tầng hạ nhân ra tới, kia kết quả là cái gì? Này trăm năm cách cục, sẽ ở nháy mắt bị đánh vỡ.
Nếu không phải đại nhân uy danh hãy còn ở, Andre, chỉ sợ đã sớm kìm nén không được. Hành hành hành, Trương Huyền phất phất tay, vậy đi thần ẩn hội nhìn xem bái, bất quá áo tang, lúc trước chính là ngươi kéo ta nhập hội, nếu ta có gì sự, ngươi nhưng đến che chở ta a. A, áo tang cười, tiểu tử ngươi trên người bí mật quá nhiều, ngươi tiến bộ tốc độ, đừng nói là ta, chính là đại nhân hắn đều xem không hiểu, hiện tại ngươi rốt cuộc ẩn giấu vài phần thực lực, không ai biết, ta che chở ngươi. Vẫn là thôi đi. Trương Huyền bĩu môi, không nói gì. Đi theo lão bà ngươi lên tiếng kêu gọi, chúng ta xuất phát đi. Áo tang một lần nữa đè ép hạ trong túi, đem một khuôn mặt tất cả đều giấu ở trong túi phía dưới. Không cần, Trương Huyền lắc lắc đầu, ngạo nghễ nói, trực tiếp đi là được, ta ở nhà này thân phận địa vị, muốn đi nào, một nữ nhân còn quản không đến. Áo tang đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Huyền nhìn nửa ngày. Trương Huyền bị áo tang ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến có chút mất tự nhiên, người này ý gì? Áo tang há miệng thở dốc, ra tiếng nói, dùng các ngươi người trẻ tuổi nói tới nói, ngươi cũng thật có thể trang bức. Dựa, Trương Huyền gấp áo tang dựng ngón giữa, sở dĩ không cho Lâm Thanh Hạm chào hỏi, là Trương Huyền không nghĩ gặp phải loại này chia lìa trường hợp, này vừa đi, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, thậm chí liền khi nào còn có thể tái kiến, Trương Huyền đều nói không chừng. Kỳ thật có một việc, Trương Huyền vẫn luôn đều đè ở đáy lòng, tại đây đoạn thời gian, hắn vẫn luôn đều ở khắc chế chính mình không đi chạm vào Lâm Thanh Hạm. Từ thế giới ngầm góc độ mà nói, Lâm Thanh Hạm đặt ở nơi đó, chẳng qua là một cái bình thường đến không bao giờ có thể bình thường nữ nhân, hiện tại Trương Huyền gặp phải địch nhân, viễn siêu hắn tưởng tượng, nói khó nghe một chút, Trương Huyền đều không xác định chính mình có không ở cái này đại lốc xoáy giữa thoát thân. Trương Huyền trước nay đều không cho rằng chính mình đã vô địch khắp thiên hạ, hắn có thể có hôm nay, đều là lần lượt lấy mệnh bác ra tới, lúc này đây, Trương Huyền đồng dạng là đi bác mệnh. Thần ẩn hội hành trình, cho dù là cái ngốc tử, cũng có thể nhìn ra bên trong có giấu nhiều ít sát khí, lúc trước nếu không có áo tang đuổi tới, chỉ sợ Andre đã sớm phải đối Trương Huyền xuống tay. Trương Huyền là thích Lâm Thanh Hạm, từ cái kia rét lạnh mùa đông bắt đầu, nữ nhân này, liền trụ vào hắn trong lòng, hắn lần này trở về. Là vì báo ân, hiện giờ, ân tình đã báo, nếu có thể bình yên trở về, hắn nhưng ôm nữ nhân này, nói cho nàng, chính mình về sau, nhưng thường bạn nàng tả hữu, nhưng nếu cũng chưa về, chính mình đối nàng, cũng không tính thua thiệt, rốt cuộc, hai người ở bên nhau lâu như vậy, cũng chỉ là có phu thê chi danh, cũng không phu thê chi thật. Trương Huyền cất bước đi ra Lâm gia đại viện, quay đầu lại nhìn mắt Lâm gia đại môn, mặt mang mỉm cười, theo sau dứt khoát xoay người, đi nhanh đi trước. Trương Huyền mới bán ra một bước, liền ngừng ở tại chỗ. Phải đi, Lâm Thanh Hạm xinh xắn đứng ở Trương Huyền trước người. Trương Huyền há miệng thở dốc, không có ra tiếng, chỉ là gật gật đầu. Lâm Thanh Hạm lại hỏi, khi nào trở về? Trương Huyền lắc lắc đầu, có chút gian nan phun ra ba chữ, không biết. Ta chờ ngươi, Lâm Thanh Hạm bước đi tiến lên, đứng ở Trương Huyền trước mặt, vươn ra tay ngọc, giúp Trương Huyền khấu thượng áo lông vũ cổ hạ kia viên cúc áo, vô luận khi nào. Nữ nhân nói, không có quá lớn cảm xúc dao động, thật giống như là đang nói một kiện thực bình thường sự tình giống nhau. Trương Huyền trong lòng ấm áp, vươn hai tay, muốn đem trước mặt nữ nhân ôm vào trong lòng ngực, lại ở hai tay nâng lên là lúc, sinh sôi khắc chế chính mình, hắn thật sợ này một ôm, chính mình liền không nghĩ đi rồi. Lâm Thanh Hạm cũng chú ý tới Trương Huyền khác thường, nàng hơi hơi mỉm cười, hảo, đi sớm về sớm. Ân, Trương Huyền vươn tay phải ngón trỏ. Câu hạ nữ nhân kiều mũi, theo sau cất bước, đi nhanh rời đi, không còn có quay đầu lại. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền rời đi bóng dáng, hai hàng thanh lệ, theo khuôn mặt chảy xuống. Trương Huyền lần này muốn cùng áo tang đi địa phương, là một cái ở châu Âu bị gọi hẻm núi vùng cấm địa phương, đối với người ngoài tới nói, nơi này vẫn luôn là một chỗ cấm địa, phi cơ không dám vượt qua, không có bất luận cái gì nhiếp ảnh thiết bị có thể đem nơi này đồ vật mang đi ra ngoài, nơi này có được cường đại từ trường. Sở hữu điện tử thiết bị tại đây đều sẽ không nhạy. Nghe đồn, này hẻm núi vùng cấm giữa, sơn xuyên sẽ theo thời gian trôi qua mà phát sinh thay đổi, nhưng cái này nghe đồn, vẫn luôn cũng chưa bị chứng thực quá, chỉ biết, chẳng sợ kinh nghiệm phong phú thám hiểm đội, đi vào này hẻm núi vùng cấm giữa, cũng sẽ bị lạc ở bên trong, không còn có ra tới quá. Như vậy một tòa hẻm núi, Trương Huyền tự nhiên là nghe qua này uy danh. Trương Huyền cùng áo tang cưỡi phi cơ, bay ra hè oi bức. Vừa đến châu Âu sân bay rơi xuống đất, liền bị thần ẩn hội người tìm tới.
nhìn dáng vẻ, Andre người vẫn luôn đều nhìn chằm chằm ta à. Trương Huyền cười cười. Tìm tới Trương Huyền tên kia thần ẩn hội thành viên bình đạm mở miệng nói, chúng ta thần ẩn hội là không chỗ không ở. Chương 995, đến thần ẩn hội. Thần ẩn hội không chỗ không ở. Trương Huyền nghe được lời này, cười cười không có ra tiếng, hắn cùng Áo Tăng cũng không có rời đi sân bay, mà là trực tiếp bị người đưa tới mặt khác một trận loại nhỏ trên phi cơ mặt. Này giá loại nhỏ phi cơ bên trong, nhiều nhất chỉ có thể cưỡi 15 cá nhân, cabin nội không gian là hoàn toàn phong kín, căn bản nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, hiển nhiên, thần ẩn hội người, là không nghĩ làm Trương Huyền biết tiến vào thần ẩn hội phương pháp. Quét mắt phi cơ bên trong không gian sau, Trương Huyền nhìn về phía bên cạnh Áo Tang, mỗi lần đều như vậy sao? Áo Tang nhún vai, không có ra tiếng. Trương Huyền cũng được đến đáp án, khẽ cười một tiếng, nhìn dáng vẻ, này thần ẩn hội cao tầng cũng không có gì cao cấp thủ đoạn sao? Áo Tang đi vào cabin nội, mở miệng nói, đây là căn bản vô pháp khống chế sự tình, thần ẩn hội nhân viên quá tạp, thu người tiêu chuẩn định vị với không có tổ chức ngự khí trở lên cao thủ, hơn nữa sẽ không làm quá nhiều thân phận điều tra. Cho nên thần ẩn hội trong ngoài cơ hồ là hai cái bất đồng giai tầng, bao gồm thần ẩn hội thành viên phản hồi bên trong, cũng đều là như vậy một cái trình tự, chỉ biết thần ẩn hội tổng bộ đại khái địa điểm ở hẻm núi vùng cấm, nhưng người biết, hẻm núi vùng cấm thật sự là quá lớn. Trương Huyền gật gật đầu, không nói gì. Chờ hai người ngồi trên phi cơ sau, cabin môn đóng cửa, chỉ cảm thấy một trận không trọng cảm đánh úp lại, này giá loại nhỏ tái người phi cơ phóng lên cao. Trương Huyền ngồi ở cabin nội to rộng sofa bọc da thượng nhắm mắt chợp mắt, thời gian một phút một giây quá khứ. Mấy cái giờ sau, Trương Huyền cảm thấy thân máy chuyển đến một trận chấn động, theo sau nghe được bánh xe cùng mặt đất sinh ra cọ sát thanh, hắn biết, chính mình đến địa phương. Lấy ra di động nhìn thoáng qua, từ cất cánh đến bây giờ, đã qua đi 8 giờ, kịp thời cửa khoang mở ra, bên ngoài không trung đã một mảnh đen nhánh. Loại này phi hành phương thức, cùng mặt đất hành trình bất đồng. Vô pháp làm Trương Huyền tới phân biệt này phi cơ lộ tuyến, chẳng sợ thông qua ánh trăng hoặc là thái dương phương hướng căn cứ phi hành thời gian phỏng đoán đại khái địa điểm, cũng là rất khó sự tình, ai biết này phi cơ có thể hay không ở không trung xoay quanh mấy cái giờ đâu. Thần ẩn hội phụ trách tiếp ứng Trương Huyền, là một cái trung niên nam nhân, này nam nhân từ đầu đến cuối, trên mặt đều một mảnh bình đạm, không có bất luận cái gì còn lại biểu tình xuất hiện quá. Áo Tang nhỏ giọng nói cho Trương Huyền, những người này, đều là thần ẩn hội huấn luyện ra tử sĩ, vô hỉ vô bi, thần ẩn hội làm cái gì, liền làm cái đó, này đó tử sĩ không có tên, trước người đều có một cái danh hiệu, từ lúc bắt đầu, Trương Huyền nhìn thoáng qua, cái này trung niên nam nhân trước người danh hiệu, là 9276, này nói cách khác, thần ẩn hội như vậy tử sĩ, ít nhất có 9276 người. Nga, không phải được xưng giữ gìn thế giới hòa bình tổ chức sao? Còn muốn huấn luyện loại này tử sĩ? Trương Huyền trên mặt lộ ra một mạt trào phúng hương vị. Áo Tang lắc đầu, loại đồ vật này, nói cho người ngoài nghe được mà thôi, cái gọi là giữ gìn thế giới hòa bình, cũng bất quá là có nhất định ích lợi sử dụng, người đường đường tiền nhiệm địa ngục quân vương, sẽ không thật đem việc này tin chưa? Đương nhiên, Trương Huyền dùng sức gật đầu, ta vẫn luôn đều cho rằng thần ẩn hội là một cái chính nghĩa tổ chức. Áo Tang cười gượng một tiếng, hiển nhiên, hắn sẽ không tin tưởng Trương Huyền nói loại này chuyện ma quỷ. Hai vị, xuống dưới đi. 9276 đứng ở cabin ngoài cửa mặt. Trương Huyền nghe vậy, khi trước bước đi ra ngoài. Vừa ra cabin, chẳng sợ không chung một mảnh hắc ám, Trương Huyền cũng có thể nhìn đến bốn phía đứng sừng sững núi lớn. Bọn họ hiện tại nơi địa phương, chính là ở vài tòa núi lớn trung ương. Đồng thời, ở ra cabin nháy mắt, Trương Huyền liền cảm giác toàn thân một trận thoải mái, giống như cả người lỗ chân lông đều tại đây một khắc hoàn toàn mở ra giống nhau. Đây là không khí giữa tràn ngập linh khí biểu hiện. Làm tồn tại hơn 2.000 năm lâu quái vật khổng lồ, thần ẩn hội giữa linh thạch số lượng dự trữ, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, thả đối linh thạch vận dụng tinh tế trình độ, cũng viễn siêu Trương Huyền loại này thay đổi giữa trường chủ. Tại đây hẻm núi giữa ẩn chứa linh khí độ dày, vừa vặn có thể cho nhân thể hấp thu, cũng sẽ không đối nhân thể sinh ra bất luận cái gì nguy hại, thả tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh hoạt lâu rồi, đối khí mẫn cảm trình độ cũng sẽ đại đề cao. Trương Huyền suy đoán, này hẻm núi vùng cấm sở dĩ có khổng lồ từ lực quấy nhiễu, phỏng chừng chính là đã chịu linh thạch ảnh hưởng, linh khí đầy đủ địa phương, sẽ rất lớn trình độ quấy nhiễu đến điện tử thiết bị, lúc ấy quang minh đảo linh khí đầy đủ thời điểm, không ít thiết bị đều chuyên môn làm tương lai cải tiến quá mới có thể bình thường vận chuyển. Trương Huyền nhìn chung quanh bốn phía,
này hẻm núi nội cũng không có quá lớn không gian. Hai vị, nơi này, 9276 làm cái thủ thế, theo sau vỗ vỗ tay. Liền nghe một trận máy móc tiếng vang lên, Trương Huyền trước mặt đất, phát sinh một trận chấn động, ngay sau đó chậm rãi dâng lên, sở dâng lên mặt đất, chừng hơn 10 mét khoan, từ trước mắt xem ra, chính là trước người một đoạn mặt đất đột nhiên cất cao. Này hơn 10 mét khoan mặt đất ước chừng dâng lên 10 mét độ cao, mới chậm rãi đình chỉ, sở dâng lên mặt đất, bốn phía đều là nham thạch. Lại chờ đợi vài giây, Trương Huyền trước mặt nham thạch tự đỉnh tầng phía dưới 6 mễ chỗ bắt đầu hướng hai bên vỡ ra, chậm rãi xuất hiện một đạo đại môn, này đại môn nơi phương vị, chẳng sợ có người đem mà quật khai mấy mét cũng khó có thể phát hiện. 9276 dẫn đầu đi vào đại môn giữa, Trương Huyền cùng Áo Tang hai người theo sát sau đó. Đại môn bên trong sợ hãi phi thường rộng mở, nhưng như cũ cái gì đều không có, đương ba người đứng thẳng tiến vào sau, bên ngoài kia tầng nham thạch vách tường một lần nữa khép lại. Ngay sau đó, Trương Huyền dưới chân một trận chấn động truyền đến, này đại môn lại chậm rãi chầm đến mặt đất. Lúc này, nếu đứng ở bên ngoài, có thể nhìn đến, kia 10 mét cao cự hình vách đá hoàn toàn biến mất, lại xem mặt đất, một cái khe đều không có, phảng phất này nham thạch đại môn trước nay liền không có xuất hiện quá giống nhau. Trương Huyền vươn nham thạch đại môn bên trong, nghe được một trận máy móc tiếng vang lên. Hoắc, Trương Huyền khóe miệng lộ ra một mặt ý cười. Ta còn tưởng rằng là cái gì cao minh thủ đoạn, nguyên lai là dựa vào trọng máy móc đem này khối nham thạch khởi động tới. Ta nói các ngươi không phải là vì giả vờ giả vịt, chuyên môn cắt lượt vài người mỗi ngày mở cửa đi. Trương Huyền này tràn ngập trào phúng ý vị nói, nghe được 927 lục nhĩ chung, 9276 trên mặt như cũ bình đạm không gợn sóng, nơi này có linh thạch quấy nhiễu, bình thường điện tử thiết bị vô pháp vận chuyển, sẽ vì tư mật tính cùng với không ảnh hưởng đến hiện thực xã hội, xuất phát từ suy xét chỉ có thể dùng loại này phương pháp. Nga, Trương Huyền gật gật đầu, từ đầu đến cuối, Trương Huyền cố tình biểu hiện ra rất nhiều coi khinh cùng trào phúng ý tứ, đó chính là cố ý muốn chọc giận thần ẩn hội bên trong người, nhìn xem đối phương đối chính mình thái độ, nhưng từ 9276 biểu hiện chung, Trương Huyền cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Truyền thừa hơn 2.000 năm tổ chức, quả thực không đơn giản. Hơn 20 giây sau, dưới chân chấn động chậm rãi đình chỉ, đồng thời, Trương Huyền trước mắt nham thạch vách tường lại lần nữa mở ra. Một đạo chùm tia sáng, từ trước mắt đâm thẳng tiến vào, đương Trương Huyền nhìn đến trước mắt đồ vật khi, hắn đồng tử không cấm co rụt lại. Đi thôi, ta lần đầu tiên tới, cùng ngươi biểu tình là giống nhau. Áo Tang thanh âm truyền đến. Chương 996, thần ẩn hội thế giới. Trương Huyền ở tới phía trước, đã ảo tưởng quá rất nhiều lần thần ẩn hội bên trong là cái dạng gì, loại này ngầm căn cứ cấu tạo, hắn nghĩ tới, thậm chí nghĩ tới, thần ẩn hội tổng bộ. Khả năng chính là một tòa thành trấn, nhưng không nghĩ tới, này thần ẩn hội tổng bộ, thế nhưng là một cái thế giới ngầm. Ai có thể nghĩ đến, ở hẻm núi vùng cấm ngầm, ở người nọ người kính sợ cấm địa giữa, ẩn chứa một cái thế giới ngầm. Giờ này khắc này, bãi ở Trương Huyền trước mặt, là một cái liếc mắt một cái vọng không đến đầu thật lớn không gian, nơi này trồng đầy hoa cỏ, còn có phòng ốc dựng, ngẩng đầu nhìn lên, Trương Huyền lên đỉnh đầu phía trên 30 mét chỗ, mới có thể thấy nham thạch đỉnh. Lúc này bị nhân vi chế tạo ra tới một bộ không trung cảnh tượng, người này tạo không trung, phá lệ rất thật, nếu không phải Trương Huyền biết chính mình vị trí đều không phải là mặt đất, thậm chí đều sẽ theo bản năng đem hôm nay lỗ hổng thành là thật sự. Vừa mới kia phiến môn hạ hàng khoảng cách, ít nhất có 30 mét, nhưng làm Trương Huyền không nghĩ ra chính là, kia nham thạch đại môn lộ ra mặt đất, bất quá 10 mét độ cao mà thôi. Không đúng, Trương Huyền trong lòng giật mình. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía một bên 9276, 9276 đã đi bộ về phía trước. Áo Tang cười nói, thế nào, có phải hay không lại một lần cảm nhận được thần ẩn hội cẩn thận. Trương Huyền gật gật đầu, ta nguyên bản cho rằng, vừa mới máy móc thanh, chỉ là khống chế này phiến cửa đá giảm xuống, không nghĩ tới, là khống chế cửa đá nhiều lần di động, nếu ta đoán không lầm nói, từ chúng ta giảm xuống địa phương, chẳng sợ đào đất mấy chục mét, cũng vào không được đi, chúng ta ở cửa đá nội thời điểm. Cửa đá đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo phương hướng rồi, thần ẩn hội là nơi trốn phóng sương mù, làm chúng ta cho rằng có thể tìm tới nơi này chân thật địa điểm A. Áo Tang cười lắc đầu, đi phía trước đi một bước, đuổi kịp 9276 bước chân, Trương Huyền theo sát sau đó. Đương Trương Huyền ra cửa đá sau, liền nghe được một tiếng vang nhỏ, lại quay đầu vừa thấy, phát hiện cửa đá thế nhưng là hướng ngầm chìm, căn bản là không phải hắn tưởng như vậy, giống như một cái đỉnh tầng thang máy. Đem chính mình từ hẻm núi giữa mang theo xuống dưới.
nương cửa đá hoàn toàn rơi xuống sau, Trương Huyền phía sau xuất hiện, đồng dạng là một mảnh mênh mông vô bờ không gian, có hoa có thảo, có thụ có mộc, có điền, có súc vật, còn có vô số bóng người. Áo Tang vừa đi, một bên cấp Trương Huyền giải thích nói, thần ẩn hội là một tổ chức, cái này tổ chức khổng lồ, viễn siêu người ta tưởng tượng, tỉ như chúng ta hiện tại chỗ đã thấy cái này không gian, đã tự thành một cái hệ thống, chẳng sợ đem này định nghĩa thành một cái đại thế giới trung tiểu thế giới cũng không quá. Thần ẩn hội thành lập niên đại, là ở công nguyên lẻ loi năm, có rất nhiều người đời đời, đều sinh hoạt ở thế giới này giữa, thậm chí không có đi ra ngoài gặp qua bên ngoài thế giới. Trương Huyền nghe được có chút xuất thần, đời đời sinh hoạt ở chỗ này, không có gặp qua bên ngoài thế giới. Trương Huyền nhìn nơi này hết thảy, chính mình mục điền, nuôi dưỡng, thậm chí có chút người vẫn là cưỡi ngựa mà qua, dưới chân con đường, là dùng gạch đá xanh phô thành, nơi này không có gì cao ốc building, tối cao kiến trúc. Bất quá 4 tầng mà thôi, thậm chí Trương Huyền còn nhìn đến, một người nhóm lửa, là dựa vào củi lửa tới bậc lửa. Áo Tang tiếp tục nói, nơi này linh khí nồng đậm, điện tử thiết bị căn bản vô pháp bình thường vận chuyển, muốn tiến cử điện tử thiết bị, cần thiết muốn loại trừ toàn bộ linh khí, ngươi cho rằng thần ẩn hội như vậy tổ chức, sẽ vứt bỏ linh khí, đi lựa chọn một ít điện tử thiết bị sao? Kia bọn họ là có thể đi ra ngoài đi, Trương Huyền hỏi, tổng không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này. Ha ha, Trương Huyền, người rốt cuộc tới, ta chờ hảo khổ a. Một đạo tiếng cười to, từ một bên vang lên, liền thấy, đầy đầu tóc vàng Andre từ một bên bước đi tới, ăn mặc thuộc về thượng thế kỷ phong cách lễ phục, nói một ngụm sứt sẹo hè oi bức ngữ, ở Andre bên cạnh, còn đi theo hai người, này hai người Trương Huyền phía trước ở 18 tầng địa ngục nhập khẩu gặp qua, là tùy Andre cùng đi, có ngự khí cảnh thực lực. Vẫn luôn cấp Trương Huyền hai người dẫn đường 9276 lúc này thấy Andre đã đến, hướng Andre cúc một cung sau, liền chiều nơi xa đi đến. Andre đi lên trước tới, phi thường nhiệt tình cho Trương Huyền một cái ôm, lần đầu tiên tới tổng bộ, cảm giác nơi này thế nào? Trương Huyền phun ra ba chữ, danh tác. Này ba chữ, là Trương Huyền thiệt tình thực lòng, làm ra như vậy một cái thế giới ngầm tới, chỉ sợ làm một quốc gia tới nháo, đều không phải một cái chuyện đơn giản. Truyền thừa ngàn năm nội tình, thật sự là thật là đáng sợ, chỉ là điểm này, khiến cho Quang Minh đảo thúc ngựa đều không đuổi kịp. Ha ha, tới, bên này đi, ta này mỗi ngày không biết ngày đêm đều ở nhắc mãi người a. Andre làm cái thỉnh thủ thế. Là nhắc mãi ra vào địa ngục phương pháp đi, hoặc là nói, nhắc mãi kia hai cái còn len lỏi bên ngoài người. Trương Huyền cố ý nói như vậy. Này hai cái len lỏi bên ngoài người, chính là lúc ấy Trương Huyền vì tự bảo vệ mình. Hư cấu cấp Andre nói hắn thả ra hai gã địa ngục nội phạm nhân ở bên ngoài. Trương Huyền nói xong, cố ý quan sát đến Andre sắc mặt. Andre trong mắt khói mù chợt lóe rồi biến mất, người hôm nay vừa đến, trước làm quen một chút nơi này, còn lại sự chúng ta không nói chuyện, ta chính là chuẩn bị rượu ngon chờ người a, các ngươi hẻ oi bức có câu cách ngôn nói như thế nào. Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt thuyết hồ, ha ha. Ở Andre trong tiếng cười lớn, Trương Huyền cùng Áo Tang bị mang lên một chiếc ngừng ở ven đường xe ngựa. Này xe ngựa liền giống như thượng thế kỷ thập niên 80 châu Âu sản vật giống nhau, thân xe có lăng có rác, ngồi trên đi cũng không cảm giác có bao nhiêu thoải mái, như vậy thiết kế chính là đơn thuần vì xa hoa mà đến. Xe ngựa tiến lên tốc độ không mau, lảo đảo lắc lư, ngược lại không có mấy người dùng chân lên đường tới thật sự. Bất quá hôm nay tại đây mấy người, hiển nhiên không phải vì lên đường mà đến. Theo xe ngựa dần dần di động, Trương Huyền trước mắt kiến trúc phong cách cũng phát sinh thay đổi. Nếu nói, mới từ nham thạch trong môn ra tới khi, Trương Huyền nhìn đến chính là thập niên 80 châu Âu đồng ruộng cảnh tượng, như vậy hiện tại chỗ đã thấy, chính là châu Âu thập niên 80 thành trấn cảnh tượng, một tòa cao lớn tường thành xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, liền giống như kia lâu đài cổ tường vây giống nhau. Này tường thành chính là một tòa đường ranh giới, bên trong thành cùng ngoài thành hoàn toàn hai loại cảnh sắc, trong thành toàn là châu Âu cổ phong kiến trúc, thật lớn gác chuông chót vót ở thành trấn trung ương, xa xa nhìn lại, có thể nhìn đến trung thượng thời gian. Bên trong thành có người ra vào, qua lại đi qua, trên người ăn mặc, cũng đều là thượng thế kỷ thập niên 80 hầu hạ, khi bọn hắn nhìn đến Trương Huyền trên người quần áo khi, sôi nổi lộ ra tò mò ánh mắt, loại này ánh mắt, làm Trương Huyền cũng cảm thấy phá lệ kỳ quái. Loại cảm giác này, tựa như du khách đi vườn bách thú tò mò nhìn con khỉ cũng tò mò nhìn du khách giống nhau. Andre ra tiếng nói, có phải hay không cảm thấy rất tò mò? Đúng vậy, Trương Huyền thực thành thật đáp, không có phủ nhận.
không cần quá mức nghi hoặc, người tò mò, thực mau liền sẽ biến mất, chờ chúng ta tới rồi địa phương, ta từ từ cho ngươi giải thích. Chương 997, vô số như vậy. Xe ngựa ở một cái thời trung cổ kiến trúc phong cách tử quán trước dừng lại. Trương Huyền cùng áo tang ở Andre dẫn dắt hạ đi xuống xe ngựa. Andre đẩy ra tử quán đại môn, hiện ra ở Trương Huyền trước mắt, chính là cái loại này thời trung cổ châu Âu tử quán, nội, không ít cao bồi cùng lính đánh thuê trang điểm người chính bưng chát ly, chiêu si gà, mồm to uống mạch nha rượu, tử quán ở giữa, còn có một cái lò sưởi trong tường, bên trong châm lửa trại. Tử quán nội, tiếng mắng không ngừng, mọi người liêu đến đều là nữ nhân cùng tiền, làm Trương Huyền một cảm giác chính mình thật chính là xuyên qua đến thời trung cổ châu Âu. Này đó hẳn là không phải ngươi mời đến kịch nói diễn viên đi. Trương Huyền hướng Andre cười cười nói. Tử quán nội lính đánh thuê cùng cao bồi, nói đều là chút săn giết con mồi cùng đổi lấy đồng vàng sự. Thần ẩn hội ở chỗ này sáng tạo như vậy một cái tiểu thế giới cung người cư trú sinh hoạt, tự cấp tự túc, tổng không có khả năng thật sự có người đi làm lính đánh thuê sống. Andre mở miệng nói, đương nhiên không phải ta mời đến, ngươi hẳn là có thể nhìn đến, bọn họ trên người miệng vết thương, đều là hàng thật giá thật. Là bị mãnh thú lợi chảo vẽ ra tới, đến đây đi, bên này ngồi, tiểu nhị, đem ta rượu ngon mang lên, hôm nay ta có quan trọng khách khứa muốn chiêu đãi. Mấy người tuyển ở một chương dựa cửa sổ trên bàn ngồi xuống, Trương Huyền trang điểm, lại lần nữa đưa tới tử quán nội lính đánh thuê nhìn chăm chú, xem bọn họ biểu tình, liền theo tới không có gặp qua như vậy trang phục giống nhau. Được rồi, Andre các hạ, tử quán tiểu nhị ôm hai đại thùng mạch nha rượu phóng tới Trương Huyền trước người trên bàn. Thuận tay lấy tới chát ly có 20cm cao, ly khẩu đường kính cũng đạt tới 10cm. Andre bên cạnh một người ngự khí cao thủ thuần thục thế mọi người đảo thượng rượu. Andre nâng chén, tới, trước làm thượng một ly, chúng ta lại liêu. Trương Huyền cũng chưa nói cái gì, giơ lên chén rượu, mọi người chạm cốc sau, một ngụm đem chậm rãi một chát ly mạch nha uống rượu cái sạch sẽ. Loại này chính tông mạch nha rượu, Trương Huyền vẫn là lần đầu tiên uống. Cùng bia hương vị kém không được quá nhiều, chỉ là so bia có vẻ càng đạm một ít, ở sản xuất trong quá trình tuyển dụng càng nhiều hơi nước. Một chén rượu xuống bụng sau, Andre thật mạnh đánh cái rượu cách, theo sau nói, gần nhất bên ngoài, giống như thực loạn a, lớn lớn bé bé thế lực đều bắt đầu ngoi đầu. Nói xong này đó, Andre ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, người thấy thế nào phản tổ minh cái này thế lực, đừng nói người cái gì cũng không biết. Trương Huyền lo chính mình cho chính mình mãn thượng một ly mạch nha rượu, theo sau nói, nếu lấy thần ẩn hội này giữ gìn thế giới chính nghĩa góc độ tới xem, phản tổ minh tồn tại, hẳn là bị định nghĩa vì yêu tà đi. Không, ngươi sai rồi. Andre lắc lắc đầu, không phải định nghĩa vì yêu tà, cái này tổ chức, bản thân chính là yêu tà, ngươi hẳn là biết, phản tổ minh tín ngưỡng cổ đại nhân loại, bọn họ cho rằng, chúng ta nhân loại ở tiến hóa giữa, đánh mất rất nhiều cường đại thiên phú, cho nên... Bọn họ vẫn luôn muốn làm sự, là đem này đó thiên phú tìm trở về, bọn họ muốn làm cho cả xã hội, đều khôi phục thành nguyên thủy bộ dáng. Trương Huyền bĩu môi, chỉ ngoài cửa sổ, liền cùng các ngươi hiện tại giống nhau. Có chút người hàng năm sinh hoạt ở chỗ này, không cùng ngoại giới tiếp xúc, vứt bỏ hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, tới kích phát trong cơ thể chất chứa tiềm năng. Trương Huyền như vậy vừa nói, cũng là suy đoán, nếu không hắn thật làm không rõ. Thần ẩn hội làm gì muốn chỉnh như vậy một cái tiểu thế giới ra tới. Andre không tỏ ý kiến, người nói không tồi, nhưng chúng ta cùng phản tổ minh cách làm, có khác nhau như trời với đất, chúng ta là muốn khai quật người tự thân tiềm năng, hơn nữa làm như vậy, đích xác có hiệu quả, ở chỗ này, 10 tuổi hài tử, liền học được chính mình đi săn, có thể tại dã ngoại nhóm lửa, 15 tuổi hài tử, thậm chí liền có thể một mình đảm đương một phía, nhưng chúng ta làm, cũng cứ như vậy mà thôi, nhưng phản tổ minh, bọn họ là từ nhân loại gen xuống tay. Andre nói đến này, uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, phản tổ minh vẫn luôn đều tại ngoại giới điên cuồng thu thập viễn cổ nhân loại tồn lưu dấu vết, lấy cầu thăm dò đến một chút gen, tiến hành lấy ra dung hợp, không nghĩ tới, này chỉ là bọn hắn giấu người tai mắt cách làm mà thôi, phản tổ minh vẫn luôn tiến hành, là người cùng mặt khác sinh vật gen dung hợp. Cái gì? Trương Huyền sắc mặt biến đổi, đem người cùng với quãng đời còn lại vật tiến hành dung hợp. Như vậy thực nghiệm, cũng không phải không có xuất hiện quá, này hoàn toàn là phản nhân đạo hành vi, ở lúc trước phát sinh thời điểm, bị toàn thế giới phỉ nhổ, Trương Huyền càng là đánh đáy lòng ghê tởm như vậy cách làm. Andre nhìn đến Trương Huyền sắc mặt biến hóa, cũng không ngoài ý muốn, mở miệng nói, liệp báo có thể đạt tới 120 km khi tốc,
ở gia tốc phương diện, chẳng sợ liền đỉnh cấp Ferrari xe thể thao đều so bất quá Liệp Báo, tiêm đuôi Vũ Yến phi hành tốc độ, có thể đạt tới 352 km mỗi giờ. Một sừng tiên có thể chịu tải cùng tự thân so sánh với 850 lần trọng lượng. Chúng ta thường xuyên ăn tôm tích, có thể ở trong nháy mắt bộc phát ra tự thân thể trọng 2.500 lần lực lượng, uy lực của nó tương đương với một viên 22mm viên đạn đánh vào bồn tắm thượng. Nếu đổi thành bình thường thành niên nam tính thể trọng, có thể đem một viên bóng chày trực tiếp ném tới vệ tinh quỹ đạo mặt trên, phản tổ minh coi trọng lực lượng như vậy, hơn nữa đã sớm bắt đầu rồi thực nghiệm, cái này thực nghiệm, cự nay mới thôi, đã rằng có mấy trăm năm. Andre này buổi nói chuyện, làm Trương Huyền sững sờ đã lâu, Trương Huyền cũng không phải kinh ngạc phản tổ minh sinh vật khoa học kỹ thuật trình độ, mà là lấy hắn tư duy, căn bản là sẽ không đi tưởng loại này phản nhân đạo đồ vật, đem người cùng động vật gen tương kết hợp, như vậy xuất hiện, sẽ là cái gì? Quái vật. Phản tổ minh làm những chuyện như vậy, chính là ở chế tạo quái vật. Andre duỗi tay chỉ trên đỉnh đầu, tiếp tục nói, trên thế giới này, có rất nhiều như vậy tiểu thế giới, thị tộc có, phản tổ minh có, thần thánh thiên quốc có, chúng ta cũng có, loại này tiểu thế giới, là hàng ngàn hàng vạn năm vỏ quả đất biến thiên sở hình thành độc lập không gian, nơi này thổ địa phì nhiêu, ẩn chứa phong phú tài nguyên, thậm chí rất nhiều quốc gia phía chính phủ, đều biết có như vậy tiểu thế giới tồn tại. Nhưng người biết, vì cái gì không có phía chính phủ sẽ đi khai thác này đó tiểu thế giới trung tài nguyên sao? Hôm nay Andre cấp Trương Huyền nói, đích xác cấp Trương Huyền mở ra một phiến tân thế giới đại môn, giấu ở đại thế giới trung tiểu thế giới. Trương Huyền là gặp qua như vậy tiểu thế giới, tỉ như 18 tầng địa ngục, tỉ như ở Ngân Châu ngầm khai ra cái kia địa cung. Trương Huyền vốn tưởng rằng, loại đồ vật này, chỉ là số ít, nhưng hiện tại nghe Andre vừa nói, cùng loại với như vậy địa phương. Còn có rất nhiều. Nhân loại sở sinh hoạt ở viên tinh cầu này thượng, chân chính vận dụng đến tài nguyên, chỉ là tồn tại với dưới bầu trời cùng thổ địa chi gian này đó, mà thổ địa dưới có cái gì, cho tới nay, đều là cái mê. Nhưng hiện tại xem ra, này không phải mê, phía chính phủ đã sớm đã biết này thổ địa dưới có cái gì, chỉ là xuất phát từ nào đó nguyên nhân, sẽ không đối ngoại công bố mà thôi. Chương 998, siêu cấp bí tân. Andre lại bưng lên chén rượu. Tới, lại đụng vào một cái. Áo tang dơ lên trong tay chứa đầy rượu cái ly, một ngụm uống cạn. Trương Huyền tắc như cũ ngồi ở chỗ kia, không chạm vào chén rượu. Andre lắc lắc đầu, nâng chén hướng áo tang ý bảo sau, một ngụm uống cạn. Uống xong một chén rượu sau, Andre lại lần nữa ra tiếng, thế giới các quốc gia phía chính phủ sở dĩ không chạm vào những cái đó tài nguyên, là bởi vì bọn họ căn bản vô pháp chạm vào, phản tổ minh ở gần ngàn năm tới. Tại đây loại tiểu thế giới chung, dựng vô số phòng thí nghiệm, tới tiến hành loại này sinh vật gen nghiên cứu, ban đầu nghiên cứu, tương đối đơn giản, cũng là nhất ghê tởm, chính là làm người cùng này đó giống loài tiến hành giao phối, nói như vậy, xác suất thành công cực thấp, đến sau lại. Đương chậm rãi nắm giữ sinh vật gen kỹ thuật sau, loại này thực nghiệm, liền bắt đầu đại quy mô vận chuyển lên, dẫn tới cuối cùng, xuất hiện quá nhiều biến cố. Trương Huyền ngẩng đầu, thực nghiệm thể quá nhiều. Phản tổ minh khống chế không được. Đúng vậy, Andre gật đầu, loại này thực nghiệm, không biết nhân tố quá nhiều, phản tổ minh cũng khống chế không được, cuối cùng dẫn tới rất nhiều thực nghiệm thể vô pháp khống chế, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ một ít tiểu thế giới, tùy ý này đó thực nghiệm thể tàn sát bừa bãi, hơn nữa bởi vì linh thạch sẽ sinh ra từ tính đặc thù tính, vũ khí nóng cùng công nghiệp nặng khí giới ở này đó tiểu thế giới chung cũng không pháp vận dụng. Cho nên, tuyệt đại đa số tiểu thế giới, tuy rằng có được cực kỳ phong phú thổ địa tài nguyên cùng khan hiếm khoáng vật tài nguyên. Nhưng quốc gia phía chính phủ, lại lấy không được, bởi vì những cái đó tiểu thế giới chung, nơi nơi đều tràn ngập phản tổ minh lưu lại thực nghiệm thể. Trương Huyền lâm vào một trận trầm tư giữa. Hiện tại Andre theo như lời, hoàn toàn toàn là cho Trương Huyền mở ra một phiến tân thế giới đại môn, những cái đó phản tổ minh đều chỉ có thể từ bỏ địa phương, bình thường ngự khí cao thủ đi vào. Kia chỉ sợ chỉ có đường chết một cái, bên trong thực nghiệm thể thật muốn trải qua gen cải tạo, ai cũng vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì biến hóa. Andre lại lần nữa cho chính mình đổ một chén rượu, rất nhiều tiểu thế giới, bởi vì vỏ quả đất vận động duyên cớ, đã ở bất chi bất giác chung biến mất, nhưng còn có rất nhiều, đã bắt đầu xuất hiện, người hẳn là đã phát hiện, ở hè oi bức cảnh nội, đã xuất hiện rất nhiều như vậy tiểu thế giới, cửu cục xương này vì là địa cung, cũng may này đó địa cung. Đều là vô hại, bên trong không có phản tổ minh thực nghiệm thể tồn tại, thử nghĩ một chút, nếu ngày nào đó,
bởi vì nào đó vỏ quả đất vận động, làm một cái quốc tế tài chính đại thành ngầm. Đột nhiên xuất hiện một cái chứa đầy thực nghiệm thể tiểu thế giới, mà bên trong thực nghiệm thể chen chúc ra tới thời điểm, kia sẽ tạo thành bao lớn tai nạn. Nếu không có thực nghiệm thể quá mức tàn bạo, phản tổ minh cũng sẽ không từ bỏ những cái đó phòng thí nghiệm. Trương Huyền hít sâu một hơi, ta không rõ. Andre nhìn chằm chằm Trương Huyền, không rõ cái gì. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta nói này đó? Trương Huyền nghi hoặc nhìn chằm chằm Andre, ngươi là cho rằng, lòng ta hoài thiên hạ. Hoặc là cái gì? Không, Andre lắc đầu, ta chỉ là muốn cho ngươi nhận rõ, địa ngục nhà giam tồn tại, cùng với ngươi trong tay sở nắm giữ bí mật, rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Địa ngục nhà giam giữ toàn là cùng hung cực ác hạng người, bọn họ thực lực có bao nhiêu cường, lấy hiện tại ngươi mà nói, liền tưởng đều không thể tưởng được, còn nhớ rõ ngày đó xuất hiện ở trên bầu trời màu đen bàn tay to, ta có thể vỗ bộ ngực bảo đảm, cái tay kia uy lực, còn không đến này chủ nhân toàn thịnh thời kỳ 1/10. Nếu chúng ta có thể khống chế địa ngục nhà giam, làm bên trong nhân vi chúng ta sử dụng, chúng ta liền có thể nhẹ nhàng quét dọn hiện đã biết những cái đó tràn ngập thực nghiệm thể tiểu thế giới, thanh trừ bên trong tai họa, đây là ở vì toàn nhân loại làm cống hiến. Trương Huyền nhìn Andre, không nói gì. Ta biết, địa ngục 18 tầng bí mật quá mức trọng đại, nếu thật sự có thể khống chế được bên trong tù phạm, đừng nói dọn dẹp những cái đó tiểu thế giới, chính là ngươi tưởng có được cái này đại thế giới, cũng đều không phải là không có khả năng. Nhưng ngươi phải biết rằng, thần ẩn hội tồn tại ước nguyện ban đầu là cái gì, ngươi xem bọn hắn. Andre duỗi tay chỉ vào tử quán nội những cái đó lính đánh thuê, ngươi thực nghi hoặc, nơi này vì cái gì là cái dạng này kiến trúc phong cách, ngươi thực nghi hoặc, bọn họ trang điểm, ngươi thực nghi hoặc, bọn họ trong miệng nói những cái đó con mồi cùng đồng vàng đúng không, ta có thể minh xác nói cho ngươi, bọn họ, thế thế đại đại sinh hoạt ở chỗ này, bọn họ, căn bản là không biết ở chính mình trên đỉnh đầu không. Còn có một cái đại thế giới tồn tại, ở bọn họ thế giới quan, nơi này, chính là bọn họ gia viên. Nếu nơi này bị hủy, bọn họ đem không chỗ để đi. Trương Huyền đồng tử co rụt lại, lần này, hắn tính minh bạch, vì sao những người này xem chính mình ánh mắt, đều như vậy tò mò, vì sao những người này làm việc nói chuyện phong cách, tất cả đều cùng ngoại giới không hợp nhau, ở chỗ này, thần ẩn hội vì bọn họ đắp nặn một thế giới hoàn toàn mới. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy chúng ta loại này cách làm không ổn, rõ ràng có rất tốt thế giới, lại không cho bọn họ biết, đưa bọn họ khóa ở cái này lồng sắt. Andre lại lần nữa bưng lên chén rượu, lần này không kêu người chạm cốc, mà là chính mình uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu uống xong, Andre không đình, lại lần nữa cho chính mình đảo thượng. Liên tiếp uống xong tam ly rượu, Andre dùng tay áo đột nhiên lau hạ miệng, ở nơi này, đều là thần ẩn hội nguyên lão lưu lại hậu nhân, nói trắng ra là. Thân là thần ẩn hội hậu đại, bọn họ từ sinh ra kia một khắc khởi, liền gánh vác một cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh, không sợ nói cho ngươi một bí mật. Các ngươi hiện tại sở đãi địa phương, đều không phải là thần ẩn hội tổng bộ, hoặc là nói, thần ẩn hội căn bản là không có tổng bộ, thần ẩn hội có rất nhiều như vậy tiểu thế giới, mỗi một cái tiểu thế giới. Mỗi ngày đều có chuyên môn người đi thăm dò, một khi phát hiện cùng có tồn tại phản tổ minh thực nghiệm thể tiểu thế giới tiếp cận khi, thần ẩn hội người. Liền sẽ suy nghĩ biện pháp thanh trừ những cái đó thực nghiệm thể, bọn họ cho rằng đây là chính mình gia viên, không có đường lui, cho nên sẽ bộc phát ra hết thảy tiềm năng, sẽ không sợ gì cả, hiện tại này đó lính đánh thuê trong miệng nói con mồi, chính là những cái đó thực nghiệm thể. Andre một cái tát chụp đến trên bàn, ta thừa nhận, thần ẩn hội bên trong là không có tuyệt đối sạch sẽ, nhưng đại gia cuối cùng mục tiêu, đều là giống nhau. Ngươi cùng ta tới. Andre nói, liền trực tiếp đứng dậy. Hắn nắm lấy đặt ở ghế mặt sau đẹp đẽ quý giá áo khoác, hướng Trương Huyền nói, ta dẫn ngươi đi xem, những cái đó thực nghiệm thể. Trương Huyền quay đầu, nhìn mắt bên cạnh áo tang. Áo tang hướng Trương Huyền âm thầm gật gật đầu, hướng Trương Huyền ý bảo Andre nói cũng không sai. Trương Huyền cũng đứng dậy, đi theo Andre phía sau, chiều tử quán bên ngoài đi đến. Áo tang cùng dư lại hai gã Andre thủ hạ, tắc đi theo phía sau. Ra tử quán. Andre cũng không có lên xe ngựa, mà là long hành hổ bộ, chiều Trương Huyền bọn họ tới khi cửa thành tương phản phương hướng bay vút mà đi, cũng không có để ý khí hay không sẽ khiến cho oanh động, bởi vì ở chỗ này, rất nhiều người đều có được khí. Tòa thành này rất lớn, tuy là lấy Andre đám người sức của đôi bàn chân, cũng chạy hơn một giờ, ước chừng có 50 nhiều km lớn lên thành trì, chính là ở nơi này người, toàn bộ thế giới. Chương 999, Luyện Ngục. Đã từng có người đưa ra quá như vậy một cái thế giới quan.
Ở con kiến trong vương quốc, con kiến có thân mục đích bản thân văn minh phát triển, chúng nó có nhà khoa học, có nghệ thuật gia, cũng có các ngành các nghề công tác con kiến quần thể. Con kiến thế giới thông qua khoa học phát triển cũng hình thành chính mình khoa học xem, khoa học kỹ thuật có khả năng cũng phi thường phát đạt, phát triển tốc độ phi thường mau. Ngay cả như vậy, ở con kiến trong thế giới, vẫn cứ sẽ có rất nhiều sự vật làm chúng nó khó có thể lý giải. Tỷ như không trung đột nhiên giáng xuống tản ra nóng bỏng cực nóng nước mưa, này đó nước mưa dị thường thật lớn, dẫn phát rồi hồng thủy, làm vô số con kiến bởi vậy mà tử vong. Đột nhiên có một ngày, bầu trời giáng xuống một đạo cường quang hủy diệt chúng nó thành thị, hủy diệt vô số sinh linh. Như vậy đột nhiên sự kiện tới cũng nhanh đi đến mau, con kiến thế giới nhà khoa học đối này vô pháp lý giải, chỉ có thể đem chúng nó quy về là siêu tự nhiên hiện tượng. Không nghĩ tới, không trung này đó cực nóng nước mưa, bất quá là một người không cẩn thận đánh nghiêng nước sôi ly, nước sôi chảy xuôi vào bùn đất, kia một đạo quang, trên thực tế chính là ban đêm ô tô đèn, đường bánh xe nghiền quá thời điểm, chúng nó nhìn đến, chỉ là kia một đạo quang. Giờ phút này, này đó ở tại cái này tiểu thế giới người, chính là những cái đó con kiến, đương thần ẩn hội nói đỉnh đầu nham thạch vách tường là thế giới cuối, bọn họ liền sẽ đem kia coi như là thế giới cuối. Lúc này, Trương Huyền cùng Andre đám người, đang đứng ở một đạo liên tiếp thiên địa tường phía trước, đây là thành trấn này đuôi bộ, tường cao hoàn toàn từ vách đá tạo thành. Ở cổ đại, còn không có người đưa ra viên tinh cầu này là viên là lúc, rất nhiều người đều từng nghĩ tới đi đến thế giới cuối, thẳng đến cuối cùng, bọn họ phát hiện thế giới này là không có cuối, đây là người bình thường thế giới quan. Nhưng tại đây tòa trong thành, đổ ở Trương Huyền trước mặt, này cao thấp liên tiếp thiên địa, trường khoan không có cuối tường cao. Chính là thế giới này người, trong mắt thế giới cuối, tường nội, là bọn họ gia viên, ngoài tường, là một đám dị loại, vô tình kẻ xâm lược. Andre đứng ở này bức tường trước, ra tiếng nói, ước chừng ở 8 năm trước, chúng ta phát hiện một cái địa tâm chỗ hổng, trải qua vỏ quả đất vận động, đi vào này phụ cận, khi chúng ta mở ra một cái thông đạo, đi trước kia chỗ hổng thời điểm, đụng phải vô số phản tổ minh tàn lưu thực nghiệm thể, từ kia một ngày khởi, chiến đấu liền bắt đầu. Thế thế đại đại sinh hoạt ở chỗ này người, từ nhỏ hô hấp không khí giữa, liền ẩn chứa số lượng vừa phải linh khí, ở chỗ này, tu hành là đại gia quan trọng nhất một sự kiện. Nhưng bởi vì thiên phú bất đồng, ngự khí cao thủ số lượng cũng không nhiều, chúng ta hiện tại vị trí cái này tiểu thế giới chung, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 60 nhiều danh ngự khí cao thủ, trong đó chỉ có 3 người đạt tới hóa hình cảnh, ngưng khí cảnh càng là một người đều không có. Andre nói ra cái này con số. Thực sự làm Trương Huyền trong lòng kinh hãi một phen, 60 nhiều danh ngự khí cao thủ. Phải biết rằng, này chỉ là thần ẩn hội rất nhiều tiểu thế giới giữa một cái mà thôi, liền có như vậy nhiều cường giả. Truyền thừa 2000 năm thế lực, nội tình sâu, làm người khó có thể tưởng tượng. Nếu sở hữu thần ẩn hội tiểu thế giới thêm lên, bên trong lại có bao nhiêu ngự khí cao thủ. Người cũng không cần kinh ngạc, Andre bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này con số nghe là nhiều, nhưng cũng chỉ là nghe đi lên mà thôi. Ngươi phải biết rằng, sinh hoạt ở chỗ này người, từ sinh ra kia một khắc khởi, liền đã chịu khí hun đúc, bọn họ đối khí càng thêm mẫn cảm, bọn họ từ nhỏ liền ở tu hành, bọn họ tu hành trên đường, có tiền nhân lưu lại bước chân, cho dù như thế, người ở đây tam đại đồng đường, 60000 dân cư, cũng bất quá mấy chục danh ngự khí, từ bọn họ cơ sở tới xem, thật sự quá mức nhỏ yếu. Andre nói xong, lại nhìn chằm chằm Trương Huyền đánh giá một lần, ta nghe nói, ngươi ở đều hải trúc gia. Đại tòa tiêu tô trúc tam thị, thực lực của ngươi, hẳn là đã vô hạn tiếp cận với ngưng khí cảnh đi. Andre cũng không biết được Trương Huyền chân chính thực lực, chỉ có thể căn cứ một ít sự tích làm ra suy đoán. Trương Huyền cười một tiếng, không nói gì. Andre than một tiếng, người bất quá hơn 20 tuổi tuổi tác, bằng vào chính mình sờ soạng, liền đạt tới hóa hình hậu kỳ thực lực, thả từ ngươi nắm giữ khí đến bây giờ, không đến nửa năm thời gian, ngươi này phân thiên phú, nếu đặt ở nơi này. Chỉ sợ hiện tại bước vào ngưng khí, cũng đều không phải là không có khả năng a. Hảo, Andre khống chế sử đại nhân, vẫn luôn không có ra tiếng áo tang đột nhiên mở miệng, ta tưởng ngươi hôm nay mục đích, hẳn là không phải tới bán thảm đi, này lại không phải cái gì tuyển tú tiết mục. Áo tang ngươi nhiều lo lắng, Andre cười cười, ta bất quá là nhìn đến nhân tài, có cảm mà phát mà thôi, Trương Huyền vốn chính là chúng ta thần ẩn hội người, lại là ta khâm định mục tốt. Ta có gì tất yếu ở trước mặt hắn bán thảm, nói nhiều như vậy, bất quá là muốn cho hắn có thể càng sâu hiểu biết thần ẩn hội cái này tổ chức mà thôi. Trương Huyền biểu tình không có biến hóa, nhưng hắn nội tâm nhưng không cho rằng, Andre là ở bán thảm. Andre tuy rằng nói thảm hề hề,
nhưng trên thực tế, hắn suy nghĩ muốn biểu đạt ý tứ, vẫn là hướng Trương Huyền triển lãm cơ bắp. Một cái tiểu thế giới, mấy vạn dân cư, mỗi người tu hành, này đó là thần ẩn hội thực lực. Hắn là dùng mấy thứ này, tới áp chế Trương Huyền, muốn nói cho Trương Huyền, chúng ta tuy rằng kiêng kỵ 18 tầng địa ngục người, nhưng chúng ta thực lực, cũng không phải ngươi có thể chống lại, ngươi chỉ là thiên tư hảo một chút, cùng ngươi thiên tư giống nhau người, ở chúng ta thần ẩn hội, thành tựu lớn hơn nữa. Ở trước mặt mọi người này đổ khoan không thấy đầu, liên tiếp thiên địa tường đá trước, đi tới hai người, ăn mặc màu đỏ áo choàng, gương mặt giấu ở áo choàng phía dưới. Nhìn đến này hai người nháy mắt, Trương Huyền ngửi được một cổ hơi thở nguy hiểm, này hai người, đều là không kém gì bạch bào khách cường giả, tuyệt đối đạt tới ngưng khí cảnh. Hôm nay Andre tới, chính là ở triển lãm cơ bắp. Hai vị, làm phiền mở cửa ra, Andre từ bên hông lấy ra một khối hình thoi lệnh bài oa ở trong tay. Hai gã ngưng khí cao thủ nhìn mắt hình thoi lệnh bài sau, không có ra tiếng, liền thấy hai người phân biệt đi đến vách tường hai bên, cách xa nhau 30 mét khoảng cách, theo sau đồng thời ngự khí, sau đó một trường thật mạnh chụp ở trên vách đá, hai người động tác hoàn toàn tương đồng. Đương một trường này chụp thượng vách đá nháy mắt, một cổ vô hình khí lãng tự trên vách đá dâng lên, ngay sau đó, liền nghe một trận ầm vang tiếng vang, trước mặt liên tiếp thiên địa vách tường, đột nhiên từ trung gian vỡ ra, hướng hai bên chậm rãi di động. Nơi này máy móc, hoàn toàn dựa linh khí tới thúc dục, chỉ có ngưng khí cảnh trở lên hai gã cao thủ, đồng thời ra tay, mới có thể đem này mặt vách đá mở ra, thần ẩn hội mỗi một cái tiểu thế giới, đều là như thế. Andre tự cấp Trương Huyền giải thích đồng thời, lại lần nữa triển lãm một chút thần ẩn hội nội tình. Trước mặt vách đá, cũng không có xuất hiện quá lớn cái khe, chỉ lộ ra khoan 3 mét khoảng cách, miễn cưỡng đủ hai cái thành niên nam nhân sóng vai thông qua, đường này cái khe xuất hiện nháy mắt. Một cổ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, từ vách đá bên kia bay tới. Trương Huyền, ở phản tổ minh lưu lại thực nghiệm thể tiểu thế giới chung, chúng ta cấp này mệnh danh là Luyện Ngục. Chương 1000, Luyện Ngục giữa. Luyện Ngục, bị quan lấy âm trầm khủng bố chi danh. Địa ngục quân vương, không, địa ngục cũ vương các hạ, thả nhìn xem, này Luyện Ngục, cùng các người địa ngục, có gì bất đồng đi. Andre cười lớn một tiếng, một bước bước vào vách tường cái khe giữa. Trương Huyền nhìn mắt áo tang sau, đi theo Andre phía sau, đi vào. Vách đá phía sau, là một cái chật trội thông đạo, đen nhánh không thấy năm ngón tay, Trương Huyền có thể nghe được Andre ở phía trước truyền đến tiếng bước chân. Con đường này, bị chúng ta gọi sinh mệnh trạm kiểm soát, từ bước lên nơi này hướng trốn đi kia một khắc, cũng đã đem chính mình sinh mệnh không để ý, mà đương từ bên ngoài trở về bước vào nơi này thời điểm, này đáng giá chúc mừng, bởi vì có thể một lần nữa đạp trở về người, nhặt về một cái mệnh. Thông đạo cũng không trường, Trương Huyền cảm giác chính mình cũng liền đi rồi 5 phút tả hữu, liền nhìn đến một chỗ nguồn sáng từ phía trước truyền đến, hơn nữa theo khoảng cách đẩy mạnh, kia trong không khí mùi máu tươi, càng ngày càng nồng đậm. Đột nhiên gian, một đạo hàn mang đột nhiên từ trong thông đạo xuất hiện, thẳng đến Trương Huyền mà đến. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, bước chân không lùi, ngược lại một bước tiến lên, theo sau một quyền oanh ra. Trước mặt quá mức hắc ám. Trương Huyền cũng không pháp thấy rõ tập kích chính mình chính là ai, nhưng khẳng định không phải Andre. Trương Huyền này một quyền đánh ra, chỉ cảm thấy chính mình nắm tay chạm vào một cái cứng rắn vật thể. Ngay sau đó, một đạo chói tai tiếng kêu to từ Trương Huyền bên tai vang lên, giống như là quả đen cuồng loạn kêu to, phi thường khó nghe. Phanh! Một tiếng trầm vang truyền đến, tập kích Trương Huyền người, thật mạnh ngã ở thông đạo trên vách tường. Trương Huyền bước chân vừa động. Cả người như mũi tên rời dây cung giống nhau, thẳng đến đối phương mà đi. Trương Huyền có thể cảm giác ra, tập kích chính mình người, không phải kẻ yếu, không thể cho hắn thở dốc cơ hội, đây cũng là Trương Huyền cho tới nay đối đãi địch nhân thái độ. Đương Trương Huyền vào tới đối phương phụ cận khi, nương thông đạo cuối ánh sáng, mơ hồ thấy rõ đối phương bộ dạng, này vừa thấy, làm Trương Huyền đồng tử co rụt lại, đây là một cái dáng người thấp bé chu nho, thân cao không đến một mét, trường một trương người mặt. Bất quá mặt bộ đã hoàn toàn vặn vẹo, mũi hắn, liền cùng diều hâu giống nhau, cong một đạo câu ra tới, mà vừa mới đánh úp về phía chính mình kia đạo hàn mang, cũng không phải cái gì binh khí lợi chảo, mà là người này cánh tay, hắn, dài quá một đôi bọ ngựa cánh tay. Chi, đối phương lại xuất phát ra gầm lên giận dữ, lưỡi hái hai tay đột nhiên chiều Trương Huyền huy tới, ở múa may trong quá trình, chạm vào chung quanh vách đá, kia thành thực hòn đá, giống như mới vừa mài ra tới tiên đậu hủ giống nhau. Bị nhẹ nhàng cắt ra. Hừ, ngươi như vậy tồn tại,
chỉ bằng sớm một chút giải thoát siêu sinh. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Andre tùy tay vung lên, kim sắc trùng tia sáng hóa thành một cây tiểu châm, trực tiếp xuyên phá này quái vật đầu. Quái vật trong tay lưỡi hái, ở khoảng cách Trương Huyền thân thể không đến 30cm chỗ ngừng lại. Đến tận đây, Trương Huyền như cũng ngơ ngẩn nhìn trước mắt. Đây là phản tổ minh lưu lại thực nghiệm thể, bên trong dung hợp quả đen cùng bọ ngựa gen, loại này thực nghiệm thể, sinh mệnh lực cường hãn, lấy thịt thối vì thực. Andre bước nhanh đi tới, một chân đạp toái cái này thực nghiệm thể đầu. Làm xong này hết thảy sau, Andre vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, thế nào, nghe thấy ta nói, có phải hay không còn không cảm giác được cái gì, hiện tại chính diện nhìn thấy này đó thực nghiệm thể, có cái gì trực quan cảm thụ. Trương Huyền hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, không có mở miệng. Phản tổ minh phản nhân đạo hành vi, đã tích lũy mấy trăm gần ngàn năm, cái này tổ chức, nói là trên đời này ác độc nhất tồn tại cũng không quá, chúng ta tuy giết người, đoạt quyền, nhưng cũng làm không ra như vậy sự tới. Andre từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, đem bình khẩu vặn ra, từ bên trong đảo ra một ít bột phấn đến thực nghiệm thể thi thể thượng. Đường này đó bột phấn cùng thực nghiệm thể tiếp xúc nháy mắt, tức khắc liền bắt đầu đối thực nghiệm thể tiến hành hòa tan, giống như lộc đỉnh ký trung vi tiểu bảo sử dụng hóa thi phấn giống nhau. Ngắn ngủn mười mấy giây sau, khối này thực nghiệm thể hoàn toàn hóa thành một bãi nước đặc. Đem hắn lưu lại nơi này, hắn thi thể chỉ biết trở thành đồ ăn, đi thôi. Andre quay đầu, hướng cửa động đi đến. Trương Huyền đám người đuổi kịp. Đường đi ra cửa động trong nháy mắt, một cái trường người mặt, bối sinh điểu cánh sinh vật từ Trương Huyền trước mắt một lượt mà qua, tốc độ cực nhanh, mau đến Trương Huyền cũng chưa thấy rõ đối phương thân thể toàn cảnh. Phóng nhãn nhìn lại, Trương Huyền lúc này đứng ở một chỗ trên vách núi phía dưới, toàn là mật cây cối lâm, rừng rậm bên cạnh, từng khối hư thối thi thể ngang dọc tại đây, thi thể bên cạnh, một ít thú thân người mặt, hoặc là nhân thân thú mặt sinh vật, chính ghé vào thi thể bên, không ngừng gặm thực thi thể. Còn có một ít sinh vật, bò ở trên thân cây, không ngừng xé rách vỏ cây. Nơi này, chính là một cái hoàn toàn siêu thoát với hiện thực quái vật thế giới, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa, mỗi một con sinh vật hình thái, đều làm người không tự giác bốc lên nổi da gà. Một con liệp báo, trên mặt đất chạy vội, đột nhiên như là ngửi được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, chiều Trương Huyền bên này xem ra, lại là lộ ra một trương người mặt, hắn lộ ra thị huyết tươi cười, phát ra dã thú gào giống. Mở miệng, cùng xà tin giống nhau đầu lưỡi từ hắn khoang miệng giữa vươn, không ngừng run rẩy. Một con chim bay, chỉ có lớn bằng bàn tay, phi hành nhanh chóng, đụng vào một cây cao tới 30 mét, cành khô đến mười mấy thành niên nam nhân tay cầm tay mới có thể ôm lấy che trời trên đại thụ, trực tiếp đem thân cây đâm đoạn. Một con linh vượn, ở trên cây xê dịch, nhìn thấy kia chỉ chim bay, duỗi tay một chảo, trực tiếp đem chim bay nắm trong tay, sau đó mở miệng, lộ ra đầy miệng răng nanh. Đem toàn bộ chim bay nhét vào miệng mình, bắt đầu nhấm nuốt, máu tươi theo linh vượn khóe miệng chảy ra, linh vượn không thỏa mãn chép chép miệng, mãnh vừa nhấc đầu, theo dõi đứng ở vách đá biên Trương Huyền đám người. Andre đi đến Trương Huyền trước mặt, đưa lưng về phía vách núi, hướng Trương Huyền làm một cái phương Tây thân sĩ lễ nghi, hoan nghênh đi vào luyện ngục. Đường Andre trong miệng, kia ngục tự rơi xuống nháy mắt, phía trước còn ở trong rừng xê dịch linh vượn, đột nhiên thả người nhảy. Thân thể giống như một viên đạn pháo đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến Trương Huyền nơi địa phương vò tới. Trương Huyền bọn họ sở chạm cái này vách đá, khoảng cách mặt đất chừng 50 nhiều mễ cao, khoảng cách linh vượn sở nhảy lấy đà nhánh cây, càng là có 100 mét xa, linh vượn liền như vậy chiều bọn họ nhảy tới, đương nhảy đến nhất định độ cao khi, linh vượn sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi cánh, tự không trung lướt đi, nó mở ra bồn máu mồm to, răng gian còn tàn lưu vừa mới kia chỉ chim bay huyết nhục. Vừa rồi cách đến quá xa, Trương Huyền không có thấy rõ, đương linh vượn bay đến phụ cận khi, Trương Huyền mới phát hiện, này chỉ linh vượn, chừng 4 mét cao, chỉ là cánh tay, liền cùng chính mình đùi giống nhau thô. Ân, tinh tinh gen, còn hơi chút tiến hóa ra một chút ưng đặc thù, hai chân hẳn là mang chút nhảy nhện gen, hẳn là nhập khẩu này một khu vực vương giả đi. Andre bối tay đứng ở kia, đánh giá trước mặt linh vượn, không có một chút muốn ra tay ý tứ. Chương 1001 Tương thông. Mắt thấy linh vượn bay tới, Trương Huyền tay phải lòng bàn tay mở ra xuống phía dưới, bàn tay thuận kim đồng hồ xoay tròn nửa vòng, nhất quyền. Quyền phong nhéo, một đạo vô hình chi khí lấy Trương Huyền quyền tâm vì nguyên điểm, hướng bốn phía tản ra. Linh vượn đang ở giữa không trung giữa, múa may thô tráng cánh tay phải, một quyền chiều Trương Huyền bọn họ oanh tới, này linh vượn công kích, hoàn toàn là vô khác nhau,
trước mặt có ai, nó liền đánh ai. Tại đây đồng thời, Trương Huyền đồng dạng một quyền oanh ra, hắn nắm tay, cùng Linh Vượn nắm tay, sinh ra mãnh liệt va chạm. Đương hai người quyền tướng mạo đánh vào cùng nhau khi, từ bên cạnh xem, Trương Huyền nắm tay, có vẻ như vậy yếu ớt, giống như là trẻ con tay chạm vào người trưởng thành tay giống nhau. Một trận khí bạo lấy xong quyền tiếp xúc điểm vì trung tâm hướng chung quanh tản ra, đem Andre trên người lễ phục thổi bay. Một giây sau, Linh Vượn cùng Trương Huyền tương chạm vào cánh tay phải, phanh một tiếng bạo liệt mở ra. Máu tươi tảng lớn phun vãi ra. Linh Vượn trong mắt lộ ra nhân tính hóa kinh hãi, nó căn bản vô pháp nghĩ đến, trước mặt cái này nhỏ gầy sinh vật, thế nhưng có như vậy lực lượng cường đại. Linh Vượn sau lưng Ưng Dực cũng tại đây một khắc co rút lại lên. Toàn bộ thân thể chiều vách đá phía dưới nện xuống. Oanh! Một đạo trọng tiếng vang. Linh Vượn thật lớn thân hình từ 50 mét trời cao tài lạc, mang theo vô số bụi mù, mơ mơ hồ hồ giữa, có thể nhìn đến, Linh Vượn nửa cái thân mình, đều bị rơi nát như, vô số sinh vật từ một bên chen chúc mà đến, tranh đoạt Linh Vượn trên người huyết nhục cùng nội tạng. Andre nhìn phía dưới, mở miệng nói, này đó tiểu thế giới, sẽ theo vỏ quả đất vận động, dưới nền đất phát sinh rời đi. Có chút tiểu thế giới, ở thời gian sông dài hạ, hoàn toàn biến mất, mà cùng loại với hiện tại loại này tiểu thế giới, tắc đã sớm hình thành một bộ tự nhiên pháp tắc, phản tổ minh chạy trốn khi lưu lại thực nghiệm thể số lượng hữu hạn, đường này đó thực nghiệm thể chạy ra nhà giam sau, đường này phiến thổ địa sinh thái còn không có hoàn toàn tiến hóa hoàn thành khi, này đó thực nghiệm thể đồ ăn. Liền chỉ có đều là thực nghiệm thể đồng loại, chúng nó cho nhau cắn nuốt đối phương huyết nhục, cắn nuốt đối phương gen, do đó hoàn thành một loạt tiến hóa. Dần dần, sinh thái hư cảnh hình thành, chúng nó bản năng giao phối, sinh ra hậu đại, chiếm núi làm vua, này đó thực nghiệm thể tàn bạo ngươi cũng kiến thức tới rồi, nếu thật muốn làm chúng nó chạy đến trên mặt đất, sẽ đưa tới bao lớn tai nạn. Thế giới đại loạn cũng nói không chừng đi. Trương Huyền không có ra tiếng, hắn thả người nhảy, trực tiếp lạc hướng mặt đất. 50 mét trời cao, Trương Huyền ở tiếp xúc mặt đất là lúc, liền hai chân đều không có uốn lượn, liền như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó. Còn ở tranh đoạt Linh Vượn thi thể thực nghiệm thể nhóm, một chút liền chú ý tới cái này khách không mời mà đến, chúng nó không hẹn mà cùng dừng lại từng người động tác, đồng thời ngẩng đầu, chiều Trương Huyền xem ra. Giống. Ở một đạo tiếng giống giận chung, vô số thực nghiệm thể, chiều Trương Huyền nhào tới. Trương Huyền nhắm hai mắt, vô hình khí từ trong thân thể hắn phát ra mà ra, Trương Huyền áo trên không gió tự động, kia báo thân người mặt thực nghiệm thể vừa mới vọt tới Trương Huyền trước mặt. Đã bị một cổ cường đại dòng khí ném đi, mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tiểu nhai thượng, Andre, áo tang, cùng với Andre kia hai gã ngự khí cảnh đi theo giả đứng ở chỗ này, nhìn phía dưới chiến đấu. Hắn sức chiến đấu, viễn siêu cùng cấp bậc cao thủ, chỉ sợ tuyệt đại đa số hóa hình cảnh, đều không phải đối thủ của hắn đi. Andre nhìn Trương Huyền tại hạ phương chiến đấu, phát ra đánh giá. Bên dưới vực sâu, Trương Huyền phía sau, ngưng kết hổ hạc song hình hư ảnh. Cuồng bạo vô cùng, hắn muốn tự thể nghiệm một chút, này đó thực nghiệm thể sức chiến đấu, rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Áo tăng nghe Andre nói, không nói gì, hắn có thể nhìn ra tới, phía dưới Trương Huyền, đã ở cực lực che giấu thực lực của chính mình, áo tăng đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, nghi hoặc nói, người nói một chút, thế giới này giữa rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật, chúng ta hiện tại nơi địa phương, hiển nhiên là dưới nền đất chỗ sâu trong, lại có thể mọc ra nhiều như vậy rậm rạp đại thụ. Chỉ dựa vào thổ địa chất dinh dưỡng chỉ sợ không đủ đi. Andre cười khổ một tiếng, ngươi không cần cùng ta để thâm ảo như vậy vấn đề, loại đồ vật này, nơi nào là ngươi ta có thể tưởng minh bạch, thế giới này quá lớn, nhân loại tự xưng thế giới chủ nhân, bất quá là chiếm cứ lục địa diện tích mà thôi, nhưng lục địa diện tích cùng toàn bộ tinh cầu so sánh với, tính cái gì? Thí đều không tính, quá nhiều người ếch ngồi đáy giếng, căn bản không hiểu biết thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Ở áo tăng cùng Andre nói chuyện phiếm thời gian này, phía dưới chiến đấu, đã kết thúc. Trương Huyền nắm một nữ nhân cổ, nữ nhân này, từ bề ngoài xem, cùng thường nhân vô dị, tuổi ước 25 đến 26, lớn lên cũng là kiều mị khả nhân, thân xuyên lá cây chế thành quần áo, gợi cảm quyến rũ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nữ nhân này cũng không có hai chân, nàng nửa người dưới, là một cái thực vật rễ cây, trực tiếp từ dưới nền đất mọc ra từ. Phản tổ minh không riêng dùng người gen cùng động vật dung hợp, thậm chí đem thực vật cũng dung hợp đi vào. Trương Huyền nhéo nữ nhân cổ, trên tay dần dần tăng lớn lực lượng. Ra ngoài Trương Huyền dự kiến chính là, nữ nhân cũng không có như thế nào phản kháng, mà là rũ xuống hai tay,
ở nữ nhân trong mắt, Trương Huyền còn thấy được một mặt giải thoát thần sắc. Phát hiện này, làm Trương Huyền thân thể chấn động. Liền ở vừa mới, này đó thực nghiệm thể phản ứng, đã làm Trương Huyền có chút xem nhẹ một sự kiện, nhưng lúc này, nữ nhân này ánh mắt, làm Trương Huyền tức khắc hiểu ra lên, này đó thực nghiệm thể, đã từng cũng đều là nhân loại A. Cùng mãnh thú gen kết hợp, làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập bạo ngược, tràn ngập chém giết cùng kiếm ăn bản năng, nhưng bọn hắn, ban đầu, chỉ là nhân loại bình thường. Phản tổ minh, đem một cái cá nhân, biến thành như vậy bộ dáng. Trương Huyền ánh mắt lộ ra một tia thương hại, trên tay hắn dùng sức, trực tiếp bóp gãy nữ nhân cổ. Có lẽ, này đối với ngươi mà nói, cũng là loại giải thoát đi. Trương Huyền buông tay, nữ nhân thân thể, dừng ở trên mặt đất, ở nữ nhân trên mặt, xuất hiện, lại là mang theo tươi cười thần sắc. Phanh, 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 phanh. Bốn đạo tiếng vang liên tiếp vang lên, đứng ở phía trên Andre bốn người trước sau rơi xuống đất, hai gã ngự khí cảnh tùy tùng tự đâu nội lấy ra một cái chai, đem cái chai bột phấn từng cái sái tới rồi Trương Huyền chung quanh thực nghiệm thể trên người. Giống như lúc trước ở huyệt động phát sinh giống nhau, này đó thực nghiệm thể thi thể bắt đầu bị bột phấn hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi máu loãng. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Andre, cái này tiểu thế giới chung, có bao nhiêu như vậy thực nghiệm thể? Không rõ ràng lắm, Andre lắc lắc đầu, hắn như là biết Trương Huyền muốn hỏi cái gì giống nhau, tiếp tục nói, chúng ta là sớm tại mấy năm trước liền phát hiện cái này tiểu thế giới, cũng làm người tiến vào dọn dẹp quá, là đem nơi này thực nghiệm thể từ đầu tới đuôi rửa sạch cái sạch sẽ, theo sau chúng ta chờ đợi một năm thời gian, khi chúng ta cho rằng cái này tiểu thế giới đã có thể thích hợp cư trú thời điểm, đột nhiên phát hiện, nơi này lại tràn ngập thực nghiệm thể, chúng ta hoài nghi, ở kia đoạn thời gian, lại có một cái tiểu thế giới. Cùng nơi này tương thông, theo sau, chúng ta không còn có đi đến chỗ sâu trong quá. Chương 1002, Thập tử vô sinh cục. Andre nhìn xa này phiến rừng rậm phương xa, nơi này không gian, đại khái là 9.000 km vuông, so với chúng ta cư trú cái kia tiểu thế giới muốn tốt hơn rất nhiều, tài nguyên cũng càng thêm phong phú, chỉ tiếc, này rừng rậm chỗ sâu trong tồn tại, quá mức đáng sợ, 5 tháng trước, chúng ta tổ chức một lần tiến công. Lúc ấy xuất động 10 tên ngưng khí cảnh cường giả, hóa hình cảnh cùng ngự khí cảnh càng là nhiều đếm không xuể, cuối cùng, có hơn phân nửa lưu tại rừng rậm chỗ sâu trong. Andre đang nói này đó khi, trong mắt không tự giác toát ra cô đơn chi sắc, hiển nhiên, hắn nói cũng không phải lời nói dối. Trương Huyền tính một chút, 9.000 km vuông, tương đương với một cái ngân châu thị như vậy lớn. Bên trong sinh vật quá mức đáng sợ, gen cùng gen hỗn hợp. Bản thân chính là một loại phản nhân đạo cách làm, thứ nhất là quá trình ghê tởm, thứ hai, bực này vì thế ở bắt trước chúa sáng thế năng lực, cho nên, sinh ra hậu quả cực kỳ đáng sợ. Nói đến lúc này, Andre trên mặt cũng không khỏi lộ ra chút sợ hãi bộ dáng, những cái đó thực nghiệm thể trải qua lẫn nhau tàn sát, cắn nuốt, tiến hóa, cuối cùng có thể bảo tồn xuống dưới, tất cả đều là làm nhân tâm run tồn tại, ta đã từng gặp qua một cái thực nghiệm thể, hắn là hình người, lại có thể so với voi thân hình. Có liệp báo tốc độ, có con kiến lực lượng, hắn chiều dài mang cá, có thể ở dưới nước hô hấp, nhất đáng sợ chính là, hắn còn có được cùng nhân loại giống nhau tự hỏi năng lực, hơn nữa còn nắm giữ khí. Loại này sinh vật, theo ý ta tới, đã bước vào bán thần lĩnh vực. Trương Huyền hỏi, cuối cùng giết chết sao? Giết chết, Andre gật đầu, trận chiến ấy, chúng ta xuất động 37 danh ngưng khí cảnh cao thủ, hóa hình cảnh cùng ngự khí cảnh một cái không mang, cái loại này cảnh giới. Đi hoàn toàn chính là chịu chết, chẳng sợ ngay lúc đó ta, mới vào ngưng khí, nhìn thấy cái kia thực nghiệm thể thời điểm, trong lòng cũng chỉ thừa tuyệt vọng, cuối cùng chúng ta liều chết 12 danh ngưng khí cảnh cao thủ, còn lại người toàn bộ trọng thương, đem hắn dẫn tới mặt đất, lấy đạn đạo mới đưa này oanh thành mảnh nhỏ, đây cũng là hắn tồn tại thời gian lâu lắm. Trong đầu không có đạn đạo cái này sát khí khái niệm, nếu không chúng ta thật đúng là vô pháp đối phó hắn. Trương Huyền mày dần dần nhíu lại. Xuất động mười mấy tên ngưng khí cảnh cao thủ, thương vong vô số, còn dựa vào đạn đạo mới giết chết sinh vật. Trương Huyền nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu trong mắt hắn, lộ ra một mạt tò mò. Uy, người đây là cái gì ánh mắt? Áo Tang đi đến Trương Huyền bên cạnh, thấp giọng nói, người không phải là tưởng vào xem đi. Bằng không đâu, Trương Huyền hỏi lại một tiếng. Áo Tang đem tay đáp ở Trương Huyền trên vai, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu, miêu có 9 cái mạng. Ngươi nhưng chỉ có một cái. Trương Huyền cười một chút, ta mệnh có thể so miêu mệnh muốn ngạnh nhiều. Trương Huyền nói xong, dứt khoát chiều rừng rậm nội đi đến. Ngươi không thể đi, Andre duỗi ra tay,
đem Trương Huyền ngăn cản xuống dưới, nơi này hoàn cảnh, ngươi cũng gặp được, nói thật cho ngươi biết, chúng ta hiện tại vị trí cái này không gian, bất quá là ngầm 100 mét, phía trên thổ nhưỡng đã phi thường buông lỏng, không chút nào khoa trương nói, nếu phía dưới phát sinh điểm cái gì đại sự, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng đến hiện thế, nơi này liên tiếp một cái không biết tiểu thế giới, nơi đó có vô số mạnh mẽ thực nghiệm thể, một khi ảnh hưởng đến hiện thế, cái kia trách nhiệm, không phải ngươi ta có thể gánh vác khởi. Cho nên đâu, Trương Huyền nhún vai, ngươi muốn cho ta nói ra địa ngục 18 tầng bí mật. Không tồi, Andre ra tiếng, trong địa ngục đóng lại, tuy nói là cùng hung cực ác hạng người, nhưng bọn hắn cũng thực lực cường đại, nếu chúng ta có thể điều khiển bọn họ, liền có thể dễ dàng dọn sạch những cái đó thực nghiệm thể, đến lúc đó lại đưa bọn họ quan trở về cũng không sao. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ta nói Andre khống chế sử đại nhân, hai ta có thủ oán sao? Andre sửng sốt, không rõ Trương Huyền vì cái gì hỏi như vậy, hắn lắc lắc đầu, không có. Kia có oán sao? Cũng không có. Nếu ta cùng với các hạ không oán không thù, các hạ vì sao phải đem ta coi như một cái khở phê? Trương Huyền chớp chớp mắt, trong mắt toàn là tò mò, lại đem những người đó đưa về địa ngục lý do thoái thác, người cũng không biết xấu hổ nói ra. Những người đó cụ thể muốn xử lý như thế nào, sẽ tiến hành thương nghị, nhưng hiện tại, đem trước mắt sự tình giải quyết mới quan trọng nhất, không phải sao? Andre khuyên nhủ, chẳng sợ mặt sau thật đã xảy ra cái gì, cũng là chúng ta nhân loại cho nhau tranh, mà không phải nhìn này đó quái vật tàn sát bừa bãi. Kia khống chế sử đại nhân, ngươi liền kỳ vọng ta không cần chết hảo. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, theo sau một cái lắc mình, cả người chiều rừng rậm giữa phóng đi. Ngươi, đi theo Andre hai người tức khắc cả kinh, nhấc chân liền phải đuổi theo đi. Đừng đuổi theo, tiểu tử này là cố ý không nghĩ cho chúng ta nói vài thứ kia, trốn tránh chúng ta đâu. Andre sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Trương Huyền bay vút mà đi bóng dáng, hiện tại về địa ngục bí mật, là hắn lớn nhất dựa vào, hắn biết, một khi hắn đem mấy thứ này nói, hắn tồn tại ra không được, đơn giản liền tưởng cùng chúng ta đánh lâu dài, bất quá hắn tưởng chơi, khiến cho hắn đi chơi, ta xem hắn, có thể tại đây luyện ngục bên trong, căng bao lâu. Andre nói chuyện thời điểm, một chút đều không kiêng dè một bên áo tang. Áo tang lắc lắc đầu, không có ra tiếng, hắn có thể làm, đã toàn làm, Trương Huyền hiện tại sở nắm giữ bí mật, sẽ làm toàn bộ thần ẩn hội vì này điên cuồng, thần ẩn hội thật muốn động Trương Huyền, đừng nói áo tang, liền tính là sở tranh tới, cũng bảo không dưới Trương Huyền, hiện tại Trương Huyền có thể dựa vào, chỉ có chính hắn. Trương Huyền ở rừng rậm giữa bay vút, hắn trong lòng tưởng, đích xác chính là Andre nói như vậy. Trương Huyền đích xác không dám cùng Andre trở về, hắn khẳng định, chính mình hiện tại nếu không chạy, vậy tuyệt đối chạy không thoát. Thần ẩn hội vẫn luôn đều nhìn chằm chằm chính mình, muốn 18 tầng địa ngục bí mật, nhưng kia bí mật rốt cuộc là chuyện như thế nào, Trương Huyền trong lòng rõ ràng minh bạch, hoàn toàn chính là chính mình bịa đặt ra tới. Hắn lựa chọn tới thần ẩn hội, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu chính mình không tới, trước không nói Lâm gia người có thể hay không lọt vào thần ẩn hội độc thủ. Kia kiến ở địa ngục nhà giam bên Quang Minh đảo, tuyệt đối gặp mặt Lâm tai họa ngập đầu. Này một chuyến, Trương Huyền tất tới. Nhưng tới, không đại biểu là muốn tới chịu chết. Đem thập tử vô sinh, biến thành cửu tử nhất sinh, đây là Trương Huyền có thể dưới mặt đất thế giới xưng vương nguyên nhân, không có sinh cơ, vậy chính mình sáng tạo sinh cơ. Hơn nữa, Trương Huyền trong lòng có một cái nghi hoặc, ở nhìn thấy những cái đó thực nghiệm thể khi, liền vẫn luôn quanh quẩn trong lòng. Lúc này đây, nhất định phải làm cái minh bạch. Rừng rậm rất sâu, nơi này thổ địa diện tích có 9.000 km vuông, đối với người thường tới nói, là rất lớn không gian, nhưng đối với Trương Huyền bực này cường giả mà nói, nếu thật sự nguyện ý, nhưng bằng vào sức của đôi bàn chân, ở quá ngắn thời gian nội, đo đạc đến này phiến thổ địa cuối. Dọc theo đường đi, Trương Huyền gặp rất nhiều thực nghiệm thể, này đó thực nghiệm thể đều không ngoại lệ, đều tràn ngập thú tính, thả bề ngoài đa dạng hóa. Năng lực cũng nhiều có bất đồng, nhưng đều còn vô pháp uy hiếp đến Trương Huyền. Đến nỗi Andre nói cái loại này làm 10 tên ngưng khí cường giả cùng vô số hóa hình ngự khí cường giả lưu lại hơn phân nửa khủng bố tồn tại, Trương Huyền tạm thời còn không có nhìn thấy, hắn cũng không nghĩ nhìn thấy. Chương 1003, sinh cơ hội. Một cái chi tiết, khả năng sẽ quyết định một việc thành bại. Trương Huyền là một cái phi thường giỏi về quan sát chi tiết người, đây là hắn cho tới nay thói quen. Lúc này đây, Trương Huyền chạy tiến rừng rậm giữa, đều không phải là một đầu nhiệt huyết chát tiến vào, quang muốn tránh, nếu vẫn luôn trốn, có thể trốn đến nào đi đâu.
Ở tử quán cùng Andre nói chuyện phiếm thời điểm, Trương Huyền sẽ theo bản năng đi nghe một ít lính đánh thuê nói chuyện phiếm, tuy rằng lúc ấy hắn không biết những cái đó lính đánh thuê nói chính là thật là giả, nhưng thói quen tổng hội làm hắn đi bắt giữ một ít tin tức. Chính là ở này đó tin tức giữa, làm Trương Huyền tìm được rồi một cái sinh khả năng, một cái có thể ở thần ẩn hội, cùng khống chế sự Andre đối kháng khả năng. Áo tăng cấp Trương Huyền đại thể giảng giải quá thần ẩn hội thể chế quan hệ. Nếu lấy một cái tập đoàn công ty tới so sánh, khống chế sự tồn tại, tương đương với một cái vượt quốc tập đoàn, ở mỗi một quốc gia đại khu giám đốc, địa vị siêu phàm, cái này quốc gia sở hữu công nhân đều phải xem cái này đại khu giám đốc sắc mặt. Bất quá ở đại khu giám đốc phía trên, còn có một cái tổng giám đốc chức vị, cái này tổng giám đốc, ở thần ẩn hội, bị gọi là chủ giáo. Trương Huyền kết hợp ở tử quán nội nghe được nội dung, cùng với Andre vừa mới cho hắn theo như lời, đến ra một sự thật. Ở nửa năm trước, thần ẩn hội sở dĩ tập kết 10 tên ngưng khí cường giả, bao nhiêu hóa hình cảnh cùng ngự khí cảnh cao thủ, tiến đến này luyện ngục, đều không phải là muốn dọn dẹp cái này luyện ngục, mà là muốn tìm người. Phụ trách quản lý thần ẩn hội khu vực này giáo chủ nhi tử, rơi vào cái này luyện ngục giữa, nhưng này luyện ngục bên trong quá mức khủng bố, lúc trước như vậy nhiều cao thủ cũng chưa có thể thành công đánh hạ, mọi người nhất trí cho rằng, cái kia giáo chủ nhi tử, khả năng đã chết mất. Nhưng ở 3 ngày trước, có người tiến vào săn giết bên cạnh thực nghiệm thể thời điểm, phát hiện một chương mang huyết tờ giấy thượng viết có minh xác ngày, thả xác định, cái kia tờ giấy, chính là giáo chủ nhi tử thông qua nào đó phương thức truyền ra tới, nói cho bên ngoài người, hắn còn chưa có chết. Nhưng lúc trước như vậy nhiều cao thủ đi vào đều lưu lại hơn phân nửa, bình thường lính đánh thuê thợ săn nào dám đi cứu. Hiện tại, Trương Huyền mục tiêu, chính là cái kia giáo chủ nhi tử. Cái kia giáo chủ vì cứu chính mình hài tử, sử dụng 10 mấy tên cao thủ xông vào nơi này, chẳng sợ đã chết như vậy nhiều người đều sẽ không tiếc, đủ để thấy con của hắn ở trong lòng hắn tầm quan trọng, nếu Trương Huyền có thể đem người cứu ra, lần này ở thần ẩn hội, cũng nhiều chút tư bản. Trương Huyền này một đường, nhìn như ở bay vút, trên thực tế, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở cẩn thận quan sát, lấy cầu có thể tìm được cái gì dấu vết để lại. Nhưng nơi này thật sự là quá lớn, thả rừng rậm mọc thành cụm, thực nghiệm thể hoành hành, muốn tìm một cái trốn tránh lên người, thật sự là khó. Trương Huyền từ tiến vào lúc sau, liền vẫn luôn đếm kỹ thời gian, hắn phát hiện, nơi này cũng không có cái gì ban ngày đêm tối, ở cái này tiểu thế giới bên ngoài, giống như có nào đó sáng lên vật chất bao vây, làm nơi này trước sau đều bảo trì một loại ánh sáng lược hiện tối tăm, nhưng sẽ không quá ảnh hưởng tầm mắt trình độ. Trương Huyền vô pháp khẳng định, loại này bao vây ở tiểu thế giới ở ngoài vật chất là cái gì, rốt cuộc là phản tổ minh lựa chọn một cái tiểu thế giới, lợi dụng loại này vật chất. Vẫn là có loại này vật chất ngầm không gian, tài năng bị hình thành tiểu thế giới cơ bản nhân tố. Vấn đề này ở Trương Huyền trong đầu chợt lóe rồi biến mất, này không phải hắn lúc này yêu cầu tự hỏi đồ vật, nếu thực sự có khả năng, về sau sẽ tìm được một cái tiểu thế giới, làm tương lai đi hảo hảo nghiên cứu. Ở bay nhanh chạy vội trong quá trình, Trương Huyền phát hiện chính mình ở không ngừng phát run, loại cảm giác này, đã không biết có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, này không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Có người từng nói qua, trên thế giới này, có thể thành công người, tất cả đều là kẻ điên, bọn họ có một loại thường nhân không có chấp nhất, có một loại thường nhân không có phấn khởi, bọn họ thích tìm kiếm kích thích, thường nhân theo đuổi kích thích, đến từ chính lần lượt kết xù đầu tư, nhà thám hiểm theo đuổi kích thích, đến từ chính lần lượt hướng chết mà sinh. Trương Huyền có thể ngồi trên địa ngục quân vương chi vị, có thể sáng tạo quang minh đảo, có thể lật đổ vương sẽ thống trị, đã nói lên, hắn không phải một cái an phận người. Hắn theo đuổi một loại kích thích, đó là một loại có thể làm adrenaline điên cuồng tiêu thăng kích thích. Giống một con mãnh hổ đột nhiên nhào hướng Trương Huyền, mãnh hổ bề ngoài cùng bình thường lão hổ tương đồng, chỉ là càng thêm cao lớn, thân cao tiếp cận 2 mét, chiều cao càng là đạt tới 4 mét nhiều, chỉ lực lượng cực kỳ khủng bố, tốc độ càng là dọa người, so Trương Huyền tốc độ cao nhất lên đường, còn muốn mau nhiều. Trương Huyền nguyên bản đã ngưng kết khí xoáy tụ, ở chú ý tới này mãnh hổ tốc độ sau, trong tay hắn khí xoáy tụ đột nhiên tản mất, giống như một cái gian thương giống nhau, nhìn chằm chằm hướng này chỉ mãnh hổ. 5 phút sau, Trương Huyền cưỡi ở một đầu có 2 mét cao mãnh hổ thượng, xuyên qua ở rừng rậm gian. Này chỉ mãnh hổ, hiển nhiên tại đây vùng có không nhỏ uy thế, rất nhiều thực nghiệm thể ở nghe được mãnh hổ thanh âm thời điểm, liền bay nhanh tháo chạy. Nguyên bản hung tàn mãnh hổ, giờ phút này giống như một con ngoan ngoãn miêu mễ, bị Trương Huyền bắt lấy trên cổ da thịt. Trương Huyền chiều bên kia dùng sức,
nó liền chiều bên kia chạy, có này chỉ mãnh hổ coi như tọa kỵ, Trương Huyền có thể cho thăm dò tốc độ càng mau, cũng càng thêm tiết kiệm thể lực. Mãnh hổ đi qua ước nửa giờ sau. Đình, Trương Huyền đột nhiên vừa uống, cùng lúc đó, một cổ vô hình chi khí trói buộc mãnh hổ tứ chi, mãnh hổ mất đi trọng tâm, một đầu hướng phía trước phương tài đi. Trương Huyền nhẹ nhàng nhảy, từ mãnh hổ trên người nhảy lên, theo sau uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở một cây đại thụ trước. Thô tráng trên thân cây, Trương Huyền nhìn đến liên tiếp anh văn. Ta là địch kéo khắc, thấy được thỉnh liên hệ ta. Tại đây xuyến anh văn phía dưới, có một cái mũi tên, nói rõ phương hướng. Ở cái này tiểu thế giới, không có gió cát, không có xuân hạ thu đông biến ảo, Trương Huyền cũng không biết nơi này thảm thực vật sinh trưởng quy luật, cho nên cũng không pháp dựa vào này trên thân cây tự thể dấu vết tới phân biệt này rốt cuộc là khi nào nhắn lại, thậm chí liền cái này địch kéo khắc có phải hay không chính mình lần này người muốn tìm đều không rõ ràng lắm. Bất quá đối với hiện tại Trương Huyền tới nói, hắn cũng không có gì quá tốt lựa chọn, cởi bỏ trói buộc mãnh hổ tứ chi khí xoáy tụ, vỗ vỗ mãnh hổ đầu, chiều mũi tên sở chỉ phương hướng đi đến. Mãnh hổ thành thành thật thật đi theo Trương Huyền phía sau. Trương Huyền theo mũi tên đi trước, cơ hồ mỗi đi 5 mét, đều sẽ nhìn đến địch kéo khắc lưu lại chữ, đồng dạng còn có mũi tên vì Trương Huyền chỉ dẫn con đường. Trương Huyền vẫn luôn theo này mũi tên đi trước. Giống, vẫn luôn đi theo Trương Huyền bên cạnh mãnh hổ, đột nhiên phát ra một đạo tiếng hô, theo sau ô ô kêu hai tiếng. Động vật họ mèo phát ra như vậy thanh âm, đại biểu, là sợ hãi. Trương Huyền mãnh vừa nhấc đầu, ở phía trước cách đó không xa, hắn thấy được một cái ba lô, lẳng lặng nằm ở một thân cây làm hạ, ba lô phía trên, viết có địch kéo khắc ba chữ, ba lô chung quanh, nơi nơi đều là vết máu. Này, Trương Huyền đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn ngửi được một cổ hơi thở nguy hiểm, kia hơi thở, liền ở chính mình phía sau. Một cổ khí xoáy tụ chậm rãi ở Trương Huyền trong tay ngưng tụ. Ở Trương Huyền cảm thấy sau lưng chợt lạnh khi, bỗng nhiên phất tay. Cũng không thèm nhìn tới, liền hướng phía sau đánh ra kia nói khí xoáy tụ. Chương 1004, tuổi nhỏ ba xà. Trương Huyền bên cạnh mãnh hổ, phát ra một tiếng giống, toàn bộ thân thể về phía trước chạy trốn, từ đầu tới đuôi, căn bản là không có phản kháng ý tứ, có thể thấy được từ sau lưng đánh lén Trương Huyền đồ vật, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, chỉ bằng vào hơi thở, liền dọa chạy một con tăng mạnh bản rừng cây mãnh thú. Trương Huyền một trường phách về phía sau. Chỉ cảm thấy một cổ lực phản chấn truyền đến, ngạnh sinh sinh đem Trương Huyền đánh bay đi ra ngoài mấy thước, cũng sấn này thoát đi đối phương công kích phạm vi. Đương Trương Huyền lại lần nữa đứng vững khi, mới thấy rõ đánh lén chính mình, rốt cuộc là cái thứ gì. Đây là một cái cự mãng. Tuyệt đối xưng được với là một cái cự tự. Kia hình tam giác đầu, đều mau theo kịp mãnh hổ nửa cái thân hình, trong miệng thốt ra xà tin, so Trương Huyền cánh tay đều phải thô, hai chỉ tam giác mắt tản ra hàn ý. Cự mãng quấn quanh ở trên thân cây, nó vẫn luôn giấu ở trên ngọn cây phương, thể trường ít nhất có 10 mét. Cự mãng trên người, mọc đầy vảy cá giống nhau vảy, một cổ tanh hôi khí vị từ cự mãng trong miệng phát ra. Ba lô đương mồi, người ở mặt trên mai phục, nhìn dáng vẻ, người đã cụ bị nhất định tự hỏi năng lực A. Trương Huyền cả người khí cơ kích động, này chỉ cự mãng, làm hắn cảm nhận được nguy cơ. Cự mãng phát ra tê tương đương tê tiếng động. Tàn nhẫn tam giác mắt nhìn chằm chằm Trương Huyền mấy giây sau, bỗng nhiên thăm dò chiều Trương Huyền cắn xé mà đến. Cự mãng tốc độ thực mau, giống như một viên đạn pháo, cơ hồ ở giây lát gian, liền tới đến Trương Huyền trước mặt, đây là một con điện ảnh trung tiền sử cự mãng, đã thoát ly thực nghiệm thể phạm trù. Trương Huyền có tâm phải thử một chút này cự mãng uy lực, không những không tránh, ngược lại huy quyền chiều cự mãng trên đầu oanh đi. Đối mặt loại này cự thú, không có gì vật lộn kỹ xảo. Chỉ có cứng đối cứng. Lấy Trương Huyền thực lực tới nói, cho dù là một đầu voi, hắn này một quyền đi xuống, không chút nào khoa trương nói, có thể đem này đầu voi nhẹ nhàng đánh nghiêng. Nhưng hiện tại, đương này một quyền oanh ở cự mãng trên đầu thời điểm, Trương Huyền chỉ cảm thấy chính mình hám thượng, không phải cái gì sinh vật, mà là một tòa núi lớn. Một cổ mãnh liệt lực phản chấn từ cự mãng trên đầu truyền đến, cự mãng xà tin, đã chiều Trương Huyền trên người quấn quanh mà đến. Không tốt. Trương Huyền bước chân dùng sức một chút, cả người nhanh chóng chiều phía sau lao đi, tránh thoát cự mãng thổi quét mà đến xà tin. Một quyền đi xuống, cự mãng lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là Trương Huyền, cảm giác hai tay bị chấn đến đau nhức. Ở cự mãng làn da tầng ngoài, có một tầng cường hữu lực cái lồng khí bảo hộ, này chỉ cự mãng, cũng có thể thúc dục khí. Tuy rằng,
ở phía trước Trương Huyền đã nghe Andre nói lên nào đó cường đại thực nghiệm thể năng đủ ngự khí khi, nhưng hiện tại chính mắt vừa thấy, như cũ làm hắn kinh hãi không thôi, như thế một con quái vật khổng lồ, lại có thể ngự khí, khủng bố tuyệt luân. Bên này, hướng bên này chạy. Một cái tinh chuẩn châu Âu khẩu âm từ một bên truyền đến, Trương Huyền quay đầu vừa thấy, liền thấy một người 20 mấy tuổi liên quốc thanh niên, một đầu kim hoàng tóc dài nhão dính vào trên đầu, chính tránh ở một thân cây hạ, không ngừng chiều chính mình phất tay, hắn căn bản là không phát hiện này thanh niên là khi nào tiếp cận. Địch Kéo Khắc, Trương Huyền nghi hoặc nhìn thoáng qua. Địch Kéo Khắc đã chết, ngươi là ta ba phái tiến vào tìm ta đi, mau tới, này chỉ đại xà lần trước cắn chết ba gã ngưng khí cảnh, đánh không lại. Thanh niên vẻ mặt nôn nóng nói. Trương Huyền chỉ là hơi tự hỏi, liền hướng thanh niên nơi địa phương chạy tới. Cự mãng thấy Trương Huyền muốn chạy trốn, thế nhưng phát ra một tiếng rít gào, chiều Trương Huyền đuổi theo, phi thường không muốn làm này vừa thấy tới tay con mồi chạy trốn. Cự mãng phát ra này tiếng huyết gió tựa ưng tựa hổ, tuyệt phi xà có thể phát ra, phân tán tại đây trong rừng thực nghiệm thể, ở nghe được này tiếng huyết gió là lúc, tất cả đều phủ phục trên mặt đất, run bần bật. Cự mãng tốc độ cực nhanh, so Trương Huyền còn muốn mau thượng vài phần. Mau, nó tới, mau a, hướng này chạy, tóc vàng thanh niên nôn nóng quát. Trương Huyền chạy ra vài bước mới thấy rõ, ở thanh niên dưới chân, có một cái hốc cây. Khó trách này thanh niên có thể vô thanh vô tức đi vào nơi này. Đi, Trương Huyền lại lần nữa phát lực, tốc độ bỗng nhiên đề cao một đoạn, ở cự mãng sắp cắn được hắn khi, bắt lấy thanh niên, phi thân chui vào hốc cây giữa. Cự mãng mắt thấy tới tay đồ ăn trốn đi, phẫn nộ quấn quanh thân cây, này chừng đường kính 5 mét thô đại thụ, ngạnh sinh sinh bị cự mãng nhổ tận gốc, đường cự mãng đem này cây rút khởi sau, sớm đã không thấy con mồi bóng dáng, chỉ còn một cái chừng 3 mét khoan cửa động. Nhìn cái này cửa động, cự mãng trong mắt, thế nhưng lộ ra thần sắc sợ hãi, ở cửa động xoay quanh nửa ngày, cũng không dám đi vào. Trương Huyền cùng tóc vàng thanh niên đi ở một cái chật trội tiểu đạo giữa, đương Trương Huyền chui vào hốc cây sau, phát hiện kia căn bản là không phải một cái bình thường hốc cây, mà là một cái ngầm thông đạo nhập khẩu. Ta kêu Đường Hào, người tên là gì a? Tóc vàng thanh niên vừa đi, một bên hướng Trương Huyền mở miệng, người hẳn là hẻ oi bức người đi. Trương Huyền gật gật đầu. Tên của ngươi là cái hẻ oi bức tên. Đúng vậy, ngươi đừng nhìn ta là liên người trong nước, nhưng ta đặc thích hẻ oi bức văn hóa, cho nên ta gạt trong nhà, trộm sửa lại quốc tịch, cũng lấy một cái hẻ oi bức tên, Đường Hào, tên này thế nào, rất êm tai đi. Ta nghiên cứu hẻ oi bức văn hóa, tên này ngụ ý thực hảo đâu. Đường Hào vẻ mặt tự hào. Trương Huyền không có ngoại ý muốn cái gì, hiện tại hẻ oi bức văn hóa, đã chậm rãi đi hướng toàn thế giới. Sửa đổi quốc tịch đến hẻ oi bức cũng không giống trước kia như vậy hiếm lạ. Trương Huyền hỏi, đúng rồi, người ba là cái gì giáo chủ đi? Những cái đó cầu cứu tờ giấy cũng là người truyền ra đi. Đúng vậy, Đường Hào ra tiếng, ta tìm tới một ít thịt thối treo ở ngọn cây, đem tờ giấy treo ở thịt thượng, những cái đó sẽ phi thực nghiệm thể một khi kiếm ăn, liền sẽ đem tờ giấy mang theo, bay về phía các nơi, nơi này tuy rằng đại, nhưng ta lưu lại tờ giấy càng nhiều. Luôn có thể truyền tới nhập khẩu, thế nào, ta ba lần này mang theo bao nhiêu người tới? Có thể đánh tiến vào sao? Người ba không có tới. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta là nhìn đến người cầu cứu tin tức, tới cứu ngươi. A, Đường Hào vừa nghe lời này, lộ ra vẻ mặt thất vọng biểu tình, liền ngươi một người a. Kia xong rồi, chúng ta ra không được, vừa mới ngươi tiến vào con đường kia, chính là tuổi nhỏ ba xà lãnh địa, nó cố ý đem ngươi bỏ vào tới. Hiện tại nghĩ ra đi liền khó khăn. Trương Huyền trong lòng giật mình, ngươi nói cái gì, ba xà? Ba xà cái này giống loài, là ghi lại với hẻ oi bức Sơn Hải Kinh giữa thượng cổ dị thú. Đúng vậy, Đường Hào dùng sức gật gật đầu, thành niên ba xà, hình thể thật lớn, một ngụm nhưng nuốt vào một con voi, vừa mới cái kia, bất quá mới 10 mét trường, vẫn là tuổi nhỏ giai đoạn lạp. Trương Huyền cảm giác chính mình nghe như lọt vào trong sương mù, người từ thư thượng xem. Cũng coi như là đi, Đường Hào sờ sờ cái gáy, theo sau chỉ thông đạo phía trước, nguyên bản cái này tiểu thế giới bị quét sạch, kết quả bởi vì vỏ quả đất vận động nhân tố, lại cùng một cái khác tiểu thế giới dung hợp ở cùng nhau, ta lúc ấy chạy trốn thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện cái này thông đạo, hẳn là cái kia tuổi nhỏ ba xà làm ra tới, bất quá nó rất sợ bên trong đồ vật, không dám theo vào tới. Chương 1005, tái hiện. Bên trong đồ vật. Trương Huyền híp mắt nhìn về phía thông đạo chỗ sâu trong, có thể làm cái kia cự mãng kiêng kỵ tồn tại, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ.
Trương Huyền hiện tại đối cái này tiểu thế giới nghi hoặc, càng ngày càng nhiều. Nếu phản tổ minh riêng là lấy nhân loại gen cùng mặt khác sinh vật gen dung hợp, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy hình thể thật lớn mãnh thú? Liên khí đều có thể nắm giữ. Đường Hào tiếp tục mở miệng, ở bên trong, có một cái phòng thí nghiệm, bên trong ghi lại rất nhiều thực nghiệm thể tư liệu, người đi nhìn sẽ biết, ta cũng là ở kia nhìn đến. Trương Huyền đi theo Đường Hào một đường đi phía trước, Trương Huyền phát hiện, này trong thông đạo, có rất nhiều dùng quá đồ hộp cùng nước khoáng. Phản tổ minh cái kia phòng thí nghiệm vứt bỏ thời gian hẳn là không phải rất dài, bên trong có rất nhiều hiện đại hóa đồ vật, còn có đại lượng lương thực cùng thủy dự trữ, cho nên ta mới có thể sống đến bây giờ, ta mỗi ngày đều sẽ chạy ra nhìn xem. Đường Hào một bên dẫn đường, một bên cấp Trương Huyền giải thích tình huống nơi này. Đường Hào nói cho Trương Huyền, phản tổ minh lưu lại phòng thí nghiệm, có một loại kỳ quái nguồn năng lượng thể, cái kia nguồn năng lượng thể năng lượng dự trữ có thể so với nhà máy năng lượng nguyên tử. Làm phòng thí nghiệm nội phần lớn khí giới đều có thể bình thường vận chuyển, trừ bỏ những cái đó đã hoàn toàn hư hao. Cũng may cái kia phòng thí nghiệm, 90% theo dõi phương tiện đều là tốt, có thể làm Đường Hào tránh đi tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Trải qua này mấy tháng thăm dò, Đường Hào cũng đại khái làm rõ ràng nơi này khu vực phân bố tình huống. Mỗi một cái khu vực, đều có một cái bá chủ cấp bậc tồn tại, có bá chủ địa phương, tài nguyên liền sẽ tương đối phong phú một ít, mà không có tài nguyên địa phương. Chỉ có chút bình thường thực nghiệm thể, Đường Hào làm giáo chủ nhi tử, tự nhiên cũng là từ nhỏ đã chịu hun đúc. Tuy rằng không có quá cường, nhưng cũng không phải cái gì kẻ yếu, có mới vào ngự khí thực lực, chỉ cần không đi trêu chọc những cái đó chiếm cứ tài nguyên bá chủ, ở bình thường thực nghiệm thể diện trước, tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề. Ở Đường Hào cấp Trương Huyền giới thiệu này đoạn công phu, hai người đã muốn chạy tới cái này ngầm thông đạo cuối, rốt cuộc hai người đều là ngự khí cao thủ, sức của đôi bàn chân thực mau. Thông đạo cuối, che ở Trương Huyền phía trước, chỉ có cứng rắn nham thạch vách tường, ở Trương Huyền trên đỉnh đầu, có một cái thông đạo. Đường Hào thả người nhảy, nhảy vào phía trên. Ca, người đi lên đi. Trương Huyền cũng nhẹ nhàng nhảy, này phía trên, là một cái thật lớn phòng thí nghiệm. Trương Huyền ra tới sau trước tiên chính là nhìn chung quanh cảnh vật chung quanh, hắn phát hiện, chính mình hiện tại vị trí, là ở một cái thật lớn nhà giam, này nhà giam hoàn cảnh. Giống như là vườn bách thú chăn nuôi lão hổ địa phương, có một tòa núi giả, một vuông hồ nước, chung quanh dùng hàng rào sắt phong kín, hàng rào bên ngoài, là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Nguyên bản núi giả đã hủy diệt rồi một nửa, hồ nước cũng bởi vì trường kỳ có lá rụng phiêu hạ trồng chất, hư thối trầm đế, chậm rãi biến thành đầm lầy, phát ra một cổ tanh tưởi. Đường Hào nói, này nguyên bản là chăn nuôi ba xà địa phương, bất quá phòng thí nghiệm từ bỏ sau, ba xà cũng liền chạy. Đường Hào đi đến lồng sắt trước cửa, từ trong túi móc ra một chương công tác bài, ở lồng sắt thượng soát một chút. Tích, một tiếng, lồng sắt cửa mở, Đường Hào khi trước đi ra ngoài. Trương Huyền đi theo Đường Hào phía sau, đường đi ra lồng sắt, Trương Huyền mới phát hiện, này ở lồng sắt bên ngoài, căn bản không phải cái gì thảo nguyên, chính mình ở lồng sắt thấy, bất quá là một đống giả thuyết hình ảnh thôi, lồng sắt bên ngoài, chính là một cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn phòng thí nghiệm, từ phòng thí nghiệm nội. Có thể rõ ràng nhìn đến lung nội phát sinh hết thảy, còn có một cái màn hình, giám sát lung nội nhiệt độ không khí từ từ số liệu. Trương Huyền nhìn chung quanh một vòng, toàn bộ phòng thí nghiệm, đại khái có 3.000 bình phương, vô số đài tinh vi dụng cụ bày biện ở phòng thí nghiệm chung, ở cái này phòng thí nghiệm chung quanh, tràn ngập đủ loại nhà giam, mỗi một đài giám sát dụng cụ trước, còn có đối nhà giam sinh vật giới thiệu. Trương Huyền ở phòng thí nghiệm vòng một vòng, kia nhà giam sinh vật, hoặc là chính là chạy. Hoặc là chính là đã chết, chỉ còn thi cốt. Trương Huyền định đang ở một đài kiểm tra đo lường dụng cụ trước, này kiểm tra đo lường dụng cụ đối với nhà giam, là một cái hồ, hồ nước sớm đã vẩn đục, dụng cụ bên dán một cái bức họa, trên bức họa là một con trường cánh cá, bên cạnh còn có giới thiệu. Lùa cá, cá thân điểu cánh, thanh tựa uyên ương. Trương Huyền lẩm bẩm niệm ra phía trên giới thiệu, lại nhìn về phía bên cạnh kiểm tra đo lường dụng cụ. Cái này dụng cụ đối ứng nhà giam rất lớn, nhà giam tất cả đều là núi đá, này núi đá đều không phải là núi giả, dụng cụ bên cũng treo một bức bức họa, trên bức họa là một con mã thân hắc đuôi, chiều dài lão hổ móng vuốt dị thú. Bác, con ngựa trắng thân hắc đuôi, sinh lần đầu đơn giác, khẩu sinh hổ răng, lấy mãnh thú vì thực. Trương Huyền ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên, này mặt trên sở giới thiệu dị thú, hắn phi thường quen thuộc. Là Sơn Hải Kinh. Đường Hào từ một bên đi tới, ca, người thân là hẻ oi bức người, hẳn là biết Sơn Hải Kinh đi, phản tổ minh bồi dưỡng dị thú,
toàn bộ đều là dựa theo Sơn Hải Kinh bên trong tới đào tạo dung hợp. Bọn họ phân tích Sơn Hải Kinh nội dị thú gen, làm ra này đó thực nghiệm thể. Cho tới nay, ta đều cho rằng, Phản Tổ Minh chỉ là muốn làm một ít người cùng động vật sinh vật thực nghiệm, chế tạo nào đó sinh vật binh khí. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy a, ca, ngươi cùng ta tới. Đường Hào mang theo Trương Huyền, đi vào phòng thí nghiệm trung tâm có một cái cầu thang xoắn ốc, có thể đi thông lầu 2. Cái này phòng thí nghiệm tổng cộng có 4 tầng, một tầng chính là chúng ta hiện tại xem cái này, tầng thứ 2, là một ít sinh vật tiến hóa nghiên cứu, tầng thứ 3, là phòng nghỉ, đến nỗi tầng trừ 1, chính là ta nói cái kia thần bí năng lượng thể, bất quá ta không dám hạ tầng trừ 1. Nơi này rất nhiều thực nghiệm thể đối cái kia năng lượng thể phi thường cảm thấy hứng thú, ở tầng trừ một tụ tập rất nhiều, bất quá chỉ cần chúng ta không chạm vào cái kia năng lượng thể, những cái đó thực nghiệm thể là sẽ không tùy tiện dịch qua. Đường Hào khi nói chuyện, hai người đã đi tới phòng thí nghiệm lầu 2. Lầu 2 không gian cùng lầu 1 là giống nhau đại, nơi này không có như vậy nhiều tinh vi dụng cụ, nhưng thật ra sách vở một loại đồ vật có rất nhiều. Ca, ngươi xem cái này. Đây là bọn họ nghiên cứu viên bút ký. Đường Hào đưa cho Trương Huyền một cái vở. Trương Huyền mở ra vừa thấy, này rõ ràng là một quyển nhật ký. Hơn nữa vẫn là dùng hẻ oi bức văn tự viết. Ca, ta đối hẻ oi bức ngữ hiểu được không nhiều lắm, miễn cưỡng có thể xem minh bạch một chút, nơi này hẳn là ghi lại chút hữu dụng đồ vật. Đường Hào đem mặt thấu lại đây, toàn là tò mò. Trương Huyền đem nhật ký phiên đến đệ nhất trang. Nhật ký nội dung là, tiểu tịch. Ta lại nhận được mặt trên hạ phát nhiệm vụ, lần này chúng ta tân khai quật ra một cái thế giới ngầm, không thể không nói chính là, lần này thế giới ngầm, thật sự là quá làm người chấn động, bên trong không gian rộng lớn trình độ, thắng qua ta đã thấy sở hữu thế giới ngầm, cho nên lúc này đây, hẳn là chúng ta sở muốn chấp hành quan trọng nhất một cái nhiệm vụ, ta thật sự rất muốn hướng ngươi kể ra này phân vui sướng, nhưng tổ chức quy củ, chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, không thể để lộ bí mật. Cho nên ta chỉ có thể đem này phân vui sướng viết ở nhật ký, ở phản tổ tạo thần kế hoạch mặt trên, còn có một cái cơ mật kế hoạch, đối cái này kế hoạch, chúng ta xưng là, tái hiện. Chương 1006, sổ nhật ký. Này bổn nhật ký thượng, không có viết rõ chuẩn xác thời đại ngày, cho nên Trương Huyền cũng vô pháp phân biệt ra cái này phòng thí nghiệm tồn tại thời đại, nhưng xem này phòng thí nghiệm quy mô cùng với dụng cụ tinh vi trình độ, hẳn là ở gần 10 năm nội phát sinh. Trương Huyền mở ra nhật ký đệ nhị trang, đồng dạng không có thời gian ký lục. Tiểu tịch, ta thật sự phi thường muốn cho ngươi gọi điện thoại, nói cho ngươi ta tại đây nghiên cứu thành quả, bối rối chúng ta lâu như vậy nan đề, rốt cuộc được đến đột phá, ngươi biết không, cái này địa phương đã yên lặng mấy trăm năm, bên trong ẩn chứa quá nhiều chúng ta sở yêu cầu đồ vật, lập tức liền có đại động tác, hảo chờ mong a. Trương Huyền đem mỗi một thiên nhật ký đều mở ra nhìn, phía trước một ít. Trương Huyền trừ bỏ được đến một cái tái hiện kế hoạch cách nói ngoại, cơ hồ đều là nhật ký mọi người ở phát ra một ít tưởng niệm hoặc vui mừng chi tình, không có gì hắn muốn tin tức. Thẳng đến Trương Huyền đem sổ nhật ký phiên đến trung gian, mới lại nhìn đến một ít hữu dụng tin tức. Tiểu tịch, cuối cùng 2 tháng, chúng ta rốt cuộc đem phòng thí nghiệm hoàn thành, bao gồm chung quanh thí nghiệm nơi sân, này sẽ là một hồi xưa nay chưa từng có thật lớn quy mô, nếu thành công, như vậy chúng ta là có thể thành công tái nhập sử sách. Thế giới này đã tràn ngập dơ bẩn, là thời điểm yêu cầu tiến hành một lần rửa sạch, khiến cho chuyện này, từ giờ trở đi đi, một khi tái hiện kế hoạch thành công, hết thảy đem trở lại nguyên điểm, sở hữu dơ bẩn đem biến mất không thấy. Đường Hào thấy Trương Huyền không ngừng lật xem sổ nhật ký, nhịn không được hỏi, đại ca, nơi này rốt cuộc đều nói chút gì a? Ta chỉ có thể xem hiểu cái gì tổ chức a, kế hoạch a, tái hiện gì đó. Trương Huyền lắc lắc đầu, không nói gì, tiếp tục lật xem nhật ký. Tiểu tịch, tha thứ ta có một đoạn thời gian cũng vô pháp tới biểu đạt đối với ngươi tưởng niệm, thực nghiệm tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, chúng ta chắc tưởng hoàn toàn chính xác, đem con ngựa trắng, chồn đen, lão hổ gen dung hợp, thất bại hơn 1000 cái thí nghiệm phẩm, rốt cuộc sinh ra một con bác, tuy rằng nó hiện tại còn thực nhỏ yếu, nhưng ta tin tưởng, ở chất xúc tác ảnh hưởng hạ, nó sẽ thực mau trưởng thành, trong nước lua cá trứng cũng có phản ứng, chúng ta sắp thành công. Sắp thành công. Trương Huyền cau mày. Nhìn về phía trang sau. Tiểu tịch, người biết không, chúng nó đã bắt đầu tiến hóa, hôm nay đem 3 cái nhà giam liên tiếp, bác cắn nuốt mặt khác 2 chỉ thực nghiệm thể, nó trở nên càng thêm cao lớn uy mãnh, nó chính là ta hảo hài tử, hơn nữa, nó đã có dung hợp kia 2 chỉ thực nghiệm thể gen lúc trước biểu hiện, ta tưởng, một cái chân chính thuộc về thế giới này thủ tục, lập tức liền phải ra tới. Trương Huyền lại mở ra một tờ,
Tại đây trang mặt trên, Trương Huyền nhìn đến một chỗ thực rõ ràng vết máu, lây dính tới rồi trên giấy. Tiểu tịch, ta rất nhớ ngươi, tại đây đã đãi một năm, thực nghiệm tiến hành thực thuận lợi, nhưng ngươi biết không, ta bắt đầu sợ hãi, bởi vì chúng nó tiến hóa quá nhanh, chúng nó đã không thỏa mãn với chúng ta sở cấp đồ ăn, hôm nay ta đi xem bác thời điểm, nó thế nhưng công kích ta. Công kích ta à, nó là ta hài tử, là ta đem nó phù hóa ra tới, nó sao có thể công kích ta. Nhìn nhật ký Trương Huyền biết, này phòng thí nghiệm biến cố, chỉ sợ từ này, liền bắt đầu. Tiểu tịch, ta mệt mỏi quá a, người biết không, hôm nay có hai cái đồng sự đã chết, bọn họ bị thực nghiệm thể xé dập nát, thực nghiệm thể ăn luôn bọn họ nội tạng, để lại bọn họ đầu, giống như ở hướng chúng ta thị uy, những cái đó thực nghiệm thể thật là đáng sợ, chúng nó đánh vỡ vách tường, lộ ra bên trong chất xúc tác, hiện tại nơi này, đã biến thành quái vật thiên đường, nhà giam vô pháp trói buộc chúng nó cho nhau cắn nuốt, dung hợp kẻ thất bại gen, trở nên càng cường đại hơn, chúng ta chỉ có thể tránh ở phòng thí nghiệm. Căn bản là trốn không thoát đi, những cái đó quái vật sớm muộn gì sẽ công tiến vào, sẽ ăn luôn chúng ta. Trương Huyền quan sát đến, người này ở viết này thiên nhật ký khi, hắn bút ký so với phía trước, đã hoàn toàn không giống nhau, từng nét bút giữa, Trương Huyền phảng phất đều có thể nhìn đến người nọ viết chữ khi run rẩy tay. Trương Huyền lại phiên một tờ, này một tờ, đối phương chữ viết, đã hoàn toàn vặn vẹo, có thể tưởng tượng đến ra, viết chữ người, lúc ấy rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi. Có chút tự, Trương Huyền đều đến nỗ lực phân biệt một chút mới được. Tiểu tịch, ta không biết nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình, chúng ta thực nghiệm, thành công, cũng thất bại, chúng nó đích xác hướng tới chúng ta tưởng tượng phương hướng tiến hóa, cũng bắt đầu có chính mình tiến hóa quỹ đạo, tự sinh một bộ pháp tắc, nhưng thất bại chính là, chúng ta vô pháp khống chế chúng nó tàn bạo, thị huyết, chúng nó đã phá tan nhà giam, đã xé rách phòng thí nghiệm đại môn, chúng nó vọt tiến vào, chúng ta đã chết quá nhiều người. Ta hiện tại thậm chí đều có thể nghe được chúng nó ở lầu một nhấm nuốt đồ ăn thanh âm. Ta biết ta chết chắc rồi, tiểu tịch, ta rất nhớ ngươi, ta chỉ nghĩ tái kiến ngươi một mặt, ta hối hận, đây là một phiến thả ra ác ma đại môn, đây là một hộ. Đến cái này tự, này bổn nhật ký, xem như hoàn toàn chung kết, không có kết cục dấu chấm câu, thậm chí liền tự, đều chỉ viết ra tới một cái hộ tự thiên bàng. Trương Huyền hít sâu một hơi, buông trong tay sổ nhật ký. Phản tổ minh muốn làm, so với hắn tưởng tượng, so Andre nói, còn muốn đáng sợ. Phản tổ minh, cũng không phải muốn phản tổ nhân loại ở thời gian sông dài trung biến mất tiềm năng, phản tổ minh, cũng đều không phải là muốn đem những cái đó động vật cường đại gen cấy vào đến nhân thể thượng, phản tổ minh sở dĩ đem động vật gen chuyển qua nhân thể thượng, là ở thí nghiệm. Thí nghiệm động vật gen tồn tại tính, bọn họ không phải lợi dụng động vật gen làm người biến cường, mà là làm động vật biến cường. Bọn họ muốn, chính là chế tạo quái vật A. Cái này viết nhật ký người, không ngừng một lần ở nhật ký chung nhắc tới quá bọn họ muốn pháp tắc, không ngừng một lần nhắc tới quá này đó thực nghiệm thể tiến hóa. Tiến hóa pháp tắc là cái gì pháp tắc? Người thích ứng được thì sống sót. Người thích ứng được thì sống sót. Bọn họ tưởng mưu, không phải nào đó thiếu hụt lực lượng, bọn họ mưu, là toàn bộ thế giới A. Kẻ điên, một đám kẻ điên, Trương Huyền ánh mắt có chút dại ra. Trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn, phản tổ minh chế tạo này đó quái vật, cố ý làm này đó quái vật lẫn nhau cắn nuốt, hấp thu gen, chính là làm này đó quái vật tiến hóa, bọn họ muốn thay đổi toàn bộ thế giới cách cục, bọn họ thật sự điên rồi. Ca, này mặt trên rốt cuộc viết gì a? Đường Hào ở bên cạnh nhìn đến Trương Huyền sắc mặt biến hóa, cấp vò đầu bứt tai, hắn ở chỗ này đãi lâu như vậy, trong lòng nghi hoặc quá nhiều quá nhiều. Không đúng, Trương Huyền đột nhiên một cái giật mình. Đột nhiên xoay người, bắt lấy Đường Hào bả vai, vẻ mặt nôn nóng nói, người nói cái kia có thể nhìn đến toàn bộ tiểu thế giới phòng điều khiển ở đâu, mau mang ta đi. Nga, Hảo, Đường Hào thấy Trương Huyền như vậy cấp, không nghi ngờ có hắn, mang theo Trương Huyền quay đầu liền hướng thang lầu chạy, ca, này phòng thí nghiệm tổng cộng có 3 tầng, bất quá có một cái vọng tháp, nối thẳng cái này tiểu thế giới đỉnh. Chương 1007, liền trốn ở chỗ này. Ở phòng thí nghiệm lầu 3 giữa phòng ngủ tâm, Trương Huyền thấy được một cái xoắn ốc thang lầu, nối thẳng hướng về phía trước. Ca, bên kia nguyên bản có cái thang máy, bất quá thang máy dây thừng đã chặt đứt, chỉ có thể bò thang lầu. Đi, đi lên, Trương Huyền không có do dự, theo này cầu thang xoắn ốc liền bò đi lên. Cũng may này thang lầu trung ương là rỗng ruột, có thể từ dưới vẫn luôn nhìn đến đỉnh tầng, Trương Huyền đơn giản mấy cái khởi nhảy, nhanh chóng liền tới đến đỉnh lâu. Tại đây tầng cao nhất,
là một cái vọng tháp, bốn phía tất cả đều là pha lê, còn có mấy chục đài màn hình bày biện ở chỗ này, trong đó có mấy cái màn hình đã hoa, hiển nhiên camera bị phá hư, dư lại tuyệt đại đa số camera đều là tốt. Ở video chung, Trương Huyền gặp được một tảng lớn hồ nước, mặt hồ thực bình tĩnh, đột nhiên, một con chừng một người đại chim bay từ trên mặt hồ không xẹt qua, bình tĩnh hồ nước đột nhiên vẩy ra lên, một cái chừng 3 mét lớn lên cá lớn từ trong hồ nước nhảy lên, cá lớn trên người còn dài quá một đôi cánh, đúng là lầu một phòng thí nghiệm chung ghi lại lua cá bộ dáng. Lua cá mở ra mồm to, một ngụm liền đem kia chừng một người đại chim bay nuốt vào trong miệng, theo sau lẻn vào trong nước. Hồ nước thực mau liền trở nên bình tĩnh lên, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, chỉ là thực mau, mặt hồ bị máu tươi nhiễm hồng. Một cái khác màn hình, bên trong là một khối đá núi thượng, một con tinh tinh chính đưa lưng về phía camera, đột nhiên xoay người lại, thế nhưng lộ ra một trương người mặt. Ca, theo ta trong khoảng thời gian này quan sát, cái này tinh tinh, còn có kia trong hồ cá, còn có cái này, cái này, cái này. Đường Hào liên tiếp ở trên video chỉ mấy cái sinh vật, này đó đều là một phương bá chủ, chúng nó nơi khu vực, là không có khác sinh vật dám tùy ý tới gần, hơn nữa chúng nó chi gian, giống như cũng lẫn nhau kiêng kỵ, phân biệt chiếm cứ cái này tiểu thế giới mấy cái góc. Trương Huyền gật gật đầu, đi tới vọng tháp bên cạnh, xuyên thấu qua thật lớn pha lê, hắn tính thấy rõ, này một phương tiểu thế giới toàn cảnh, rốt cuộc là cái dạng gì. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này sơn xuyên con sông, nhìn không tới cuối. Bọn họ sở chạm cái này vọng đài, hẳn là chỉ thuộc về này phiến tiểu thế giới bên cạnh, nơi này dị thú cũng không phải rất nhiều, nhưng có như vậy chút hình thể thật lớn, chẳng sợ cách trăm mét, Trương Huyền đều có thể xem rành mạch. Này liếc mắt một cái nhìn lại, cấp Trương Huyền cảm giác, giống như là tiên hiệp kịch giữa sở bố trí cái loại này hồng hoang trường hợp. Ca, ngươi như vậy vội vàng vội tới nơi này, rốt cuộc là có gì sự a? Đường Hào nhịn không được đặt câu hỏi. Trương Huyền nhìn chằm chằm Đường Hào. Ta hỏi ngươi, ngươi tại đây đãi thời gian dài như vậy, một con dị thú cũng chưa đột kích đánh quá ngươi. Không a, Đường Hào lắc đầu, không có dị thú sẽ tiến cái này phòng thí nghiệm, nhưng thật ra tầng trừ một ngủ đông rất nhiều, chúng nó sẽ không lộn xộn. Này không thích hợp, Trương Huyền lắc đầu, vừa mới kia bổn nhật ký thực rõ ràng biểu đạt ra, này đó dị thú, đối nhân thể gen phá lệ khát vọng, những cái đó dị thú trải qua tiến hóa, tổng hội có như vậy mấy cái khứu giác nhanh nhạy, người đãi ở chỗ này. Vừa không là những cái đó bá chủ địa bàn, lại không có gì phòng ngự thủ đoạn, người sao có thể sống lâu như vậy? Trương Huyền không nói, Đường Hào thật đúng là không suy xét quá vấn đề này. Chỉ có một chút khả năng tính, Trương Huyền vươn một ngón tay, nơi này, đồng dạng có được làm những cái đó dị thú sợ hãi đồ vật tồn tại, hơn nữa, liền ở gần đây. Đường Hào hai chân không tự giác run lập cập, ca, người đừng làm ta sợ a, làm những cái đó dị thú đều sợ hãi. Kia đến nhiều khủng bố a. Ngươi ngẫm lại địa đạo bên ngoài cái kia cự mãng, chúng ta tới địa đạo, là nó chui ra tới, nó lại như thế nào không dám trở về, nếu nó sợ hãi nơi này mấy cái bá chủ, tuyệt đối sẽ không liền truy cũng không dám truy, cho nên nói, rất có thể, này phòng thí nghiệm, liền có nào đó khủng bố tồn tại, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Trương Huyền ánh mắt dần dần trở nên trầm trọng lên. Đường Hào trong mắt xuất hiện một mặt sợ hãi, ca, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Ta không dọa ngươi, Trương Huyền đi phía trước đi một bước, đột nhiên, một phen chiều Đường Hào cổ chỗ chộp tới. Đường Hào sắc mặt biến đổi, bước chân nháy mắt triệt thoái phía sau, nhưng tốc độ lại so với Trương Huyền chậm một phân, bị Trương Huyền tạp trụ yết hầu. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trương Huyền cánh tay dùng sức, đem Đường Hào nhắc lên. Ca, ta không phải, ta không phải a. Đường Hào gian nan mở miệng. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng. Dẫn theo Đường Hào đi đến cửa thang lầu, theo sau thả người nhảy, từ cầu thang xoắn ốc trung gian chỗ nhảy xuống, vững vàng dừng ở lầu 3 ký túc xá trung ương. Ca, thật, thật không phải ta, Đường Hào sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ta. Đừng nói chuyện, Trương Huyền đột nhiên hướng Đường Hào khẽ quát một tiếng, cái kia đồ vật, liền ở phòng thí nghiệm, nó thực thông minh, có không thua gì người trí tuệ, bất quá hẳn là có nào đó kiêng kỵ, trên người của ngươi vẫn luôn đều tản mát ra ngự khí cảnh uy thế. Làm nó ngủ đông lên, không có đối với ngươi ra tay, hiện tại phối hợp ta diễn một vở diễn, chính ngươi thu liễm hạ ngươi khí cơ, dẫn cái kia đồ vật ra tới. Đường Hào nghe Trương Huyền lời này, một viên hoảng loạn tâm mới bình tĩnh trở lại, hướng Trương Huyền đưa mắt ra hiệu sau, tiếp tục diễn lên, ca, ngươi nếu không tin ta, ta cũng không có biện pháp, nếu như vậy, cũng đừng trách ta. Đường Hào hét lớn một tiếng,
trực tiếp phất tay tránh ra Trương Huyền trói buộc, đồng thời một chưởng chiều Trương Huyền chụp tới. Trương Huyền đồng thời phản kích, cùng Đường Hào chiến ở cùng nhau, hai người chiến phá lệ mãnh liệt, dòng khí bay tứ tung, nhưng cũng chưa chân chính ra tay tàn nhẫn. Liền ra mấy chục chiêu sau, hai người cơ hồ đồng thời cho đối phương một kích, theo sau song song thối lui. Đường Hào phun ra một ngụm máu tươi, khí cơ một chút liền suy nhược rất nhiều, lấy bọn họ bực này cao thủ mà nói, dùng khí tới khiến cho một ít máu tươi dâng lên, cũng không phải cái gì việc khó. Hai người nhìn nhau mà đứng, ai đều không có lại động thủ, tất cả đều một bộ thở hổn hển bộ dáng. Trương Huyền đỡ chân tường. Đường Hào che lại ngực, tất cả đều là một bộ bị trọng thương bộ dáng. Trương Huyền cấp Đường Hào đưa mắt ra hiệu, Đường Hào gật gật đầu, hai người đơn giản liền trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt. Cứ như vậy, thời gian một phút một giây dần dần qua đi, hai người chi gian, ai đều không có hé răng, liền lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Một đạo thấp bé hắc ảnh, linh hoạt xuyên qua ở phòng thí nghiệm nội, theo sau trộm lưu tới rồi lầu ba, bám vào vách tường bóng ma thượng, vẫn không nhúc nhích, này hắc ảnh giấu ở bóng ma chung sau, phảng phất cùng bóng ma biến thành nhất thể, căn bản khó có thể phát hiện. Lại qua hơn một giờ, hắc ảnh bắt đầu rồi chậm rãi di động, nó theo vách tường một chút leo lên. Leo lên tốc độ lấy mắt thường căn bản nhìn không ra tới, hắc ảnh khoảng cách lầu 3 đại môn có 10 cm tả hữu khoảng cách, ở một giờ sau, hắc ảnh mới hoạt động 8 cm tả hữu. Trương Huyền cùng Đường Hào tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, Đường Hào thường thường còn sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Đường Hào lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi khi, ghé vào cửa trên vách tường hắc ảnh, đột nhiên tạc nổi lên cả người lông tóc, ngay sau đó, nó như một đạo tia chớp, bỗng nhiên chiều Đường Hào đánh tới, kia tốc độ hoàn toàn không thấy vừa mới chậm gì gì bộ dáng. Chương 1008, rừng cây vương. Nhắm mắt ngồi xếp bằng Trương Huyền, bỗng nhiên mở hai mắt. Liền chờ ngươi. Trương Huyền cả người từ trên mặt đất bắn lên, duỗi tay thẳng hướng kia hắc ảnh chộp tới. Khóe miệng còn mang theo máu tươi Đường Hào, cũng là cười lạnh một tiếng, đánh ra một đạo khí xoáy tụ. Trương Huyền cùng Đường Hào hai người, một trước một sau giáp công hắc ảnh, khiến cho hắc ảnh không chỗ nhưng trốn. Hắc ảnh phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền lúc này mới thấy rõ, này hắc ảnh, chính là một con toàn thân màu đen nhung mao con khỉ, chẳng qua nó diện mạo so con khỉ càng thêm đáng sợ, mở miệng sau, có thể thấy rõ nó miệng đầy dày đặc răng nanh, phá lệ bén nhọn. Trương Huyền đồng thời chú ý tới, tại đây chỉ hắc hầu sau lưng, có một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, hẳn là bị cái gì vũ khí sắc bén tạo thành, giấu ở lông tóc dưới. Không nhìn kỹ nói thật đúng là chú ý không đến. Ở phát hiện này chỗ miệng vết thương sau, Trương Huyền cũng không có sinh ra cái gì thánh mẫu chi tâm, nhìn chằm chằm chuẩn hắc hầu sau lưng miệng vết thương liền triển khai thế công. Hắc hầu như là ý thức được cái gì, lập tức từ bỏ đánh úp về phía Đường Hào động tác, xoay người hướng Trương Huyền mở ra mồm to, nhảy lên đánh tới, tại đây, hắc hầu hai tròng mắt cũng trở nên màu đỏ tươi một mảnh. Đang lúc Trương Huyền cho rằng này hắc hầu muốn phóng cái gì đại chiêu khi, hắc hầu lại là ở giữa không trung mạnh mẽ xoay người, hướng ký túc xá xuất khẩu phương hướng liền thoán. Này hắc hầu giờ phút này bộc phát ra tốc độ, mau đến liền Trương Huyền đều thấy không rõ lắm, càng không cần đề Đường Hào còn không có nháo minh bạch sao lại thế này đâu, liền phát hiện trước mắt đã cái gì đều không có. Truy, Trương Huyền không dung có hắn. Lấy vừa mới hắc hầu nháy mắt bộc phát ra tới tốc độ mà nói, nó thực lực, tuyệt đối là phá lệ khủng bố, như bây giờ chạy trốn. Trương Huyền suy đoán, rất lớn có thể là bởi vì nó sau lưng miệng vết thương. Này đó thực nghiệm thể hội thông qua cho nhau cắn nuốt tới hấp thu gen tiến hóa, này hắc con khỉ ẩn núp ở phòng thí nghiệm, hiển nhiên là chờ đợi thời cơ, vừa mới Đường Hào hơi thở hơi yếu một chút, nó liền nhìn không được muốn động thủ, nếu thật bị này hắc con khỉ đem thương thế khôi phục, bằng vào nó có thể dọa đi kia chỉ tuổi nhỏ ba xạ uy thế, chính mình khẳng định không phải nó đối thủ, đến lúc đó, đã có thể không dễ làm. Trương Huyền bay nhanh chiều ký túc xá ngoại đuổi theo, kết quả mới vừa đuổi theo ra ngoài cửa, liền thấy kia chỉ hắc hầu trên mặt đất nằm liệt, hai chỉ sắc bén chân trước gắt gao câu lấy mặt đất, cực kỳ gian nan về phía trước bò, hắc hầu trên lưng kia đạo thương khẩu, nhìn thấy ghê người. Trương Huyền một chút cười lên tiếng, xem ra này hắc hầu đã tới rồi dầu hết đèn tắt hoàn cảnh a, vừa mới kia một chút động tác, hoàn toàn thương đến nó căn bản. Trương Huyền chiều hắc hầu đi đến, khi biến toàn thân. Chẳng sợ hắc hầu hiện tại biểu hiện lại bất kham, Trương Huyền cũng không dám tùy ý thả lỏng cảnh giác. Trương Huyền đi đến hắc hầu bên người,
một chân chiều Hắc Hầu phía sau lưng dẫm đi, thật mạnh đạp lên Hắc Hầu sau lưng miệng vết thương thượng. Giống. Hắc Hầu vào giờ phút này, thế nhưng phát ra một tiếng mãnh thú rít gào, ngay sau đó, liền thấy một thật lớn Hắc Hầu hư ảnh bỗng nhiên hình thành, chiều Trương Huyền đánh tới. Hắc Hầu hư ảnh chừng 3 mét cao, sắc mặt hung tàn, như muốn đem Trương Huyền trực tiếp cắn nuốt giống nhau. Hừ, ngoài mạnh trong yếu. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, tùy tay một quyền chém ra. Kia cuồng bạo Hắc Hầu hư ảnh, ở Trương Huyền này một quyền hạ, tức khắc tiêu tán. Nguyên lai có hóa hình năng lực, hơn nữa người thiên phú, đích xác đủ để trở thành một phương bá chủ, người muốn ở toàn thịnh thời kỳ, ta thấy người thật đúng là chỉ có thể trốn, bất quá hiện tại ngươi chỉ sợ đã dầu hết đèn tắt đi. Trương Huyền ngồi xổm xuống, bắt lấy Hắc Hầu đầu, một tay đem Hắc Hầu xách lên, nếu không có ngươi thật sự căng không nổi nữa, cũng sẽ không dễ dàng đối đôi ta động thủ, ta chính nghi hoặc đây đều là một đám cái gì ngoạn ý đâu, có cái sống bá chủ cho ta nghiên cứu, ta vận khí nhưng thật ra không tồi a. Hắc Hầu hiển nhiên nghe không hiểu Trương Huyền nói cái gì, bị Trương Huyền nắm đến trong tay sau, vẫn là một trận nhe răng trợn mắt. Đường Hào, người đến xem, đây là cái gì chủng loại? Trương Huyền hướng Đường Hào phất phất tay. Đây là, Đường Hào tiến đến Hắc Hầu trước mặt, không ngừng ở Hắc Hầu trên người đánh giá, mười mấy giây sau, Đường Hào đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây là rừng cây vương. Là rừng cây vương AK. Rừng cây vương, Trương Huyền mày nhăn lại, nói rõ ràng một chút. Ca, phản tổ Minh thành lập cái này phòng thí nghiệm, làm ra như vậy thực nghiệm, bọn họ cũng không phải không có suy xét qua hậu quả, cho nên bọn họ ở đào tạo này đó thực nghiệm thể thời điểm, sẽ ở bên trong tuyển một cái vương giả, mà cái này phòng thí nghiệm vương giả, chính là này chỉ Hắc Hầu, ta tại đây xem qua một ít thực nghiệm tư liệu, này chỉ Hắc Hầu, lẫn vào mười mấy loại mãnh thú gen, mà trong đó chủ gen, là một người ngưng khí cảnh cường giả. Phản tổ Minh ý đồ đem một người ngưng khí cảnh cường giả tới chế tạo thành rừng cây vương, sử dụng này đó thực nghiệm thể, nhưng gen tiến hóa phương hướng, phản tổ Minh cũng vô pháp khống chế, cuối cùng, tên kia ngưng khí cường giả biến thành như vậy một con Hắc Hầu, nó thực lực, hẳn là mạnh nhất. A, à, Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhìn chằm chằm trong tay Hắc Hầu, không thể tưởng được, người còn có tầng này thân phận, khó trách sẽ làm những cái đó mãnh thú kiêng kỵ, nếu nói như vậy. Ta có thể đem ngươi lại lưu một đoạn thời gian, ngươi phải hảo hảo đương cái bùa hộ mệnh đi, Đường Hào, đi cho ta tìm mấy cây dây thường tới. Hảo, Đường Hào lập tức chạy hướng một bên, không một hồi, Đường Hào một lần nữa xuất hiện, trong tay cầm một cái lồng sắt lớn nhỏ liền cùng cái loại này nuôi lớn hình khuyển cầu lung giống nhau, ca, không có dây thừng, ngươi xem này trang thực nghiệm thể lồng sắt hành sao. Này lồng sắt tài chất, chính là phi thường cứng rắn, quản chi ta khuynh tẫn toàn lực. Cũng vô pháp làm này lồng sắt biến hình. Có thể, Trương Huyền gật gật đầu, hắn đem Hắc Hầu quan tiến lung nội, Hắc Hầu cực lực không nghĩ đi vào, nhưng một chút phản kháng tư bản đều không có. Trương Huyền nghĩ nghĩ, lại dùng khí ngưng tụ ra một phen kéo, chảo qua Hắc Hầu chi trên, mở ra kia một tầng màu đen nhung mao, đem kéo nhắm ngay Hắc Hầu lợi chảo. Trương Huyền vô tình liếc liếc mắt một cái Hắc Hầu, kết quả phát hiện Hắc Hầu trong mắt, thế nhưng lộ ra một mạt coi khinh thần sắc. Trương Huyền khống chế được khí ngưng tụ mà thành kéo, dùng sức chiều Hắc Hầu lợi chảo cắt đi, đáng tiếc lại liền một tia hoa ngân cũng chưa lưu lại. Chi chi, chi chi. Hắc Hầu phát ra giống như cười nhạo giống nhau thanh âm. Trương Huyền sắc mặt tối sầm, hắn lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi bị một con khỉ cười nhạo, nghĩ nghĩ, Trương Huyền đem bàn tay tiến chính mình áo ngoài nội đâu, theo sau, từ bên trong lấy ra một phen mang theo chuôi kiếm đoạn kiếm. Tại đây đem đoạn kiếm xuất hiện nháy mắt. Hắc Hầu kia vẻ mặt cười nhạo, tức khắc biến thành đầy mặt sợ hãi, nó thân mình ở không ngừng run rẩy, như là thấy được nào đó đáng sợ chi vật giống nhau. Này đem đoạn kiếm, đúng là Trương Huyền từ lâu lan sa mạc hạ tìm được kia đem, phi thường sắc bén. Trương Huyền cầm trong tay đoạn kiếm, chỉ là nhẹ nhàng một hoa, Hắc Hầu kia liền khí đều không thể lưu lại dấu vết lợi chảo, liền giống như một khối nộn đậu hủ, bị đoạn kiếm nhẹ nhàng hoa đoạn. Chi, Hắc Hầu phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu. Một chút lẻn đến lồng sắt tận cùng bên trong, gắt gao mà bắt lấy lồng sắt chung quanh lan can, hai chân không ngừng đánh run run. Chương 1009, bức hôn. Trương Huyền nhìn trước mắt phát sinh một màn, lần cảm nghi hoặc. Này đoạn kiếm là hắn từ lâu lan sa mạc dưới mang ra tới, về đoạn kiếm sắc bén trình độ, Trương Huyền sớm có thể hội, cho nên có thể nhẹ nhàng ngăn cách Hắc Hầu lợi chảo, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Làm Trương Huyền tưởng không rõ chính là. Này Hắc Hầu,
vì cái gì đối này đem đoạn kiếm như vậy sợ hãi, chỉ bằng vào này đoạn kiếm sắc bén trình độ. Trương Huyền đương nhiên sẽ không tưởng đơn giản như vậy, từ Hắc Hầu biểu hiện ra bộ dáng tới xem, nó là từ đáy lòng sợ hãi này đem đoạn kiếm. Trương Huyền đem đoạn kiếm vói vào trong lồng, Hắc Hầu lại lần nữa phát ra kinh hách thanh, toàn bộ thân thể rụt lên, không ngừng phát run. Ca, người đây là gì bảo bối a? Sao cấp rừng cây vương dọa thành như vậy? Đường Hào vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Trương Huyền trong tay đoạn nhận. Trương Huyền cười cười, đem đoạn kiếm thu lên, nói, ngươi hiện tại tùy tiện lấy thanh đao phóng nó trước mặt, nó đều sợ hãi. Tính, Đường Hào đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, ta thật sợ nó cho ta tới thượng một chút, ca, kế tiếp làm sao bây giờ, dựa vào rừng cây vương đi ra ngoài sao? Rất khó, Trương Huyền phủ định Đường Hào cái này cách nói. Cái kia ba xà sợ hãi này chỉ Hắc Hầu, là không biết nó bị thương, chỉ bằng nó hiện tại này uể oải bộ dáng, chỉ sợ phải bị bên ngoài những cái đó thực nghiệm thể đã biết, sẽ phía sau tiếp trước lại đây ăn luôn nó, cắn nuốt rớt nó gen đi. Ca, chúng ta đây phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài a. Đường Hào vẻ mặt chua xót, nơi này thức ăn nước uống tài nguyên số lượng dự trữ đã không nhiều lắm, chúng ta thân thể tuy rằng không để bụng những cái đó quá thời hạn đồ hộp, nhưng kia hương vị, thật sự là làm ta ghê tởm. Nếu không phải đói tới cực điểm, ta căn bản sẽ không đi chạm vào, đến nỗi những cái đó thực nghiệm thể, ta đói chết đều không muốn ăn một ngụm, ai biết chúng nó trong cơ thể đều có cái gì ngoạn ý a. Trương Huyền thấy Hắc Hầu đã sợ hãi không được, cũng liền không đối nó còn lại mấy chỉ móng vuốt động thủ, chủ yếu vẫn là lo lắng kia đem đoạn kiếm bị Đường Hào chú ý tới, đem lồng sắt hàng rào một quan, Trương Huyền tùy tay đem lồng sắt phóng tới một bên, này chung quanh tình huống, người đều thăm dò rõ ràng sao. Đường Hào lắc lắc đầu, ca, ta này đã hơn một năm tới chỉ dám trốn ở chỗ này, nào cũng không dám đi, thậm chí liền giác đều không có an tâm ngủ quá. Trương Huyền thở dài, người đi trước nghỉ ngơi một chút đi, nơi này tạm thời không có gì nguy hiểm, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, hai ta liền có việc phải làm. Hai ngày thời gian, thoảng qua. Luyện ngục ở ngoài, thuộc về thần ẩn hội tiểu thế giới chung. Andre cùng áo tăng hai người đứng ở kia đổ liên tiếp thiên địa cự thạch tường phía trước. Andre hai gã tùy tùng đã không thấy. Tâm tắc, còn không có ra tới a, nhìn dáng vẻ, tiểu tử này nói không chừng tìm khác lộ chạy. Áo tăng phát ra khàn khàn thanh âm, một khi tiểu tử này rời đi, người đã có thể không có lý do gì lại đem hắn kêu tới lạc, rốt cuộc hắn đã dựa theo quy củ, tới người này đưa tin. Áo tăng tựa ở nói cho Andre lợi hại quan hệ, trên thực tế, là ở báo cho Andre, Trương Huyền đã thực hiện hứa hẹn, người không thể lại tự tiện yêu cầu Trương Huyền làm cái gì. Sẽ không, Andre lắc đầu, này tiểu thế giới chúng ta thăm dò quá, căn bản là không có cửa ra vào khác, ở tiểu thế giới bên ngoài hắc chất tầng bao vây hạ, hắn tưởng toàn cái động đi ra ngoài căn bản là không có khả năng, nhìn dáng vẻ, tiểu tử này là tính toán cùng ta háo a, ta xem hắn có thể háo bao lâu. Xa ở vạn dặm ngoại Ngân Châu Thị, đại niên sơ chín, tuyệt đại bộ phận xí nghiệp cùng cửa hàng đã khôi phục bình thường buôn bán. Lâm Thị cao ốc tầng cao nhất. Lâm Thanh Hạm ngồi ở chính mình văn phòng chung, trước bàn phao một ly cực phẩm Lam Sơn, đang ở tản ra nhiệt khí. Lâm Thanh Hạm cầm trong tay một cái thiệp mời, trên thiệp mời viết có hôn giản hai chữ. Hôn giản thượng, nhà gái tên, làm Lâm Thanh Hạm mày nhăn lại, Tiêu Mi Lan. Lâm Thanh Hạm văn phòng chung, còn ngồi một nam nhân trung niên, đúng là Mi Lan dưỡng phụ, Tiêu Sơn. Sau một lúc lâu, Lâm Thanh Hạm thở phào một hơi, đem thiệp mời ném đến trên bàn, Tiêu Thúc. Ý của ngươi là, Tiêu Thị đem người trói đi rồi. Đúng vậy, Tiêu Sơn so với lần trước cùng Lâm Thanh Hạm gặp mặt khi, cảm giác già nua rất nhiều, lúc trước, ở Tiêu Thị nâng đỡ hạ, ta đem Tiêu Thị tập đoàn làm càng lúc càng lớn, lại ở Tiểu Trương dưới sự trợ giúp, hoàn thành tân độc quyền, nhảy trở thành Tây đều long đầu xí nghiệp, người ngoài đều khi ta Tiêu Sơn phong cảnh vô hạn, không nghĩ tới, ta bất quá là một cái Tiêu Thị con rối mà thôi, hiện tại, Tiêu Thị khăng khăng làm Milan cùng Tiêu Thần thành hôn. Người kia, các ngươi hẳn là cũng gặp qua, lúc ấy các ngươi đi Tây đều thời điểm. Hắn lộ quá mặt. Lâm Thanh Hạm suy tư một phen, đối Tiêu Sơn trong miệng cái này Tiêu Thần cũng không có ấn tượng. Nếu Trương Huyền tại đây, nhất định có thể nhớ tới, lúc trước Trương Huyền còn không có nắm giữ khí, đã từng cùng Tiêu Thần đã giao thủ, hơn nữa ở giao thủ trong quá trình không ngừng học tập Tiêu Thần chiêu thức, cuối cùng Tiêu Thần tam thúc ra tay ngăn cản, mang đi Tiêu Thần, hai người mới không tiếp tục đánh tiếp. Tiêu Sơn từ trên sofa đứng dậy, đi đến Lâm Thanh Hạm bàn làm việc trước, ở Lâm Thanh Hạm kinh ngạc trong ánh mắt, Tiêu Sơn thật mạnh khom người. Tiêu Thúc, ngươi làm gì vậy?
Lâm Thanh Hạm vội vàng đứng dậy, nâng Tiêu Sơn. Nhưng Tiêu Sơn lại khăng khăng bảo trì khom người động tác, Thanh Hạm, ta biết chuyện này sẽ cho ngươi cùng Tiểu Huyền mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng Milan Lâm bị bắt đi trước nói qua, chỉ có Tiểu Huyền mới có thể cứu nàng, thúc thúc cầu xin các ngươi, giúp nàng đi. Chỉ cần các ngươi chịu hỗ trợ, thúc thúc nửa đời sau, nguyện cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Tiêu Thúc, ngươi trước đừng như vậy. Lâm Thanh Hạm dùng sức nâng dậy Tiêu Sơn, Tiêu Thúc, ngươi biết Milan vì cái gì sẽ cho ngươi nói như vậy sao? Bởi vì nàng biết, ta cùng Trương Huyền, nhất định sẽ không mặc kệ nàng mặc kệ, ngươi yên tâm, nếu Milan không muốn gả, không ai có thể bức nàng. Ở châu Âu một mảnh thổ địa chỗ sâu trong, Trương Huyền ngồi ở phòng thí nghiệm vọng đài chung, hắn tay trái cầm một chương giấy trắng, tay phải cầm bút, không ngừng trên giấy viết viết vẽ vẽ. Ca, nguyên lai ngươi tại đây à? Đường Hào đánh ngáp từ cầu thang xoắn ốc xuất khẩu toát ra, ta một giấc ngủ dậy, nơi nơi đều tìm không thấy ngươi, nhưng cho ta sợ hãi. À, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn còn buồn ngủ Đường Hào, ngươi cũng thật đủ có thể ngủ, ước chừng ngủ 2 ngày. Ai, Đường Hào thở dài, ca, ngươi không biết, ta này đã hơn 1 năm tới, tinh thần thời thời khắc khắc đều ở vào căng chặt trạng thái, trước nay đều không có thả lỏng quá, một giấc này, chính là bao hàm ta đã hơn 1 năm mỏi mệt à. Thật là càng ngủ càng vây, nếu không phải còn vây ở chỗ này, ta còn có thể tiếp tục ngủ đi xuống. Hảo, tỉnh cũng đừng ngủ, này giác càng ngủ càng mệt. Trương Huyền đứng dậy đi rồi 2 bước, đem trong tay bản vẽ nhét vào Đường Hào trong lòng ngực. 2 ngày này ta đi ra ngoài đi rồi 1 vòng, chung quanh tình huống đều viết ở mặt trên. Nơi này đại thể địa hình ta đều làm đánh dấu, cho ngươi nửa giờ thời gian chuẩn bị. Nửa giờ sau, chúng ta liền phải đi ra ngoài tìm rời đi lộ. Đến lúc đó, có thể hay không trở về, đã có thể không nhất định lạc. Chương 1010, quỷ dị thanh âm. Trải qua một phen chuẩn bị sau, Trương Huyền cùng Đường Hào 2 người rời đi phòng thí nghiệm, chiều phòng thí nghiệm nam sườn phương hướng xuất phát. Này vẫn là Đường Hào tới này đã hơn 1 năm chung, lần đầu tiên chân chính đi ra phòng thí nghiệm, phía trước cũng đều là từ kia địa đạo lén lút qua lại xuyên qua, nhìn xem có thể hay không gặp được chính mình phụ thân phái tới cứu chính mình người. Người nói Đường Hào nhưng thật ra gặp được quá mấy cái, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cái kia ba xà cấp nuốt. Trừ bỏ cái kia địa đạo, Đường Hào đối phòng thí nghiệm ngoại, cơ hồ chính là cái có mắt như mù, trừ bỏ camera có thể chụp đến, cùng với ở vọng trên đài có thể nhìn đến đồ vật bên ngoài, Đường Hào căn bản không rõ ràng lắm phòng thí nghiệm bên ngoài có cái gì. 2 người bối chút đồ hộp cùng thủy, liền như vậy xuất phát, đến nỗi kia chỉ hắc hầu, tắc bị Trương Huyền lưu tại phòng thí nghiệm chung. Trương Huyền làm như vậy, xuất phát từ 2 điểm suy xét. Đầu tiên, hắc hầu là rừng cây vương, nó gen, không thể nghi ngờ chính là một cái làm sở hữu thực nghiệm thể đều sẽ tranh đoạt đồ vật. Hiện tại không có thực nghiệm thể biết hắc hầu bị thương, cho nên không dám trêu chọc hắc hầu. Nhưng một khi phát hiện hắc hầu bị thương, chỉ sợ lúc ấy, rừng cây vương cấp Trương Huyền 2 người mang đến, sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Đệ nhị, Trương Huyền cũng không biết này tiểu thế giới nội rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lần này tới, có thể hay không tìm được đường đi ra ngoài còn hay nói, không chừng còn phải phản hồi phòng thí nghiệm, đem hắc hầu lưu tại phòng thí nghiệm, kinh sợ những cái đó thực nghiệm thể, cũng coi như cho chính mình lưu một cái nơi nương náu. Phiến đại địa này, hiện ra một loại âm u sắc, ngay cả những cái đó thân cây, đều phiếm màu đen, bất đồng vật chất tương giao, làm nơi này hết thảy đồ vật, đều cùng ngoại giới bất đồng. Ca, ta như thế nào cảm giác âm trầm trầm a? Đường Hào xúc đầu. Đi theo Trương Huyền phía sau. Đường Hào tư thái làm Trương Huyền có chút vô ngữ, nói, ngươi như thế nào cũng là một cái ngự khí cao thủ, này chung quanh thực nghiệm thể, hẳn là không làm gì được ngươi đi. Đường Hào vẻ mặt ủy khuất nói, ca, ta cũng không nghĩ như vậy a, nhưng ta thật sự sợ hãi. Đi thôi, đánh mấy chàng liền không sợ hãi. Trương Huyền vỗ vỗ Đường Hào bả vai, đi nhanh về phía trước đi đến. Đường Hào hít sâu một hơi, nỗ lực tỉnh lại lên. Bất quá kia tỉnh lại bộ dáng chỉ rằng co vài giây, lại trở nên một bộ uể oải, chạy chậm đuổi kịp Trương Huyền, thở nhẹ nói, ca, ngươi đừng đi quá nhanh a, từ từ ta, từ từ ta. Trương Huyền lần này sở định mục đích địa, khoảng cách phòng thí nghiệm cũng không xa. Dựa theo người bình thường ý tưởng tới nói, phòng thí nghiệm hẳn là khoảng cách xuất khẩu gần nhất, như vậy mới có thể phương tiện ra vào. Dọc theo đường đi, cứ việc 2 người đã thật cẩn thận, như cũng đưa tới không ít thực nghiệm thể công kích. Này đó thực nghiệm thể, đối nhân thể khí vị cực kỳ mẫn cảm, thả đối nhân loại gen, càng thêm khát vọng. Liên tiếp chém giết 7-8 cái thực nghiệm thể,
Trương Huyền phát hiện, cái này tiểu thế giới trung thực nghiệm thể, so bên ngoài cái kia tiểu thế giới càng thêm cường đại, cái này làm cho Trương Huyền có chút không minh bạch. Từ Andre theo như lời nói chung, có thể biết được, bên ngoài cái kia tiểu thế giới, đã từng bị thần ẩn hội hoàn toàn quét sạch quá, mà hiện tại còn bồi hồi ở cái kia tiểu thế giới trung thực nghiệm thể, tất cả đều là từ hiện tại cái này tiểu thế giới chạy tới, này đó thực nghiệm thể hội lẫn nhau cắn nuốt, gen tiến hóa, khả năng đủ hoàn thành đại biên độ tiến hóa, cũng nên chỉ là số rất ít mới đúng, nhưng vì cái gì, mỗi một cái thực nghiệm thể, đều so bên ngoài hiếu thắng đâu. Này chỉ có một khả năng, đó chính là, cái này tiểu thế giới, tuyệt đối có nào đó đồ vật, ở không tiếng động bên trong cường hóa này đó thực nghiệm thể. Hai người xuyên qua ở cái này tiểu thế giới chung, gặp được một mảnh hồ, đúng là camera thượng, tỏ vẻ lua cá nơi ao hồ. Ở trên video, Trương Huyền còn không có nhìn ra tới, này hồ nước nhan sắc, thế nhưng là thuần màu đen. Hồ nước phá lệ bình tĩnh, thậm chí liền một cái sóng gợn đều không có, phảng phất một bãi nước lặng. Bất quá Trương Huyền cùng Đường Hào, cũng sẽ không như vậy cho rằng, hai người bọn họ nhìn đến này mặt hồ thời điểm, cơ hồ ở cùng thời gian, đều thả chậm bước chân, này hồ nước có gì ngoạn ý, hai người chính là rành mạch. Kia lua cá nếu há mồm, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng cắn nuốt hai người bọn họ bất luận cái gì một cái. Hai người vòng qua này chỗ ao hồ, tiếp tục về phía trước. Cứ như vậy, Trương Huyền cùng Đường Hào hai người, liên tục ở cái này tiểu thế giới chung đi rồi 3 ngày. Cái này tiểu thế giới phi thường đại, thả hai người tốc độ, đều không tính mau, rốt cuộc nơi này bá chủ hoành ra, ở tiến vào khi, Trương Huyền còn có thể nắm chắc một ít bá chủ vị trí, nhưng hiện tại đã tới rồi này tiểu thế giới chỗ sâu trong, phía trước có gì, Trương Huyền cũng không rõ ràng lắm, hai người chỉ có thể thật cẩn thận sờ soạng. Đông! Trương Huyền đột nhiên nghe được một trận mãnh liệt thanh âm. Cẩn thận, Trương Huyền sắc mặt biến đổi, vô hình cái lồng khí che ở trước người. Đi theo Trương Huyền phía sau Đường Hào đột nhiên cả kinh, đồng dạng bày ra một bộ chuẩn bị tác chiến tư thế. Hai người nín thở ngưng thần, quan sát bốn phía yên lặng, nơi này liền phong đều không có, trừ bỏ hai người mỏng manh tiếng hít thở bên ngoài, rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Ca, người phát hiện cái gì a? Đường Hào thấp giọng mở miệng. Người không nghe được sao? Trương Huyền ánh mắt ngưng thật, không ngừng nhìn quét chung quanh, ở chỗ này, nhưng không có gì may mắn mà nói, thật muốn gặp được cái loại này đáng sợ sinh vật, chạy cũng chưa địa phương chạy, một cái sơ ý, chôn vùi chính là chính mình mệnh. Nghe được cái gì a? Đường Hào trong mắt toàn là nghi hoặc, ta liền xem ngươi đột nhiên như vậy. Ngươi thật không nghe được, Trương Huyền kỳ quái, vừa mới kia một tiếng đông trọng vang, phá lệ rõ ràng, chẳng sợ người thường đều có thể nghe được rành mạch, càng đừng nói Đường Hào loại này ngự khí cao thủ, hắn cảm quan, có thể so người thường muốn nhạy bén quá nhiều quá nhiều. Không có a, Đường Hào đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau. Hảo đi, Trương Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ là chính mình thần kinh có chút thật chặt banh, này 3 ngày thời gian, hai người cơ hồ là không có thả lỏng quá, nghỉ ngơi thời điểm cần thiết lưu một người thanh tỉnh, mà nghỉ ngơi người kia, cũng là xuất phát từ nửa ngủ nửa tỉnh, thời khắc là có thể tiến vào chiến đấu trạng thái. Trương Huyền triệt rớt thân thể trước kia tầng vô hình cái lồng khí, vừa muốn cất bước. Đông! Lại một đạo thanh âm ở Trương Huyền trong óc nổ vang. Ra tới, Trương Huyền đột nhiên phất tay, một con hư ảnh mãnh hổ nháy mắt từ hắn phía sau ngưng tụ mà thành, theo sau nhào hướng trước mặt một cây đại thụ. Đại thụ tức khắc nứt thành 2 đoạn, Trương Huyền khẩn nhìn chằm chằm đại thụ phía sau, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Ca, rốt cuộc là sao a? Đường Hào vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ngươi thật không nghe được, Trương Huyền hỏi lại. Thật không a, ca, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không lấy hai ta mệnh nói giỡn. Đường Hào vẻ mặt nôn nóng, sợ Trương Huyền hoài nghi chính mình có cái gì. Trương Huyền vẻ mặt hồ nghi đánh giá Đường Hào, phân tích Đường Hào nói, cùng với Đường Hào sắp tới hành vi, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Trương Huyền liền không có chân chính tín nhiệm quá Đường Hào, một khi Đường Hào biểu hiện ra điểm không thích hợp địa phương, Trương Huyền tuyệt đối sẽ không chần chờ, trực tiếp đem này chém giết. Đông! Lại là một thanh âm vang lên khởi, Trương Huyền vừa muốn lên tiếng, lại đột nhiên sửng sốt, lần này, hắn tính minh bạch Đường Hào vì cái gì nghe không được bất luận cái gì động tĩnh, bởi vì thanh âm này, là từ chính mình đáy lòng phát ra. Chương 1011, chạy trốn. Đông, 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 đông. Trương Huyền sở nghe được thanh âm càng ngày càng thường xuyên, tại đây đồng thời, Trương Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tim đập, đang ở dần dần gia tốc.
Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Huyền trong lòng kinh hãi. Ca, ngươi làm sao vậy? Đường Hào vẻ mặt lo lắng đã đi tới. Ở Đường Hào tới gần Trương Huyền trong nháy mắt kia, Trương Huyền cơ hồ là theo bản năng, liền nhéo lên một đoàn khí, chiều Đường Hào công tới. Không được, Trương Huyền gầm nhẹ một tiếng, ngạnh sinh sinh áp xuống đã nâng lên tay. Làm sao vậy? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Trương Huyền mồm to thở hổn hển, hắn đáy lòng kia thùng thùng tiếng vang càng ngày càng thường xuyên, đồng thời Trương Huyền cũng có thể cảm giác được, chính mình giờ phút này phá lệ táo bạo, nhìn thấy cái gì, đều muốn động thủ. Ca, người đây là, Đường Hào ở khoảng cách Trương Huyền 1 mét tả hữu địa phương lập trụ, thanh âm có chút run rẩy. Ca, đôi mắt của ngươi, ở biến hồng. Trương Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bước chân vừa động, cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền vọt tới Đường Hào trước mặt. Đường Hào mắt thấy Trương Huyền hai mắt màu đỏ tươi chiều chính mình vọt tới, muốn phản kháng, cũng đã không còn kịp rồi. Trương Huyền một tay khấu ở Đường Hào trên đỉnh đầu, sau đó dùng sức một áp. Đường Hào trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, một cái ý tưởng vừa mới từ trong đầu toát ra, liền nghe ca một tiếng, chính mình bên cạnh một cây đại thụ, thế nhưng từ trung gian nổ mạnh khai, nổ mạnh địa phương, cùng đầu mình tề bình. Chạy, Trương Huyền hét lớn một tiếng. Lôi kéo còn không có phản ứng lại đây Đường Hào, liền chiều hai người tới khi địa phương chạy trốn. Đường Hào lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình vừa mới bị cứu một mạng, nếu không phải đầu mình bị ấn xuống, vừa mới bạo, liền không phải cây đại thụ kia, mà là đầu mình. Không kịp nói cảm tạ nói, Đường Hào lòng bàn chân vận khí, đi theo Trương Huyền bay nhanh chạy trốn. Chạy trốn trong quá trình, Đường Hào theo bản năng nhìn mắt tập kích chính mình đồ vật, này vừa thấy, làm Đường Hào hít hà một hơi. Đây là một con hươu cao cổ, Đường Hào ở theo dõi thường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cái này hươu cao cổ xuất hiện, cùng bình thường hươu cao cổ giống nhau, này chỉ hươu cao cổ chỉ ăn lá cây, nhưng hiện tại, Đường Hào rõ ràng nhìn đến, này hươu cao cổ trong miệng răng nanh, một chút đều không thể so nhốt ở phòng thí nghiệm lồng sắt kia chỉ rừng cây vương muốn thiếu, một cái ghê tởm màu đỏ lưỡi dài ở hươu cao cổ trong miệng loạn ném, kia đầu lưỡi liền cùng ếch xanh đầu lưỡi giống nhau, chẳng qua càng thêm trường cùng thô. Bựa lưỡi thượng che kín gai ngược, nếu bị quát một chút, đều đến mang một tầng da. Ở Đường Hào nhìn chằm chằm hươu cao cổ trong khoảng thời gian này, hươu cao cổ lại lần nữa phát ra công kích, trong miệng lưỡi dài thẳng tắp chiều Đường Hào đạn tới, liền cùng ếch xanh vồ mồi khi giống nhau như đúc. Này lưỡi dài liên tiếp xỏ xuyên qua mấy cây đại thụ, như cụ thế tới rào rạt, có thể thấy được uy lực của nó. Đường Hào xem trong lòng run sợ, trên chân động tác không khỏi lại nhanh vài phần. Giống, một đạo tiếng hô. Từ Đường Hào bên cạnh truyền đến, tại đây đồng thời, một chương tràn ngập tanh hôi bồn máu mồm to chiều Đường Hào cắn tới. Đường Hào sợ tới mức phát ra một tiếng thét chói tai, giờ khắc này, hắn cơ hồ bộc phát ra toàn bộ thực lực, mới khó khăn lắm tránh thoát này chương bồn máu mồm to. Xé kéo một tiếng, Đường Hào chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, chính mình phía sau quần áo ngạnh sinh sinh bị kia chương bồn máu mồm to xé đi xuống. Đây là một con hình thể siêu đại hà mã. Đường Hào nhìn đến này hà mã hai mắt giữa, cũng là màu đỏ tươi một mảnh. Đừng sững sờ, chạy mau. Trương Huyền hét lớn một tiếng, giờ phút này Trương Huyền, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng có một cổ nói không nên lời bạo ngược. Đối mặt này đó thực nghiệm thể, Trương Huyền trong óc giữa có một cái xúc động, đó là đem này đó thực nghiệm thể toàn bộ chém giết, sau đó ăn luôn. Cái này ý tưởng, làm Trương Huyền đều có chút sợ hãi, hắn thậm chí không dám quay đầu lại kéo lên Đường Hào một phen, theo tiếng tim đập nhanh hơn. Trương Huyền trong lòng kia cổ xúc động càng ngày càng áp chế không được. Hai người ở thăm dò cái này phương hướng khi, đi rồi 3 ngày, nhưng lại là thật cẩn thận thăm dò, tốc độ rất chậm, hơn nữa chung quanh phạm vi cũng rộng, cho nên nghe là 3 ngày, nhưng thẳng tắp khoảng cách cũng không phải rất xa. Hiện tại, đương hai người bộc phát ra toàn bộ tốc độ sau, kia hiệu suất gần đây khi, mau thượng gấp 100 lần. 3 ngày trước nhìn thấy kia hồ Hắc Thủy, ở hai người chạy như điên 40 phút sau. Xuất hiện ở hai người trước mắt. Ca, vòng bất quá đi a, như thế nào tất cả đều là quái vật. Đường Hào sắc mặt tái nhợt nhìn quay chung quanh ở hắc hồ hai bên thực nghiệm thể, hắn hiện tại sợ tới mức, đã trực tiếp xưng này đó vì quái vật, hắn nhìn đến, này đó thực nghiệm thể, toàn bộ đều hai tròng mắt màu đỏ tươi, giống như đã chịu nào đó kích thích giống nhau. Từ hồ thượng quá, Trương Huyền hét lớn một tiếng, chạy đến bên hồ, dùng sức nhảy dựng. Này mặt hồ cũng không rộng mở, đại khái một cái sân bóng như vậy đại, chẳng qua là thuộc về dựng hoành ở Trương Huyền hai người trước mặt, nếu là hoành, bằng vào hai người thân thủ,
dùng sức nhảy, không sai biệt lắm có thể trực tiếp lướt qua đi. Này dựng gần nhất, hai người cần thiết đến trên mặt hồ đặt chân, lại lần nữa nhảy lấy đà. Đường Hào mắt thấy Trương Huyền ở bên hồ dùng sức nhảy dựng, hắn tâm ném không được, Đường Hào chính là rõ ràng nhớ rõ, này trong hồ, có một con phá lệ khủng bố sinh vật A. Nhưng chung quanh dũng lại đây thực nghiệm thể càng ngày càng nhiều, Đường Hào cũng bất chấp như vậy nhiều, Trương Huyền đều đã nhảy, hắn tự nhiên không có khả năng đãi ở chỗ này chờ chết. Một cái chạy lấy đà sau, Đường Hào đem sở hữu khí đều áp xúc ở dưới chân, theo sau như một viên đạn pháo, phóng lên cao. Những cái đó hai mắt màu đỏ tươi thực nghiệm thể nhìn Trương Huyền cùng Đường Hào đều nhảy đến trên mặt hồ phương, theo sau hướng mặt hồ rơi đi, tất cả đều phát ra không cam lòng giống giật, theo sau, đem răng nhọn trương hướng về phía bên cạnh thực nghiệm thể. Đường Hào đang ở trên mặt hồ không, vẻ mặt khẩn trương nhìn mặt hồ. Bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Tới, Đường Hào trong lòng căng thẳng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Cũng liền tại đây đồng thời, một trương bồn máu mồm to, từ Đường Hào dưới thân xuất hiện. Đường Hào sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, hắn rõ ràng đã thời khắc chú ý mặt hồ, nhưng này lùa cá tốc độ, quá nhanh, liền giống như một đạo tia chớp, bồn máu mồm to liền đã đi tới chính mình dưới thân. Tốc độ này, Đường Hào liền xem đều thấy không rõ, càng không cần để làm ra phản ứng. Lan, một đạo tiếng giống giận vang lên, đã lạc như nước chung Trương Huyền, dùng sức bắt lấy lùa cá kia thô tráng đuôi cá. A, Trương Huyền phát ra một tiếng giống to, dùng sức ném động đuôi cá. Nguyên bản Đường Hào đều có thể cảm nhận được lùa cá kia một ngụm răng nanh sắc bén, giờ phút này bởi vì Trương Huyền tại hạ phương phát lực, Đường Hào sinh sôi từ lùa cá trong miệng nhặt về một cái mệnh tới. Lùa cá rơi vào trong nước, bắn khởi một tảng lớn bọt sóng. Đường Hào lấy một cái tự do vật rơi phương thức, hướng trong hồ nước rơi đi, ở Đường Hào sắp rơi xuống nước là lúc, hắn cảm giác có một cổ cự lực nâng lên chính mình, vừa thấy, là Trương Huyền dùng tay nâng chính mình đế giày. Chạy mau, hướng phòng thí nghiệm chạy, mau, Trương Huyền cánh tay dùng sức, giống như ném quả tạ giống nhau, đem Đường Hào dùng sức ném đi ra ngoài. Ca, Đường Hào hét lớn một tiếng. Hắn thật sự không nghĩ tới, Trương Huyền thế nhưng cam nguyện rơi vào trong hồ, đối mặt lùa cá, mà cho chính mình sáng tạo mạng sống cơ hội. Ở Trương Huyền không tín nhiệm Đường Hào thời điểm, Đường Hào đồng dạng cũng không có hoàn toàn tín nhiệm Trương Huyền. Nhưng tại đây một khắc, Đường Hào, hoàn toàn tin. Chương 1012, toàn trọng thương. Trương Huyền nửa cái thân mình lộ ra mặt hồ, tiễn đi Đường Hào, hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trái tim chỗ thùng thùng thanh, mãi cho đến hiện tại, cũng không có đình chỉ, ngược lại càng lúc càng nhanh, liền Trương Huyền cá nhân tính toán, ít nhất đạt tới một giây đồng hồ 150 thứ tốc độ, cái này tốc độ, là thai nhi ở mẫu thân trong cơ thể phát dục khi mới có. Đồng dạng, Trương Huyền đáy lòng chỗ cái loại này táo bạo, càng ngày càng khó lấy khắc chế, thậm chí đã tới rồi, muốn giết chết trước mắt sở hữu vật còn sống nông nỗi. Trương Huyền đơn giản tuyển đến nơi đây. Đem đáy lòng này cổ táo bạo phát tiết ra tới, bằng không chờ về tới phòng thí nghiệm, Trương Huyền tuyệt đối sẽ không hoài nghi, chính mình nhất định sẽ khắc chế không được làm thịt Đường Hào, nhưng lý tính nói cho Trương Huyền, muốn cùng Andre đối kháng, Đường Hào là mấu chốt. Món lòng, liền thừa ngươi cùng ta, đến đây đi, làm ta nhìn xem, Sơn Hải Kinh Trung ghi lại lùa cá, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Trương Huyền khẩn nhìn chằm chằm mặt hồ. Một đạo hắc ảnh, chậm rãi từ đáy hồ tiếp cận Trương Huyền. Theo sau nhảy ra mặt nước, mở ra bồn máu mồm to. A, vẫn là đánh lén này xiếc mà thôi. Trương Huyền phía sau, một đạo hùng ưng hư ảnh ngưng tụ, ưng chảo chụp vào nhảy ra mặt hồ lùa cá. Ở Trương Huyền đáy lòng, không riêng có giết chóc dục vọng, còn có một loại cắn nuốt dục vọng, nhưng đối những cái đó gen hỗn tạp thực nghiệm thể, Trương Huyền thật sự không dám, những cái đó thực nghiệm thể chung, ai biết sẽ có thứ gì, vạn nhất đem chính mình làm người không người quỷ không quỷ làm sao bây giờ, đơn giản. Trương Huyền liền tuyển một cái mạnh mẽ đối thủ, trước đánh lại nói, chẳng sợ muốn nuốt, chỉ nuốt một cái, cũng so hạt ăn muốn tốt hơn nhiều. Đen nhánh trên mặt hồ, hùng ưng hư ảnh, cùng lùa cá sinh ra lần đầu tiên va chạm, bọt sóng văng khắp nơi. Bên hồ, vô số thực nghiệm thể, tất cả đều màu đỏ tươi hai mắt, cho nhau cắn xé. Đường Hào liều mạng chạy về phòng thí nghiệm, ở lướt qua hắc hồ một đoạn này lộ trình thượng, hắn đã chịu không biết bao nhiêu lần tập kích. Hiểm chi lại hiểm tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này đã cả người là huyết, trên đùi một cái vết thương thâm có thể thấy được cốt. Cũng may có rừng cây vương uy hiếp, phòng thí nghiệm này, cũng không có thực nghiệm thể tụ tập, nếu không Đường Hào tuyệt đối vô pháp tồn tại trở về.
Tiến phòng thí nghiệm, Đường Hào liền nghe được một trận gào giống thanh, hắn nhìn đến, bị nhốt ở lồng sắt rừng cây vương, lúc này đồng dạng hai mắt màu đỏ tươi, không ngừng ở trong lồng loạn đâm, bất quá lấy rừng cây vương sợ chịu thương, nó là phá không được này lồng sắt. Đường Hào yên lòng, ánh mắt chiều phòng thí nghiệm ngoại nhìn lại. Ca. Đường Hào mới vừa phát ra một chữ, liền trước mắt tối sầm, một đầu tài tới rồi trên mặt đất, những cái đó tập kích hắn thực nghiệm thể chung, không thiếu một ít có chứa thần kinh độc tố thực nghiệm thể. Đường Đường Hào trợn mắt khi, hắn cũng không biết qua bao lâu, nơi này không có thời gian, không có đêm tối ban ngày, Đường Hào trở về thời điểm, cũng không chú ý quá nghiên cứu thiết bị thượng thời gian, căn bản không biết chính mình hôn mê bao lâu, chiều bên cạnh nhìn thoáng qua, tối hôm qua hai mắt màu đỏ tươi, không ngừng gào giống rừng cây vương đã an tĩnh ghé vào trong lồng, nhắm mắt lại. Đường Hào nỗ lực muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình hai chân cùng cánh tay phải căn bản là không chịu khống chế, toàn bộ ở vào tê mỏi trạng thái, hít sâu một hơi, Đường Hào muốn ngưng tụ chút khí ra tới, chỉ tiếc, kia độc tố quá mức mãnh liệt, hắn căn bản là vô pháp làm được, rốt cuộc, khí ngưng tụ, là yêu cầu tự thân cơ bắp tới phụ trợ. Đường Hào chiều phòng thí nghiệm ngoài cửa nhìn thoáng qua, một cái cả người là huyết người, chính ghé vào phòng thí nghiệm cửa. Đường Hào trên mặt đại lộ vui mừng, kinh hỉ giống lên một tiếng, ca. Ngoài cửa nằm bò, kia cả người là huyết người, không phải Trương Huyền còn có ai. Bất quá hiển nhiên, Trương Huyền cũng bị thương không nhẹ, ở vào hôn mê trạng thái, căn bản nghe không được Đường Hào tiếng la, càng đừng nói đáp lại hắn. Đường Hào dùng chỉ có thể sử dụng một con tay phải, dùng sức hướng cửa bò đi. Thần ẩn hội tiểu thế giới chung. Áo Tang cùng Andre còn đứng ở kia bức tường trước. Áo Tang đè xuống trên đầu đấu lạp, phát ra khàn khàn thanh âm, Andre khống chế sử, ngươi nói này đều năm ngày, Trương Huyền còn không có ra tới, tiểu tử này, sẽ không chết ở bên trong đi. Andre hừ lạnh một tiếng, như thế nào, Áo Tang, ngươi thực không hy vọng chúng ta châu Âu thần ẩn hội được đến 18 tầng địa ngục hạ bí mật. Ta chỉ là đáng tiếc một thiên tài, phải biết rằng, nhà ta đại nhân chính là thực coi trọng Trương Huyền, nếu tiểu tử này thật ra chuyện gì, nhà ta đại nhân cũng sẽ không dễ dàng nguôi giận. À, Andre khinh thường cười, Áo Tang, ngươi cũng không cần lấy sở tranh đại nhân tới áp ta, Trương Huyền đã là tiếp thu ngục tốt chức, hiện tại về ta quản hạt, hắn chết sống, sở tranh đại nhân cũng kém không được cái gì tay, huống hồ, là hắn khăng khăng xông vào luyện ngục chỗ sâu trong, thật muốn ra không được, cũng là đi tìm những cái đó thực nghiệm thể. Andre nói xong, vung tay áo, chính ngươi chậm rãi tại đây chờ đi, ta còn có chút việc cần hoàn thành. Andre nói xong, quay đầu liền đi. Áo Tang nhìn chằm chằm trước mặt này bức tường, lẩm bẩm nói, ngươi tiểu tử này, nhưng không giống như là dễ dàng chết người a, đừng quên, bối ở trên người của ngươi sứ mệnh, có quá nhiều, ai? Luyện ngục phòng thí nghiệm giữa. Khoảng cách Trương Huyền bọn họ cùng ngày đào vong, đã qua đi suốt 7 ngày thời gian. Đường Hào cũng là ở phía trước một ngày, mới từ phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu tìm được rồi cái loại này thần kinh độc tố thanh trừ biện pháp, cho chính mình giải độc. Đến nỗi Trương Huyền, còn lại là nằm ở lầu 3 ký túc xá chung, hắn toàn thân, tràn ngập lớn lớn bé bé thượng trăm đạo thương khẩu, này đó miệng vết thương giữa, đều mang theo tàn lưu khí, một chốc một lát rất khó khép lại, trừ phi Trương Huyền có thể đem này đó khí toàn bộ bài xuất. Đường Hào bất đắc dĩ, chỉ có thể từ hòm thuốc nhảy ra một ít cầm máu dược cấp Trương Huyền dùng tới, lại cột lên băng gạc. Trương Huyền vẻ mặt chua xót, chính mình đã bao lâu, không bị như vậy đối đãi, lấy hắn hiện tại thể chất, bình thường miệng vết thương, ở bác sĩ tới phía trước phòng trừng liền khép lại. Ca, cảm giác thế nào a? Đường Hào đi đến mép giường, hắn hiện tại đối Trương Huyền, đó là một lòng cảm kích, hắn biết rõ, nếu không có Trương Huyền, chính mình hiện tại cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Trương Huyền đáp, kia cá chính là thân thể tráng, khí cảnh giới không có rất cao, cùng ta giống nhau hóa hình, lại có một ngày thời gian, ta là có thể đem trong cơ thể tàn lưu khí bài xuất đi. Trên thực tế, Trương Huyền sớm tại một ngày trước, là có thể thu phục trong cơ thể tình huống, bất quá vì che giấu thực lực, hắn vẫn là đều nằm mấy ngày. Nghe được Trương Huyền nói như vậy, Đường Hào thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau vẻ mặt sùng bái nói, ca, ngươi cũng quá ngưu bức đi. Ta hôm nay từ theo dõi thượng nhìn đến lua cá, nó nửa cái thân mình cũng chưa, ngươi chỉ là hóa hình cảnh a. Kia đồ vật ta thấy nó cùng một con bá chủ đánh quá, cái kia bá chủ lúc ấy chính là xé một người ngưng khí cảnh đâu, ngươi thế nhưng có thể đem lua cá đánh thành như vậy. Chẳng phải là nói, ngươi hiện tại mới hóa hình, liền so ngưng khí cảnh cao thủ còn lợi hại.
Trương Huyền cười khổ một tiếng, tìm cái lấy cớ, nào có đơn giản như vậy, ngày đó còn có một cái thực nghiệm thể chạy tới, cùng lua cá đánh lên, ta nhân cơ hội chạy, ta đánh thắng được nó. Ngươi cũng quá coi trọng ta đi. Chương 1013, đi ra ngoài biện pháp. Hảo đi, Đường Hào nghe Trương Huyền nói như vậy, cũng không nghĩ nhiều cái gì, rốt cuộc hắn cũng có chút không thể tin được, lùa cá ăn qua một con bá chủ, cái kia bá chủ sinh xé quá ngưng khí cao thủ, nếu Trương Huyền chỉ là hóa hình là có thể đánh thắng được lùa cá, này cũng có chút quá không thể tưởng tượng. Trương Huyền nằm ở trên giường, nhớ lại ngày đó chiến đấu, còn có chút lòng còn sợ hãi. Chân chính tình huống, đương nhiên không giống hắn nói như vậy, lại có một con thực nghiệm thể nhảy vào chiến trường. Xé rách lùa cá nửa cái thân mình, là Trương Huyền trên người cất giấu kia đem đoạn kiếm, đương nhiên, chuyện này, Trương Huyền cũng không tính toán cấp bất luận kẻ nào lộ chân tướng, kia đoạn kiếm uy lực, hoàn toàn toàn vượt quá Trương Huyền tưởng tượng. Lại là một ngày qua đi, Trương Huyền dỡ xuống trên người băng vải, bên ngoài cơ thể miệng vết thương đã khôi phục không sai biệt lắm, một hồi đại chiến. Làm hắn nguyên bản quần áo đã hoàn toàn tổn hại, chỉ có thể từ ký túc xá giữa tìm chút khác quần áo tới xuyên. Ca, ngày đó rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Nghẹn mấy ngày Đường Hào, nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, như thế nào sở hữu thực nghiệm thể đều bạo động, hơn nữa ngày đó ngươi cũng giống nhau, hai mắt màu đỏ tươi, nhưng đem ta cấp sợ hãi. Đây cũng là ta hỏi ngươi, Trương Huyền bộ một kiện không ai xuyên qua áo trên, ngươi phía trước nói. Nơi này có một cái nguồn năng lượng thể, vẫn luôn cung ứng toàn bộ phòng thí nghiệm vận chuyển, cái kia nguồn năng lượng thể là cái dạng gì? Đường Hào lộ ra một bộ suy tư bộ dáng, theo sau đáp, đại khái bộ dáng, hẳn là một cái màu đỏ tinh thể, cái này năng lượng thể đặt ở tầng hầm ngầm vật chứa, chung quanh đều là thực nghiệm thể, ta cũng không có gần gũi xem qua. Quả nhiên, Trương Huyền ánh mắt một ngưng. Tại đây mấy ngày nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Trương Huyền cẩn thận hồi ức ngày đó phát sinh ở chính mình trên người sự, loại cảm giác này, hắn đã từng có một lần, là lúc trước ở trên đảo hắn tự mình thí nghiệm hỏa tinh nội năng lượng thời điểm gặp được. Hiện tại nghe Đường Hào như vậy một hình dung, Trương Huyền khẳng định, cái kia nguồn năng lượng thể, tuyệt đối là hỏa tinh. Hỏa tinh nội năng lượng sẽ cho cảm xúc mang đến ảnh hưởng rất lớn. Đường Hào quan sát Trương Huyền biểu tình, suy đoán nói, ca, ngày đó sự, cùng cái kia nguồn năng lượng thể có liên hệ sao? Trương Huyền gật gật đầu, người phía trước nói, những cái đó thực nghiệm thể, tất cả đều đối cái kia nguồn năng lượng có hứng thú. Đúng vậy, Đường Hào đáp, không chỉ là có hứng thú, ta quan sát quá những cái đó thực nghiệm thể, chúng nó nhìn về phía cái kia nguồn năng lượng ánh mắt, phá lệ khát vọng, thả đều mang theo một loại cắn nuốt dục vọng, chúng nó là muốn đem kia khối nguồn năng lượng ăn luôn, bất quá không biết vì cái gì, ai cũng không dám động thủ trước. Chúng nó đương nhiên không dám động thủ. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, kia khối năng lượng thể giữa, ẩn chứa thật lớn nguồn năng lượng dự trữ, nếu bộc phát ra tới, không chút nào khoa trương nói, tương đương với mấy cái nhà máy năng lượng nguyên tử cùng nhau nổ mạnh, hiện tại cắn nuốt, đó chính là tự tìm tử lộ, chúng nó là đang đợi, chờ cái kia năng lượng thể tiêu hao không sai biệt lắm. Ca, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục tìm ra khẩu sao? Đường Hào hỏi, hiện tại, Đường Hào đã hoàn toàn đem Trương Huyền trở thành người tâm phúc. Hết thảy đều nghe Trương Huyền chỉ thị. Không, Trương Huyền lắc lắc đầu, ngày đó ta đã quan sát quá, cái này phòng thí nghiệm, đều không phải là kiến tạo ở cái này tiểu thế giới nhập khẩu, mà là kiến tạo ở chỗ sâu nhất, chỉ sợ những người này, chính là ôm không hoàn thành thực nghiệm không rời đi tâm thái tới, chúng ta muốn từ cái này tiểu thế giới tìm ra lộ, trừ phi có thể một đường giết đến cuối đi. Vừa nghe lời này, Đường Hào đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, không có khả năng, những cái đó thực nghiệm thể quá nhiều. Đừng nói hai ta, chính là tới thượng mười mấy ngưng khí cảnh cường giả, cũng đều không có một đường giết qua đi khả năng. Cho nên, chúng ta yêu cầu, nghĩ biện pháp khác. Trương Huyền đem ánh mắt, nhìn về phía kia chỉ bị nhốt ở trong lồng hắc hầu, tới, ngươi hiện tại đi tuần tra nghiên cứu tư liệu, ta yêu cầu biết, này đó thực nghiệm thể giữa, có cái nào, là lực phòng ngự mạnh nhất. Lực phòng ngự, Đường Hào nghi hoặc ở trong đại sảnh bận việc lên. Ở Đường Hào tìm đọc tư liệu đồng thời. Trương Huyền cũng không nhàn rỗi, không ngừng ở toàn bộ phòng thí nghiệm nội xuyên qua. Cứ như vậy, lại là một ngày qua đi. Đường Hào tròng trắng mắt giữa che kín hồng tơ máu, hắn ngày này thời gian, cơ hồ một khắc cũng chưa nhàn rỗi, nhìn chằm chằm những cái đó nghiên cứu tư liệu mãnh xem, ca, ta tra được, dựa theo phản tổ minh cấp ra gen công thức tới nói, lực phòng ngự mạnh nhất, là canh giữ ở bên ngoài tiểu thế giới chung cái kia tuổi nhỏ ba xà,
nó trên người vảy, có thể nhẹ nhàng chống đỡ đạn xuyên thép, này bản thân chính là phản tổ minh hướng cỗ máy chiến tranh phương hướng chế tạo. Chống đỡ đạn xuyên thép, Trương Huyền lộ ra một phen suy tư bộ dáng, nếu là xà nói, vậy phương tiện nhiều. Đường Hào vừa quay đầu lại, liền thấy Trương Huyền ôm một đống lớn dễ châm phẩm ở phòng thí nghiệm chính giữa đại sảnh. Ca, người đây là muốn làm cái gì a? Đường Hào trong lòng, có một loại dự cảm bất hảo. Trương Huyền vẻ mặt nhẹ nhàng nói, nếu chúng ta sát không ra đi, vậy tưởng cái biện pháp, thông qua ngoại lực sát đi ra ngoài, tổng không có khả năng vẫn luôn nghẹn chết ở chỗ này, ta tính thời gian, ta từ tiến vào đến bây giờ, đã qua đi nửa tháng, chẳng lẽ tưởng tượng, cả đời đãi ở chỗ này sao? Không, đương nhiên không nghĩ, Đường Hào không có bất luận cái gì suy tư liền trả lời, ta tại đây đãi đã hơn một năm, cảm giác tinh thần đều phải hỏng mất. Đó chính là, bế lên mấy thứ này, cùng ta tới. Trương Huyền ôm mấy quản TNT thuốc nổ đi hướng tầng hầm ngầm phương hướng, phản tổ minh khai phá nơi này, không thiếu tạc sơn, loại này thuốc nổ thật sự là quá nhiều. Đường Hào nhìn chằm chằm Trương Huyền trong tay thuốc nổ, bỗng nhiên nghĩ đến Trương Huyền ngày hôm qua đối cái kia nguồn năng lượng thể giới thiệu, biểu tình sửng sốt, ca, ngươi không phải là. Không tồi, này đó thực nghiệm thể lại khủng bố, ta cũng không tin, chúng nó có thể để được hạch bạo. Hạch bạo, bị người cho rằng là không nên tồn tại với thế giới này lực lượng, đây là một loại trung cực năng lượng phóng thích, chịu đựng quá hạch bạo địa phương, thậm chí vài thập niên, thượng trăm năm đều sẽ không có một ngọn cỏ, đất khô cằn một mảnh. Trương Huyền thừa nhận, phản tổ minh chế tạo này đó thực nghiệm thể là rất mạnh hoành, nhiều trọng gen dung hợp, làm này đó thực nghiệm thể có được khó mà tin được năng lực, nhưng muốn nói có thể chống lại hạch bạo, Trương Huyền đó là tuyệt đối không tin. Nếu thực sự có sinh vật có thể chống lại hạch bạo, như vậy tuyệt đối có thể nhẹ nhàng quét ngang, toàn bộ thế giới. Trương Huyền mang theo Đường Hào đi vào phòng thí nghiệm tầng trừ một, còn ở thang lầu, Trương Huyền cùng Đường Hào liền nghe được từng đợt thô nặng tiếng hít thở truyền đến, này đó tiếng hít thở giữa, mang đến một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách, tất cả đều là chút thực lực mạnh mẽ thực nghiệm thể. Trương Huyền lúc trước cũng xuống dưới quá tầng trừ một một lần, gặp qua nơi này trường hợp, cũng xác định, cái kia nguồn năng lượng, chính là hỏa tinh. Một khối chừng trẻ con nắm tay lớn nhỏ hỏa tinh. Hỏa tinh bị phong ở một cái vật chứa giữa, Trương Huyền cự ly xa quan sát quá cái kia vật chứa khởi động trang bị, là hoàn toàn có thể mở ra. Ở kia vật chứa chung quanh, bò không dưới 30 chỉ thực nghiệm thể, này đó thực nghiệm hình thể thái khác nhau, có nhân hình, có hình thú, cũng có nửa người nửa thú tồn tại, mỗi một cái, đều gắt gao nhìn chằm chằm vật chứa nội hỏa tinh. Chương 1014, kíp nổ. Trương Huyền dùng ánh mắt ý bảo Đường Hào đem những cái đó thuốc nổ tất cả đều đặt ở tầng trừ một lối vào, theo sau ném cho Đường Hào một cái Trương Huyền chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới giản dị khống chế khí, cái này khống chế khí có thể khống chế thuốc nổ kíp nổ. Đường Hào tràn ngập nghi hoặc nhìn Trương Huyền. Trương Huyền hạ giọng nói, ngươi liền tại đây chờ, trong chốc lát nghe ta chỉ huy, ta nói động thủ thời điểm, ngươi liền đem này thuốc nổ ném xuống, hẳn là có thể thúc giục cái này nguồn năng lượng nổ mạnh. Ca. Chúng ta đây đến lúc đó làm sao bây giờ a? Hạch bạo một khi phát sinh, trước hết chết, nhất định là hai ta. Đương nhiên là dựa vào cái kia ba xà. Trương Huyền khóe miệng treo lên một nụ cười, người chuẩn bị sẵn sàng. Trương Huyền quay người trở lại phòng thí nghiệm một tầng, lập tức đi đến quan trụ rừng cây vương lồng sắt trước, nhắc tới lồng sắt, theo sau mở ra lúc trước chăn nuôi ba xà nhà giam, chiều cái kia hầm ngầm nội nhảy xuống. Dọc theo đường đi, Trương Huyền nhanh hơn bước chân. Chỉ dùng 10 phút tả hữu, liền tới đến ngày đó đi theo Đường Hào nhảy xuống địa phương. Trương Huyền chú ý tới, ở cái này hầm ngầm phía trên, đã không thấy thân cây bóng dáng, một cái đại đại chỗ hổng hiện ra ở nơi đó. Trương Huyền hít sâu một hơi, từ trong lòng móc ra kia đem đoạn kiếm, duỗi đến trong lồng. Ở đoạn kiếm tiếp cận này lồng sắt thời điểm, lung nội rừng cây vương liền bắt đầu run rẩy lên. Chờ đến Trương Huyền đem đoạn kiếm vói vào lung nội. Rừng cây vương lập tức phát ra tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai. Rừng cây vương tiếng kêu vừa ra, Trương Huyền liền nghe được một trận gào giống thanh từ phía trên truyền đến, là kia chỉ tuổi nhỏ ba xà không chạy. Trương Huyền sắc mặt vui vẻ, kia tuổi nhỏ ba xà, quả nhiên là sợ hãi này chỉ rừng cây vương, nhưng đồng thời đối rừng cây vương cũng phi thường mơ ước. Trương Huyền đơn giản đem đoạn kiếm phóng tới rừng cây vương trên người, theo sau dùng sức một hoa, một chuỗi máu tươi. Theo lung đế chảy xuôi tới rồi mặt đất. Chi! Rừng cây vương lại lần nữa phát ra một tiếng tràn ngập kinh sợ tiếng thét chói tai. Giống! Một cái thật lớn hình tam giác đầu, cũng vào giờ phút này,
đột nhiên thăm tiến hầm ngầm giữa, một đôi phát ra lục mang hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, nói đúng ra, là nhìn chằm chằm Trương Huyền trong tay lồng sắt. Rừng cây vương chảy ra máu tươi, đối ba xà tới nói, có một loại vô pháp chống đỡ lực. Trương Huyền khóe miệng một liệt, lại lần nữa huy đao, lại ở rừng cây vương trên người chế tạo ra tới một đạo miệng vết thương, máu tươi tức khắc vẩy ra đi ra ngoài, bắn đến ba xà kia thật lớn đầu phía dưới. Ba xà tròng mắt quay tròn chiều hạ nhìn lại, như người cánh tay thô xà tin chậm rãi liếm láp ngầm máu, đột nhiên, ba xà mở ra bồn máu mồm to, phát ra một tiếng gào giống, kia hình tam giác đầu, như một viên đạn pháo chiều Trương Huyền vọt tới. Trương Huyền vừa thấy này chạng, bắt lấy lồng sắt, nhanh chân liền chạy. Ba xà sẽ dùng ba lô tới dụ dỗ con mồi, đã cụ bị bước đầu tự hỏi năng lực, cho nên hiện tại ba xà rất rõ ràng, kia bị nhốt ở lồng sắt rừng cây vương, đã không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu, hiện tại rừng cây vương, chính là một cái cực phẩm mỹ vị. Ba xà tốc độ thực mau, Trương Huyền liền tính dùng hết toàn lực, tốc độ đều so ba xà muốn chậm hơn một ít. Mắt thấy Trương Huyền liền phải bị ba xà đuổi theo, kia màu đỏ tươi xà tin, đã muốn quấn lên Trương Huyền chân lỏa, thời khắc mấu chốt. Trương Huyền dùng sức nhảy ra này ngầm thông đạo, đi tới ban đầu chăn nuôi ba xà nhà giam chung, theo sau bay nhanh chiều phòng thí nghiệm nội phóng đi. Nơi này nguyên bản chính là ba xà địa bàn, đối với cái này nhà giam, ba xà so Trương Huyền còn muốn quen thuộc, thật lớn thân hình nhảy vào mặt đất, ba xà phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú, động vật bản năng nói cho nó, nếu chính mình cắn nuốt rừng cây vương, như vậy chính mình sẽ trở nên càng cường đại hơn, thậm chí nhảy trở thành thế giới này giữa nhất vô địch tồn tại. Ba xà trong mắt tràn ngập mãnh thú tham lam, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Huyền trong tay nhà giam. Trương Huyền đang đi tới phòng thí nghiệm tầng trừ một nhập khẩu, cố tình đợi ba xà 2 giây. Đợi cho ba xà vào tới phụ cận khi, Trương Huyền xoay người liền chạy, đồng thời hét lớn, động thủ. Đang ở tầng trừ một cùng một tầng tiếp lời chỗ Đường Hào, trợn mắt nhìn kia chịu tải nguồn năng lượng dụng cụ chậm rãi mở ra, lộ ra nguồn năng lượng bản thể, những cái đó phủ phục ở nguồn năng lượng phụ cận thực nghiệm thể. Giờ phút này đồng thời bò lên thân, mắt lộ ra tham lam nhìn chằm chằm kia khối màu đỏ nguồn năng lượng, trong miệng không ngừng phát ra gào giống thanh. Ngay sau đó, Trương Huyền giống lên một tiếng truyền đến, những cái đó thực nghiệm thể, theo bản năng liền đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Đường Hào thuận tay đem những cái đó đã sớm buộc chặt tốt TNT thuốc nổ hướng phía dưới một ném, ngay sau đó, ấn xuống kíp nổ khí. Oanh! Một đạo thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, tại đây một khắc. Đường Hào chỉ cảm thấy chính mình lỗ tai một trận vù vù, một cổ cường đại dòng khí nháy mắt đem Đường Hào ném đi, tại đây cường đại dòng khí hạ, Đường Hào liền giống như sóng thần chung một diệp thuyền con, có vẻ như vậy bất kham. Ở Đường Hào bị sốc phi phương hướng, Đường Hào trơ mắt nhìn Trương Huyền cầm trong tay một cái lồng sắt, đi nhanh chạy tới, ở Trương Huyền phía sau, còn đi theo một cái, đã mở ra bồn máu mồm to ba xà. Tại đây cổ nổ mạnh dòng khí đánh sâu vào hạ. Đường Hào vô pháp ức chế chiều ba xà kia bồn máu mồm to chung bay đi, theo sau, hắn cùng Trương Huyền cùng nhau, bị nuốt vào cự mãng trong miệng. Một cổ tanh hôi vị đồng thời truyền tiến Trương Huyền cùng Đường Hào trong mũi, đồng thời hai người đều cảm giác được thân thể chung quanh tràn ngập một cổ dịch nhầy, làm người lại ghê tởm lại khó chịu. Xà ăn cơm phương thức, là đem con mồi chỉnh thể nuốt vào trong bụng, theo sau, xà bên trong hệ tiêu hóa sẽ điên cuồng vận tác, nó sự trao đổi chất tốc độ kịch liệt nhanh hơn. Nó khí quan sẽ nhanh chóng tăng đại đến so bình thường kích cỡ 2 đến gấp 3, đồng thời phóng thích đại lượng môi tới tiêu hóa đồ ăn. Trương Huyền thanh âm, chậm rãi vang lên, ở cái này trong quá trình, chúng ta còn xem như sống được. Ca, ngươi là tưởng. Ở phía trước, ta phát hiện cái này phòng thí nghiệm có một bộ tự mình hủy diệt trình tự, là phản tổ minh lưu lại, ta thích hợp nghiên cứu một chút này bộ trình tự, phát hiện này tự mình hủy diệt phương thức, chính là thông qua kíp nổ trung ương nguồn năng lượng. Tới phá hủy toàn bộ tiểu thế giới, tính tính thời gian, hẳn là, chính là hiện tại. Trương Huyền thanh âm vừa ra, một cổ không cách nào hình dung thanh âm, ở Trương Huyền cùng Đường Hào bên tai vang lên, loại này thanh âm, giống như cái loại này kim loại tương giao lúc sau âm dung. Ngay sau đó, hai người chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh yên tĩnh, giống như tại đây một khắc, cái gì đều nghe không được, ngay cả đại não, đều là trống rỗng. Trương Huyền hơi hơi há mồm, ở ba xà trong bụng, hắn khẩu hình là. Hạch bảo, tiểu thế giới giữa, những cái đó thân cây vì màu đen che trời đại thụ, cơ hồ ở nháy mắt, toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lùa cá sở cư trú màu đen hồ nước bắt đầu sôi trào. Tiểu thế giới phía trên 100 mét chỗ, đang ở bình thường sinh hoạt mọi người,
chỉ cảm thấy mặt đất ở phát sinh kịch liệt đong đưa, từng đạo vết rách từ mặt đất xuất hiện, đây là một lần có thể nói khủng bố động đất. Này hết thảy, tới mau, đi cũng mau. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền mở hai mắt, hắn có thể nhìn đến trước mặt cảnh tượng, như cũ là một mảnh đen nhánh, chẳng qua, này đen nhánh không hề nơi phát ra với ba xà bụng, mà là cháy đen đại địa. Chương 1015, sống sót. Hỏa tinh giữa, ẩn chứa cực cao năng lượng, ở đêm này kíp nổ khi, có thể sinh ra so hạch bạo còn muốn khủng bố lực đánh vào. Nhưng hạch bạo, nhất khủng bố, không phải nổ mạnh khi sở tạo thành đánh sâu vào, mà là trong đó ẩn chứa hạch hóa chất, sẽ làm một mảnh thổ địa, ở trăm năm giữa, đều không thể dựng dục bất luận cái gì sinh mệnh. Lần này nổ mạnh, chỉ là có hạch bạo uy lực, cũng không có hạch vật chất tồn tại, cũng đúng là như vậy, Trương Huyền mới dám kíp nổ hỏa tinh, nếu không, chỉ là kia tiết lộ ra hạch vật chất, đều đủ hắn uống một hồ, chẳng sợ sẽ không thân chết, bệnh căn cũng tuyệt đối sẽ lưu lại. Trương Huyền lột ra ba xà chết ra, chui đi ra ngoài, trên người hắn dính đầy ba xà trong cơ thể dịch nhầy, những cái đó dịch nhầy ở hỏa tinh nổ mạnh cực nóng hạ đã hoàn toàn làm ở Trương Huyền trên người, liền cùng ba dây keo dán sát vào làn da giống nhau, phá lệ khó chịu, phí nửa ngày kính, mới có thể xé xuống một tầng tới. Trương Huyền quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện ba xà mềm như bông nằm trên mặt đất, nó trên người vảy, đã toàn bộ biến mất không thấy, vảy hạ huyết nhục, cũng đều phát ra một cổ tiêu hồ hương vị, kia viên thật lớn hình tam giác đầu, đã biến mất hơn phân nửa. Trương Huyền hít sâu một hơi, lúc này đây, coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Rốt cuộc về này ba xà lực phòng ngự rốt cuộc mạnh như thế nào, Trương Huyền đáy lòng cũng không có yên lòng, một khi ba xà bên ngoài thân ngăn không được lần này nổ mạnh. Đang ở ba xà trong cơ thể hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng sống được xuống dưới. Ở ba xà trong cơ thể, còn lâm vào hôn mê chung Đường Hào, hoàn toàn không biết hiện tại bên ngoài đã biến thành cái dạng gì. Trương Huyền nhìn chung quanh bốn phía, phân biệt một chút phương hướng, hắn phát hiện, chính mình hiện tại, thế nhưng chỗ sâu trong cái thứ nhất tiểu thế giới giữa, cũng không biết là hỏa tinh nổ mạnh dòng khí quá mức khủng bố đem ba xà thổi quét tới rồi nơi này, vẫn là ba xà chính mình chạy trốn tới rồi nơi này. Bất quá hiện tại, này hết thảy, đã không quan trọng. Trương Huyền từ trong lòng lấy ra kia đem đoạn kiếm, vứt bỏ ba xà bụng, đem hôn mê chung Đường Hào khiêng lên, theo sau chiều thần ẩn hội tiểu thế giới phương hướng đi đến. Thần ẩn hội tiểu thế giới chung. Hai gã cả người giấu ở áo choàng chung ngưng khí cảnh cao thủ đang đứng ở kia đổ liên tiếp thiên địa tường cao trước, đưa lưng về phía tường cao, hai người giống như hai tôn điêu khắc giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên. Một người đột nhiên xoay người, nhìn về phía sau tường cao. Mặt khác một người cũng đồng thời xoay người. Cảm nhận được, có sinh vật tiếp cận, nhìn dáng vẻ, bên trong đồ vật, đã giết qua tới. Trước làm thịt, phóng đệ nhất hồ huyết đi. Hai người liếc nhau, theo sau đồng thời ra quyền, giống như phía trước mở cửa giống nhau, đem một cổ khí đánh vào vách tường giữa, theo sau vách tường chậm rãi mở ra một cái khe. Đăng. Một trận tiếng bước chân ở thông đạo nội vang lên. Thần ẩn hội hai người lập với tường cao cái khe phía trước, nhìn chằm chằm trong thông đạo. Thông đạo nội truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, này chứng minh đối phương càng ngày càng tiếp cận. Động thủ, một người hét lớn một tiếng. Này một tiếng uống xong, hai người cơ hồ đồng thời ra tay. Như thế nào, bên trong thực nghiệm thể không có giết rớt giáo chủ nhi tử, các ngươi muốn tự mình động thủ sao? Trương Huyền thanh âm. Ở thông đạo nội vang lên, giáo chủ nhi tử, hai gã ngưng khí cảnh cao thủ theo bản năng liền ngừng thế công. Trương Huyền cõng còn ở hôn mê giữa Đường Hào, dần dần xuất hiện ở hai người tầm mắt giữa. Đeo khắc, hai người đồng thời kinh hô một tiếng, ánh mắt tỏa định ở Trương Huyền sau lưng Đường Hào trên người. Trương Huyền đem kháng trên vai Đường Hào phóng tới trên mặt đất, đeo khắc, hẳn là chính là Đường Hào tên thật. Hai vị, Trương Huyền nhún vai. Ta này tìm được đường sống trong chỗ chết, đem giáo chủ nhi tử mang theo trở về, các ngươi có phải hay không nên cho ta chuẩn bị một trương thoải mái giường, lại đến hai ly rượu ngon a. Hai gã ngưng khí cảnh cao thủ liếc nhau, một người hạ giọng hỏi, ngươi là lần trước cùng Andre khống chế sự cùng nhau đi vào không ra tới người. Trương Huyền thác khai đôi tay. Mặt khác một người ngưng khí cảnh cao thủ đi ra phía trước, xác định Đường Hào thân phận, là đeo khắc không tồi, thông chi giáo chủ. Nói xong, tên này ngưng khí cảnh cao thủ lại nhìn về phía Trương Huyền, người cùng ta tới. Nửa giờ sau, Trương Huyền thoải mái dễ chịu nằm ở một cái thau tắm giữa, này hơn nửa tháng tới, cuối cùng có thể hảo hảo thả lỏng một chút.
Trương Huyền trong miệng hừ tiểu khúc, cầm lấy ngâm mình ở thùng gói thuốc ở trên người trà lau. U, tin tức rất linh thông sao, ta lúc này mới ra tới nửa giờ a. Trương Huyền đem trong tay gói thuốc tùy tay ném đến thau tắm, nhắm hai mắt. Trương Huyền sở trụ địa phương, là một cái cùng loại với châu Âu thập niên 80 khách sạn kiến trúc, bên trong phương tiện tuy rằng nhìn cổ phong tự nhiên, nhưng cũng chỉ là phong cách như thế, tất cả đều là mới tinh. Lần này Trương Huyền cứu ra giáo chủ nhi tử, một chút đã bị kia hai gã ngưng khí cảnh cường giả coi như khách quý tới đối đãi. Phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, áo tang đôi tay bối ở sau người, đi đến, nhìn chằm chằm ngồi ở thao tắm nội Trương Huyền. Ta nói, ta tốt xấu tắm rửa đâu, người muốn hay không như vậy không thấy ngoại a. Trương Huyền tức giận phiết áo tang liếc mắt một cái. Đều là nam nhân, ta tuổi đương ngươi ra ra đều đủ rồi. Áo tang ra tiếng, ngươi lần này, làm đến nhưng thật ra rất đại a, trực tiếp đem người cứu ra. Bằng không đâu, Trương Huyền duỗi người, ta còn có thể làm Andre đem ta ăn xương cốt đều không dư thừa. Ha ha, áo tang khẽ cười một tiếng, ngươi lần này sự, tuy rằng sẽ làm Andre nhiều chút kiêng kỵ, nhưng đều không phải là kế lâu dài, địa ngục nhà giam sự tình quan trăng trọng đại, hiện tại Andre cố ý che giấu tin tức, mặt trên còn không biết, nếu bị mặt trên biết được việc này, kia giáo chủ bản nhân, đều sẽ nhịn không được đối với ngươi xuống tay a. Ta biết, Trương Huyền gật gật đầu, theo sau từ thao tắm đứng dậy, kéo qua một cái khăn tắm vây quanh ở trên người, bất quá sao, cuộc sống này, có thể trộn lẫn thiên là một ngày, giải quyết trước mắt sự, mặt sau lại nói bái. U, áo tang đè xuống chính mình đấu lạp tuyến đầu, người nói như vậy, ta có thể hay không lý giải vì, là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lý giải phương thức có rất nhiều loại, xem người nghĩ như thế nào. Trương Huyền lại kéo qua một kiện áo tắm dài tròng lên trên người, cho chính mình cùng áo tang phân biệt phao ly trà nóng, theo sau dựa nằm ở trên sofa, tính tính thời gian, Andre hẳn là cũng tới đi. Trương Huyền vừa dứt lời, một đạo dũng cảm tiếng cười to liền từ phòng ngoài cửa truyền ra tới. Ha ha ha, Trương Huyền, người lúc này đây, thật là cho ta chướng mặt mũi a, đánh bậy đánh bạ liền đem đeo khắc cứu ra, giáo chủ biết được tin tức này sau, trước tiên liền chiều này tới rồi, đây là muốn đích thân cảm tạ ngươi a, nói thật, bằng vào ngươi một cái hóa hình hậu kỳ thực lực, có thể đem đeo khắc mang ra tới, xưng là kỳ tích cũng không quá. Andre thân ảnh, theo hắn thanh âm, xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt giữa. Andre cũng không có dẫn người tới, đưa hắn vào nhà sau, trở tay đem cửa phòng đóng lại, theo sau lo chính mình, cho chính mình đổ một ly cà phê. Các ngươi hè oi bức người thích uống trà, chúng ta thích cà phê, này hẳn là chính là văn hóa sai biệt. Andre bưng cà phê, ngồi vào Trương Huyền đối diện, hoặc là nói, chủng tộc chi gian khác nhau.